Một vài người dân không hiểu cái ý nghĩa của mục đích của việc xây dựng sử dụng của mình, và họ nói rằng không dám sang chùa Khai Nguyên vì nhiều ban thờ quá, vì sang không đủ tiền để đặt mỗi ban một tờ, cho nên không dám đi. Phật nào bảo như thế? Mà tôi đâu cũng có bảo như vậy, đệ tử của tôi đâu cũng có dạy như thế đâu. Không có. Chúng ta trước đây đi lễ, vì sao mà chúng ta lại nghĩ như vậy, nói như vậy? Vì chúng ta không hiểu pháp, không hiểu đạo. Chúng ta nghĩ là đi lễ chùa chỉ là để gì ạ? Để cầu xin. Mà cầu xin á, thì đương nhiên người mà đi lễ chùa chỉ có cầu xin á, thì người đó mới khởi ra cái tâm như vậy. Giống như ngày xưa tôi còn tu ở trong chùa Hương, làm chú tiểu trong chùa Hương, có một bà đồng bóng, bà đi lễ. Bà đi, bà bỏ ngày xưa bỏ cái tờ gọi là 200 đồng, cái tờ 200 đồng. Cái năm đó là bỏ 200 đồng là cũng phải thuộc dạng là người khá rồi, có điều kiện mới bỏ được tờ 200 đồng. Năm 94 đó, 95 đó. Đấy, khá rồi mới bỏ được tờ 200 đồng. Bà đi và bỏ hết các ban. Cụ Phật nào á, bà xin chạy cả vào trong hậu cung luôn. Để bà cụ nào mà ngồi gặp thấp thấp ở dưới là bà cố vén lên, với lên bà đặt một cái đồng tiền vào trong tay của cụ Phật á, của cụ Bồ Tát á. Bà đi hết vào vòng bà lễ. Xong bắt đầu bà quay lại. Bà quay lại bắt đầu bà nhìn thấy bà nói, ôi chết rồi, chị quên. Thế bảo là chị á, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy em. Hóa ra nhìn thấy, thế là bắt đầu chị quên. Tôi tha lỗi cho chị quên, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy. Cho nên là bà lại tút cái tờ ra, bà bảo thôi bây giờ chị quên, chị cho em nhiều hơn. Thế bà rút cái tờ 500.000, à, xin lỗi 500 đồng. Bình thường các cụ Phật, các cụ Bồ Tát, các ông hộ pháp thì được 200 đồng. Còn cái em mà chị quên đó thì đem 500 đồng. 500 đồng cho vào trong cái pho tượng, chúng ta biết pho tượng đó gì? Pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh ở trong tòa Cửu Long á. Bà ấy nhìn thấy là gì? Là hình dáng của một em bé. Cho nên bà ôi giời chị quên, chị không nhìn thấy em vì em bé quá, chị quên. Cho nên là chị gì? Đây chị cho em thêm, thế là rút được cái tờ 500 đặt lên trên tay đây chị để tận tay cho em này. Đó. Và xong một cái bắt đầu bà xuống bà khấn. Bà quay ra bà ngồi bà khấn phải đến 30 phút. Bà khấn, tôi cũng không hiểu rằng cái trí tuệ của người ta kiểu gì mà người ta thuộc nhiều như thế. Chắc là người ta phải mất vài năm người ta mới học xong cái bài khấn đó. Một cái bài khấn 30 phút không có vấp một câu nào các quý vị. Mà đọc nhanh, đọc luyến thoáng đi, đọc nhanh mà đọc kể từ thời tiết cho đến gì, đến cái cảnh quan của chùa như thế nào vân vân, nó hay lắm. Phải nói là nghe hay vô cùng, tôi chưa bao giờ thấy ai khấn hay như thế. 30 phút đọc không có vấp một câu nào. Tôi nghĩ là có khi nó phải học thuộc đến mất mấy năm nó mới học thuộc cái bài khấn không có vấp một câu nào. Đó, và nói chung quy lại thì cũng chỉ đều cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình nhà mình, cầu xin cho mình ấy, được phúc, được lộc, được thọ vân vân, mọi cái gia đình nhà mình, cái gì cũng gia đình nhà mình gì đều được cho thật hết. Cho nên ấy, từ đó mà tôi nhìn ra một vài người mà đi chùa mà cứ phải gì, đi đến từng ban thờ và bỏ từng đồng tiền lên trên tay của Phật á, hoặc là trên gì, trên cái mâm lễ của Phật á, xong rồi mới cầu nguyện tất tất á, thì những người như thế gọi là chưa hiểu Phật pháp. Đi lễ như thế gọi là vẫn lễ theo kiểu mong cầu theo cái pháp của thế gian thôi. Thậm chí có người các quý vị đi lễ đầu xuân năm mới có 100.000 đồng, nhưng mà gì nghĩ rằng mang 100.000 đồng này, mình trong tâm vẫn nghĩ là gì? Nhất định mang cái 100.000 này để đến để cúng cái ngôi chùa đó. Nhưng mà không, trong tâm thì vẫn là bảo cúng hết rồi, nhưng mà bảo là nếu mà đặt vào một chỗ thì những chỗ khác liệu không có, có được không? Cho nên mình cầu có phải cầu một chỗ đâu, chỗ này cầu một tí này, chỗ nọ cầu chỗ kia. Ví dụ như Đức Ông thì cầu cho gì, cho con cái à. Hoặc là hộ pháp thì cầu cho ngài bảo hộ cho gia đình nhà mình, còn Phật thì cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên vân vân này nọ, mỗi ban cầu một tí. Vậy bây giờ mình chỉ cầm một tờ 100.000 này, mình đặt một chỗ vào giữa tam bảo, bỏ hòm công đức hoặc ghi giấy công đức một cái, thế là hết sạch rồi, đi đến chỗ kia sợ các cụ không chứng cho. Cho nên nó phải đổi, đem đổi thành tiền lẻ, 100 ăn gì, ăn 70, hoặc 100 năm gì, ăn 80. Và mình cầm một cái tập tiền lẻ đi là thoải mái, mà bỏ mỗi ban, mỗi tay, mỗi cụ Phật một cái, một đồng.
Đây là một cách cách hiểu sai lầm về về Phật pháp đó các quý vị. Cách hiểu sai lầm. Phật đó, Bồ Tát đó, thì không cần chúng ta làm cái điều đó. Ngài cần cái tâm gì? Hướng thiện của chúng ta. Cái tâm thành kính, cung kính, hướng thiện của chúng ta. Còn có để làm Phật sự thì là tốt. Có để trợ duyên để xây dựng chùa chiền, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường cây cối để xây dựng làm cho đẹp cảnh quan của chùa, đó là gì? Đó là tốt. Đó là gọi là tu phúc thì tốt. Còn không có, chúng ta cứ đi chùa vô tư không có sao. Đặc biệt là ở đây, ông cụ Phật tử nói với tôi rằng mấy Phật tử, mấy người dân nói là không dám sang chùa vì không có đủ tiền để đi lễ ở các ban. Nói như vậy tức là không hiểu cái gì cả, không chịu đi học, không chịu nghe giảng, hoặc là đi học, đi đến đây nhưng mà gì, ngồi tiểu toàn nói chuyện buôn dê lê với nhau, hoặc là chỉ ngồi đi quanh quanh ở bên ngoài, không chịu vào ngồi trong hội trường để nghe giảng, để tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Quen như ngày xưa gọi là đi chùa chỉ cầu nguyện thôi, đi chùa để phẩm oản quả chuối thôi. Lễ xong một cái là ra khỏi cửa Tam Bảo, thậm chí còn ngồi ngay trong Tam Bảo tranh nhau cái oản của bà tại sao nó dài cao, oản của tôi tại sao nó gì, nó bé, nó bẹp xuống. Cái quả chuối của bà tại sao lại đẹp thế, quả chuối của tôi thì nó xanh, nó chưa chín hoặc nó nhỏ hơn. Đi lễ Phật chỉ cái kiểu như thế thì muôn đời không có có hiểu Phật được một chút nào cả các quý vị. Tại sao cứ bảo là tôi cũng đi chùa lễ Phật nhưng mà người ta thì hiểu được còn mình không hiểu được, vì mình không tiếp thu về giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật chúng ta biết là một cái nền giáo dục, chứ đạo Phật không phải là dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu cúng mê tín dị đoan. Cái phương pháp cầu cúng vân vân chỉ là phương pháp gọi là trợ duyên thôi, gọi là phương tiện, gọi là trợ duyên để cho chúng ta gì vào đạo học đạo mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói, kể cả cái việc chúng ta cầu gì, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu đảo bệnh, cầu nam nữ gì, con trai chưa lấy được vợ, cầu cho nó lấy vợ, con gái chưa lấy được chồng, cầu nó lấy chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau chưa có con thì cầu cho nó có con. Phật Bồ Tát cũng có thể đáp ứng được cái điều đó, nhưng đó chỉ là phương tiện. Mục đích tối thượng của Phật pháp đó là hướng cho chúng sinh giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên ở đây nếu có cái mấy Phật tử ở sân Đông này về cũng nói lại, biết có vài Phật tử nào mà nói rằng không dám sang chùa vì không có đủ tiền để lễ các ba, bảo họ không có phải cái việc đó, mà không có đồng nào đến chùa khai nguyên vẫn được mà. Kể cả những ngày lại đại lễ như mùng 1 ngày rằm hoặc là những ngày pháp hội, không có tiền đến lễ chùa khai nguyên vẫn được mà. Đến khi mọi người đi ăn cơm, mình vẫn đi ăn cơm bình thường như mọi người. Có ai nói là bà không có tiền không được ăn cơm đâu, hoặc bà không có tiền không được vào trong hội trường để ngồi nghe giảng đâu. Không có. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa khai nguyên hoặc tất cả những hệ thống chùa mà tôi chủ trì để hoằng pháp không bao giờ có cái điều đó. Chúng ta thấy đến ngôi chùa này viết lá sớ cũng bình đẳng như nhau, ai công đức, ai thành tâm bao nhiêu thì tùy duyên, mà không thành tâm cũng không sao, các Phật tử vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ với chúng ta, các sư vẫn vui cười, vẫn nồng hậu đón tiếp chúng ta. Hay kể cả gia đình chúng ta có đám cúng 35, 49, thất thất trai tuần chẳng hạn, đến chùa, có bao giờ các vị nghe thấy các sư trong chùa bảo một đám cúng phải bao nhiêu tiền không? Không có. Các chùa khác có thể có, đám cúng 35, 49 có thể phải 5 triệu, 10 triệu, vài triệu vân vân. Nhưng mà đến chùa khai nguyên chúng ta không bao giờ có cái trường hợp đó. Cho nên mục đích của chúng tôi xây chùa để là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng sinh, phục vụ cái công việc hoằng pháp. Tất cả các công việc khác ngoài ra đều là phương tiện, ai có như thế nào thì tùy duyên, không nặng nề cái chuyện đó. Cho nên nói rằng đi sang chùa khai nguyên thấy nhiều ban thờ quá, nhiều nơi thờ quá, không dám đến vì không có tiền lẻ để bỏ vào tay của Phật, của tượng ở các ban, ở các hòm công đức, thì nói như vậy là không hiểu gì về Phật pháp. Mà thậm chí có thể họ vì một cái lý do nào đó họ muốn bôi nhọ nhà chùa, như vậy là cũng không nên.
Đó, đây nói thêm như vậy để chúng ta biết gọi là cúng dường. Thầy đang nói về cúng dường. Cúng dường thanh tịnh nhất đó là chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành là thế nào? Phật dạy chúng ta là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng ta nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đó là phương pháp cúng dường tối thượng nhất. Sau đó mới đến cái phương pháp cúng dường gì? Cúng dường như là cúng dường một pho tượng chẳng hạn, Bồ Tạng, Bồ Tát Địa Tạng hay pho tượng Phật, hoặc là cúng dường một bao xi túi cát, xẻng cát, hoàn gạch chẳng hạn, vân vân, ngày công chẳng hạn. Mới đến cái vấn đề đó là cái thứ yếu thứ hai. Còn cái cúng dường tối cao nhất đó là y giáo phụng hành. Nghe lời Phật dạy chúng ta tin theo, Phật bảo chúng ta thọ trì đọc tụng thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng, đó gọi là như pháp cúng dường. Không làm trái với bản ý của Phật, không phải làm trái với bản ý lời dạy của Phật tổ, đó gọi là chân thực cúng dường, pháp cúng dường tối cao nhất, tối thượng nhất, tuyệt đối nhất. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn những cái cúng dường khác là cái trợ duyên thôi, tu phúc thôi. Đó, còn cái cúng dường chúng ta y giáo phụng hành, đọc kinh, chỉ kinh, đó gọi là tu cả phúc lẫn tuệ, phúc tuệ viên dung. Đó. Còn cái kia gì? Cúng dường cái kia chỉ ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông gọi là tu phúc, thì chúng ta chỉ được phúc báo thôi. Còn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển, y theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiền, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân. Tất cả những cái đó là trợ duyên thêm cho cái vấn đề chúng ta đọc tụng kinh điển, hiểu lời Phật dạy và áp dụng ra cuộc sống, thì đó là phúc trí nhị nghiêm. Cả phúc và cả trí đều gì? Đều viên mãn. Đó là một phương pháp tu cao tột nhất mà Đức Phật hoan hỷ nhất khi thấy chúng ta tu như vậy. Ở đây nói là gì? Hoặc là luôn cúng dường nhấn đến đắp, vẽ, sơn, thép, chạm khắc hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rất tốt. Một phương pháp cúng dường chúng ta thấy chúng ta làm nó cũng không có tốn kém gì cả. Ngoài thọ trì đọc tụng kinh điển ra, chúng ta hàng ngày, phải hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén gọi là thất thánh tài đó, để dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng dường xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng, uống cái nước đó rất là tốt, rất tốt. Hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó, mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt. Thậm chí là ma quỷ phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. Đó. Giống như hôm trước ở trên sân Tây có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm, xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất và gì, xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết đi. Cô con dâu và anh con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng chúng ta hay đọc kinh Địa Tạng, nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo, không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó, và đưa cho bảo vệ, bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay, không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là gì? Cái nước đó là nước cúng gì? Cúng Phật, cúng Bồ Tát. Nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó, nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng. Vì sao lại nước lại làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút. Ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng, ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học
khoa học biện chứng đâu các quý vị nhé. Nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước, hai cốc nước như thế này mà múc được cái cốc và cốc thủy tinh cơ. Hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì, một cái giếng, và cùng một lấy cùng một cái gì, một cái gầu múc nước ấy, để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau, hai cốc nước trong sạch như nhau, cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ, làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết. Đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy ấy, gọi là gì, viết cái chữ ố, một cái tờ giấy ấy, viết cái gì, chữ ái. Chữ ái ấy, có nghĩa là gì? Chữ ái từ Trung, chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản ấy, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì? Yêu thương. Từ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Từ ố có nghĩa là gì? Là ghét, là căm thù, là ghét bỏ, vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học hoặc nghiên cứu, họ xoay trong nước á, xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh, nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu, có hình thù nó như mắt gì, mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì, của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao nó gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài nói là gì? Trong một bài kệ Ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem ở trong một bát nước có đến 84,000 con gì? Con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó. Mà con vi trùng nó gì? Có vi trùng trong đó, có nghĩa là nó gì? Có sự thấy, nghe, hay, biết. Nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái kính hiển vi khoa học chuyên để nghiên cứu đó, nhìn thấy cái kết tủa của nước đẹp như những bông tuyết. Ngược lại, cái chữ ố thì nhìn như mặt quỷ, nhìn như hình trái chám, xù xì, gai góc, đáng sợ biết bao. Rồi nữa, Ngài tiếp theo nghiên cứu thêm nữa, viết cái vừa một cái chữ dài hơn đó, để viết ví dụ viết cái chữ là một cái cốc, viết cái chữ là tôi yêu bạn, thì cái sự kết tủa, kết tinh của nước hoàn toàn khác nhau. Nó không độc lập như chữ ái nữa, mà hai cái gì, những cái hoa tuyết đó, nó lại đan chéo vào nhau, ví dụ hai cái nó đan vào nhau. À, còn viết hơn nữa, nhiều hơn nữa là gì? Gia đình tôi yêu gia đình bạn, tức là gì? Nó tăng thêm gì, cái sự kết nối giữa con người và cái bát nước đó. Đầu tiên là chữ ái, thì mình là tôi gì, yêu bạn thôi, thì cái bông tuyết nó cho cái gì, cái kết tinh của nước là một mình, một kiểu một bông tuyết thôi. Nhưng khi nói là gì, tôi yêu bạn, thì tất nhiên là gì, nó lại là tôi yêu bạn, thì đương nhiên bạn cũng sẽ yêu tôi. Và hai cái kết tinh, kết tủa của nước đó, nó đan xen vào nhau, đan xen vào nhau, giống như cái chữ song hỷ ấy. Các vị thấy cái chữ đám cưới hoặc cái chữ song hỷ, hai cái nó viết gì, viết đan xen vào nhau, nhìn rất là đẹp. Và khi nói là gì, chúng tôi yêu các bạn, hoặc là gia đình tôi yêu gia đình bạn, thì nó có rất nhiều những cái, nó có sự kết nối, rất nhiều những cái kiểu như cái bông tuyết đó, nó kết vào nhau rất là đẹp. Ngược lại, viết một cái tờ giấy, nói là gì, chúng tôi căm thù gì, căm thù bạn, hay là gì, tao, chúng tao căm thù mày, vân vân, thì lấy một cái ví dụ như thế, cái kết tinh của cái cốc nước đó, nó lại rất nhiều những cái
những cái bông hoa, hoa nước ấy, ở trong nước mình là giống như những bông hoa tuyết, nhưng mà nó ghê rợn, như là nhiều những cái mắt quỷ, nhiều những cái mắt quỷ hình thù khác lạ, kỳ dị và ghê rợn, nó nổi lên ở trong cái nghiên cứu ở trong cái cốc nước đó. Các quý vị về có thể đi vào mạng á, bảo các con nó vào trong Google nó search cái gọi là tra những cái gì, những cái nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, kết quả khoa học nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các quý vị sẽ thấy cái kết quả mà cho thấy khoa học Nhật Bản nhé. Ngài là người ở Nhật Bản mà ngài đã đi gì, đi sang cả Mỹ để chứng minh cái nghiên cứu khoa học của mình về nước. Mà các vị tiến sĩ rồi các nhà khoa học trên cả thế giới đều phải gì, phải công nhận sau khi kết luận của nghiên cứu và nhiều năm cũng như kết luận của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nước cũng gì có tình. Cho nên vì sao mà một cái cốc nước mình dâng lên cúng Phật cúng Bồ Tát xong rồi mình uống mà khỏi bệnh ấy à, đấy, vì sao mình nói toàn những lời yêu thương, những lời chân lý mà Phật đã dạy, trong khi mình tụng kinh cả ba quyển kinh Thượng Trung và Hạ, tụng hết cả một bộ như vậy, những cái kết tinh của nước toàn là đẹp, toàn là nó thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên á, nói gì, nó tốt, nó lành. Vì vậy mà uống vào nó có cái công năng là gì, giải trừ nghiệp trước, thậm chí nó còn gì, chữa được các bệnh nữa. Có trường hợp bệnh điên điên khùng khùng, các vị biết không, điên điên khùng khùng loạn tâm, tôi lấy một cốc nước và đưa cho uống, uống xong một cái khỏi ngay tại chỗ luôn à, đó là sao, đó là do gì, tôi có năng lực, tôi có công đức được không, mà do gì, do cái sự thọ trì đọc tụng kinh điển của chư tăng, của các sư ở hàng ngày, của các Phật tử chúng ta hàng ngày, mà cái nước cúng Phật đó nó gì, nó có công đức. Ở Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ai mà xem cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, giảng giải về nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy có công năng là gì, chữa bệnh, có công năng là khiến cho thân thể không bị già nua vân vân, gọi là có 8 loại, 8 công đức lớn. À, vì vậy á, mà tôi nói với các quý vị là khi cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, khi tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà đó, chúng ta nên gì, một cái không thể không có, có nghĩa là bắt buộc phải có, đó là 3 chén nước hoặc 7 chén nước, tùy theo ban thờ nhỏ thì 3 chén cũng được, ban thờ lớn thì 7 chén, 7 chén thì chúng ta có nhiều nước để uống, để xin lộc, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà thường là một chén ở giữa, chúng ta cung kính tôn trọng thần linh thổ địa và gia tiên chúng ta, chúng ta đem một chén ở giữa đó để ra một cái cốc riêng, cứ xong chúng ta lại gì, vẩy hết từ trên phòng thờ xuống các phòng nhà ở và xuống dưới đất, chúng ta đến đâu chúng ta cầm cái cành lá hoặc cành hoa chúng ta vẩy đến đó, để cho gì, với cái ý nghĩa mát mẻ. Mỗi cái vẩy như vậy chúng ta lại niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta vẩy một cái như vậy thì cái nước nó đến đâu, nó có cái năng lực từ bi, năng lượng từ bi ở trong nước do thấm nhuần cái lời kinh tiếng kệ của Phật. Cho nên các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng hoan hỷ, và các vị vong linh ở trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng sẽ sớm gì, họ chưa được siêu thoát thì họ sẽ được siêu thoát khi được công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát đã gì, đã chiếu vào trong gì, độ những chúng sinh ở trong chén nước, trong bát nước đó. Trong bát nước đó có gì, tuy chúng ta nhìn mắt thường là tịnh thủy, tức là nước sạch đó, nhưng mà nhìn bằng kính hiển vi á, có vô số những con trùng ở trong đó, đúng không? Vì Đức Phật nói trong một bát nước có đến 84.000 con vi trùng cơ mà. Đấy là nói về ước lượng thôi. Mà nước bẩn như bây giờ, ô nhiễm như bây giờ, có phải thì gấp 10 lần cái 84.000 con vi trùng, chứ đừng nói là nước. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, nước đa số là nước sạch, còn nước bây giờ chúng ta đa số là ô nhiễm môi trường, cho nên cái vi trùng, nước ô nhiễm thì vi trùng thì càng nhiều hơn, không chỉ 84.000 mà có thể gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần như thế, tùy theo cái mức ô nhiễm của môi trường các quý vị. Nhưng khi đặt lên tụng niệm cho nó, thay đổi, thay đổi không? Thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm một cái thí nghiệm lớn hơn trong một cốc nước. Đó là sao? Ngài dùng 50 người ra một cái hồ
ở gần cái khu vực, cái nơi mà công sở mà ngài làm việc đó, có một cái hồ. Cái hồ đó thì cái nước không được thanh tịnh, không được sạch sẽ lắm, và nó thường hay bốc mùi hôi. Ngài dùng 50 người đó ra đều nói những lời yêu thương tốt đẹp với, đứng trên bờ hồ, đi quanh bờ hồ và nói những lời yêu thương tốt đẹp và niệm Phật cho nó. Và kết quả, trước khi chưa niệm Phật, ngài múc một vài cốc nước lên để nghiên cứu, cho những cái kết quả, những cái thí nghiệm ở trong nước á, nó những cái kết tinh của nước á, rất xấu, rất xấu. Cho nên á, cái mùi hôi ở cái hồ đó thường thường vào buổi tối và buổi sáng sớm nó bốc mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng ngài lấy 50 người ra đó nói những lời yêu thương và niệm Phật, đi niệm Phật kinh hành ở trên quanh cái bờ hồ đó 3 ngày. Sau 3 ngày, ngài múc cái nước đó lên và nghiên cứu thì cái kết tinh kết tủa của nước á, hoàn toàn khác, nó lại đẹp đẽ. Và cái mùi hôi mà hàng ngày buổi sáng buổi chiều nó nồng nặc đó thì tự nhiên biến mất. Và ngài làm thêm một cái nghiên cứu lớn nữa, mang tầm cỡ quốc gia nữa, đó là ở Nhật Bản có một cái eo biển, cái tên là gì đó lâu lâu tôi quên rồi, các vị về muốn nghe thì nghe lại cái băng giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng Tịnh Không có nói rõ về cái lần đó, hoặc chúng ta có thể đánh thẳng vào Google để search để tìm cái đó, có thể thấy được. Ngài đến một cái eo biển, ngài dùng 300 người. Cái eo biển đó thì thường là bốc ra mùi hôi thối, mà chính phủ Nhật Bản ấy, dùng các loại hóa chất để khử mùi rồi, nhưng chỉ được vài hôm nó lại tiếp tục trở lại, nó lại hôi trở lại vì nó đại ô nhiễm. Mà người Nhật Bản ấy, thì người ta, chúng ta biết rồi, người ta sạch lắm. Cái văn minh đô thị với lại môi trường sống chung quanh của họ là sạch lắm. Có người đi Nhật Bản về nói với tôi là đi ngoài đường cả đi cả ngày, chiếc áo trắng tinh về không có nhìn thấy bụi bám một chút nào. Cái giày của họ đi, cái giày đinh, giày da, đi bộ cả ngày về giày không phải đi đánh lại. Vì sao? Vì cái đường họ sạch vô cùng. Còn Việt Nam chúng ta đi ra xem, đi trong phố Hà Nội thôi đúng không? Áo trắng chỉ cần đi khoảng độ nửa ngày thôi, về thì về không giặt, không thể mặc lại được nữa. Vì sao? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Còn đất nước của họ nó văn minh, cho nên giao thông của họ, công viên của họ vân vân, không có cái chuyện bụi bặm như đất nước chúng ta. Và người ta ô nhiễm một cái người ta xử lý ngay, nhưng cái eo biển đó người ta xử lý không được. Chính phủ Nhật Bản đã dùng bao nhiêu tiền của công sức xử lý cái eo biển đó không được. Ngài lấy một cái thí nghiệm, tiến sĩ Giang Vận Thắng lấy một cái thí nghiệm, chọn 300 người ra đó và nói những lời yêu thương, rồi tụng kinh và niệm Phật ở trên cái eo biển đó 1 tuần. Sau 1 tuần, các vị biết không? Sau 1 tuần, trước 1 tuần, trước khi niệm thì cũng lấy những cái cốc nước này để thí nghiệm, thì cái kết tinh kết tủa của nước rất xấu, còn đặc biệt là cái mùi hôi thì rất khó chịu, rất khó chịu. Chính phủ đã mất bao tiền của ông xử lý được, nhưng khi dùng 300 người ra để nói những lời yêu thương, tụng kinh niệm Phật cho nó 1 tuần, các vị biết không, kết quả sau 1 tuần, khoảng 3-4 ngày sau, mùi hôi nó cứ giảm dần, và đúng 1 tuần sau mùi hôi hết sạch không còn nữa. Và đem thử những cái, lấy cái nước đó ở dưới cái vịnh đó thì mang lên, thì hoàn toàn cho một cái kết quả thí nghiệm khác. Kết tinh kết tủa của nước đẹp giống như những bông tuyết mà ngài viết chữ ái để vào trong cốc nước vậy. Và đặc biệt là mùi hôi không còn nữa. Đấy là gì? Dùng tâm thức, dùng lòng từ bi và những gì? Cái tâm tốt đẹp của mình á, để hồi hướng, để tác động tới gì? Thế giới, môi trường sống chung quanh chúng ta. Đặc biệt là gì? Tiến sĩ nghiên cứu về nước và có những cái sự là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này, trên thế gian này có những chuyện chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để mà nói được, mà giải thích được, không thể dùng ý chí lý luận bình thường, sở học bình thường ở trên ghế nhà trường của chúng ta mà lý luận được. Nếu tiến sĩ Giang Bản Thắng mà không gì, không nghiên cứu ra cái đó, chúng ta chỉ giảng và nói với nhau á, thì có ai tin không? Họ không tin. Nhưng mà khi tiến sĩ
nghiên cứu bằng khoa học. À, bằng khoa học các quý vị ạ, bằng khoa học biện chứng và phân tích hẳn hoi, thì khi đó các nhà giáo sư tiến sĩ và các nhà khoa học ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ, là gì, mới phải gì, cúi đầu và tiếp nhận cái nghiên cứu và chấp nhận cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nói là gì? Nước cũng có tình, có nghĩa là nước cũng có tình các quý vị. Vì sao mà bây giờ chúng ta, nước ở Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng thấy là ô nhiễm? Vì chính con người chúng ta sống không có tình với nó. Bao nhiêu chất thải bẩn thỉu, đáng nhẽ chúng ta phải gì ạ? Phải qua xả thải rồi phải qua gì? Phải qua xử lý thì chúng ta mới xả ra để cho nó sạch sẽ. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có tình với nó. Nhưng cho chúng ta, từ người dân cho đến các doanh nghiệp, phần lớn là đều không có tình với nó. Ai cũng nghĩ là gì? Mình bớt đi một chút cái tiền xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải, đó là gì? Là tốt rồi. Ai mà tránh được cơ quan pháp luật thì cứ tránh. Cơ quan nào tránh được pháp luật thì cứ tránh. Kể cả nhà dân chúng ta, ở quanh khu phố có cái hồ chung quanh ở trước cửa nhà chúng ta rất là đẹp. Nhưng chúng ta gì, làm sao đó để cho đêm hôm đào trộm ra được cho một cái gì, cái ống thải bằng ống 34 hoặc 100 hoặc 70 hoặc 120 đó, tùy theo cái số lượng chúng ta dùng nước ở trong nhà. Làm sao để chôn thật nhanh để cho ra nó đi sâu xuống, chảy ra cái ao. Và bao nhiêu nhà vệ sinh, nước vệ sinh, nước thải rửa chúng ta chảy hết xuống ao. Và cái tình của chúng ta gì? Tình chúng ta có không? Không. Mà chúng ta có cái mưu đồ xấu ở trong đó. Cho nên cái hồ nó phải tiếp nhận những tất cả những cái chất xả thải của quanh khu phố của chúng ta chung sống, hoặc quanh xóm làng chúng ta chung sống, xả thải xuống đó. Cho nên nó mới gì? Là sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm đầu tiên chúng ta nói về khoa học là ô nhiễm môi trường, do chúng ta xả thải chất bẩn xuống. Nhưng nói về tâm lý, tức là chúng ta thì không dùng cái tâm tốt, tình tốt để đối xử với cái hồ, tức là cái bạn sống ở chung quanh chúng ta. Cho nên nó cho chúng ta những mùi hôi thối nồng nặc và chúng ta khó chịu. Mà khó chịu thì lại nói là gì? Mà chỉ biết trách thôi, chứ không biết xem lại mình. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để ý muốn nói với các quý vị rằng là gì? Lúc cúng giàng, múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ, trước tiên là cúng giàng Phật và Bồ Tát Địa Tạng, sau nữa là mình xin cái nước đó để uống. Nhưng trong khi mà uống, mà trong kinh nói là uống để chữa bệnh hay là uống để cho nó thông minh trí tuệ đó, tăng trưởng trí nhớ đó, thì chúng ta quay mặt về hướng Nam. Vì sao là quay mặt về hướng Nam? Về phương Nam chính là phương mà gì? Là đại bản doanh của Bồ Tát Địa Tạng. À, phương Nam chính là cái nơi mà Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là gì? Cái nơi trụ xứ mà Bồ Tát Địa Tạng thường cư ngụ, thường cư trú để hóa độ chúng sinh. À, giống như gì? Phương Tây thì là nơi gì? Là quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông là quốc độ của Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì phương Nam là nơi quốc độ, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân để giáo hóa. Hay các quý vị thấy như chùa Khai Nguyên này là gì? Nơi mà tôi trụ trì. Các quý vị muốn gặp tôi thì đến chùa Khai Nguyên. Đến một lần không gặp thì hai lần không gặp, ba lần không gặp, 10 lần cũng phải gặp. Đúng không? Đó. Chứ còn những đến chùa khác có gặp không? Có khi đến đến 100 lần. Không phải là nơi tôi trụ trì, các vị đến có 100 lần, đến 1000 lần, ngày nào cũng đến vài lần, có gặp không? Cũng không gặp được. Vì đấy không phải là nơi tôi chủ trì, nơi hoằng pháp, nơi tôi chịu trách nhiệm. Đó, cho nên trong kinh nói là quay mặt về phương Nam mà uống cái nước đó. Đó, thì mà mình khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để uống, nó sẽ tốt hơn là uống bình thường. Đó, cái đấy là cũng trong kinh dạy thì chúng tôi cũng nói như vậy. Nhưng khuyên mọi người thì mọi người làm thì cũng có cái lợi ích nhất định. Họ kể lại với chúng tôi, có những người mà bị bệnh, gọi là bị cái bệnh gọi là bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt tức là cái chân á, chân tay nó teo tóp không đi được nữa. Mấy năm trời. Vị này về phát nguyện đọc tụng 49 ngày, ăn chay trường, y như trong kinh dạy, không ăn hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây. 49 ngày ăn chay trường và ngày tụng ba thời sáng, chiều và tối. Xong rồi lấy nước đó cho cái người bị bại liệt kia uống. Người bại liệt kia là do nằm lâu ngày cho nên là mắt thì mờ,
tai thì điếc. Nhưng khi uống đến 21 ngày, tụng kinh 21 ngày, cho uống cái nước này vào ấy, tự nhiên là gì? Mắt của cái bệnh nhân đó sáng ra, tai là gì? Lại thính lại. Và mắt thì nhìn thấy được, và tai thì nghe thấy được, nhưng mà vẫn chưa đi được. Thế Phật tử hôm rồi lên nói tôi bảo rằng, nhưng cái này đã là vi diệu rồi thầy. Tuy rằng ấy, bệnh nhân ở người nhà nhà con chưa đứng dậy đi được, nhưng mà cái mắt của bệnh nhân, cái người nhà nhà con ấy, nhìn thấy lại được rồi. Và cái tai á, nghe lại được rồi. Và miệng gì? Mắt thấy, tai nghe thì đương nhiên miệng bây giờ cũng nói chuyện được rồi. Và niệm Phật được rồi thầy ạ. Cái điều mừng nhất là bệnh nhân người nhà nhà con đã niệm Phật được rồi. Vì mắt thấy, tai nghe cho nên nghe được con nói và bây giờ niệm Phật được rồi. Và con chỉ mong rằng như thầy nói là hết 49 ngày bệnh nhân người nhà nhà con có thể tập tĩnh và đứng lên tập đi và bước đi được từng bước ở trong nhà để cho gì? Cho gia đình con đỡ khổ. Thì tôi bảo ở cái này thì tôi không hứa được, vì tôi không phải là Phật, tôi không phải là Bồ Tát, tôi không phải là bác sĩ. Mà bây giờ vì về cứ nhất tâm mà gì? Y giáo phụng hành. Nhất tâm để đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cầu Phật và cầu gì? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì cho. Vì đang đọc tụng kinh của Ngài mà. Đang đọc tụng kinh công đức nói về bản nguyện bản hạnh của Ngài mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói đâu có sai. Tin vào lời Phật cho nên cứ nhất tâm mà đọc tụng. Mắt sáng rồi, tai nghe được rồi, còn mỗi cái chân do mấy năm rồi thì bây giờ nó teo cơ rồi, nó khó thì nó phải từ từ. Phải từ từ. Nhưng mà mắt thấy, tai nghe và niệm Phật được rồi là tốt rồi. Đấy là quý rồi. Ra đi thì cho dù mệnh hết ra đi thì biết niệm Phật cũng không làm, không bị khổ ở đời sau rồi. Đó. Cho nên đấy là những cái công đức. Họ chỉ đọc tụng và lấy cái nước đó để cho bệnh nhân uống. Rất tốt. Đấy. Cho nên cúng già ngài thì có mất không? Không mất. Thậm chí các quý vị xin lỗi, các vị tôi nói hơi thật một tí. Chúng ta đem gì? Mua một cân hoa quả cúng lên, gọi là cúng ngài thì gọi là cúng bằng cái tâm thành kính dâng lên, lên đó để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta với ngài thôi chứ. Mấy hôm sau chúng ta dâng xuống, chúng ta vẫn gì? Cả nhà vẫn bổ ra để ăn với nhau cái đĩa hoa quả đó mà. Ví dụ chúng ta cúng 10 quả mà ngài ăn mất 9 quả, còn có 1 quả thì chúng ta mới sợ chứ, đúng không? Nhưng đâu ngài có ăn quả nào đâu. Đây là ngài gì? Vì sao Đức Phật ngài không ăn quả nào, nhưng vì sao Phật bảo chúng ta cúng? Vì để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng ngài thiếu gì? Chư Phật Bồ Tát ngài thiếu gì? Muốn ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thường thiện nhân sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, thế thì muốn ăn thì tự nhiên thức ăn liền đến, đúng không? Liền hiện đến trước mắt. Ăn xong một cái thì tự nhiên là bao nhiêu cái đồ đạc, bát đũa chén chiếc vân vân đó tự nhiên là gì? Biến mất. Đó là do công đức của chúng ta vậy. Nói như vậy có người mới đến chùa lại bảo làm gì có chuyện đây, thầy nói chuyện tiếu lâm. Xin thưa các quý vị, tôi lấy nghe một cái ví dụ thế gian thôi. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ hoặc là ông tổng thống của một quốc gia, sau bao nhiêu năm phấn đấu học tập cũng như là cống hiến cho đất nước, cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, và khi mà ông đầy đủ uy tín được cả nhân dân, cả đất nước là gì, bầu ông lên làm tổng thống hay làm thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó, hoặc nước chúng ta như là tổng bí thư chẳng hạn vân vân, tức là những người đứng đầu của nhà nước, của một đất nước, những người đó có cái chế độ đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đó là không phải đi xuống bếp để tự nấu cơm mới có ăn, đúng không? Ăn xong cũng không phải đi rửa bát. Còn chúng ta, gia đình chúng ta nếu mà không xuống bếp nấu cơm, có cơm ăn không các quý vị? Có không? Nếu vợ chồng con cái cả nhà đều lười không xuống bếp, hàng xóm mà có mang cơm chúng ta ăn được không? Mang có thể một bữa, hai bữa thì được. Nhưng mà ai mang chúng ta suốt đời được? Mang chúng ta suốt năm, suốt tháng được? Không có. Nhưng mà chúng ta thấy những người họ bao nhiêu năm học tập và cống hiến cho đất nước, gọi là có gì? Có công đức. Có công và gì? Có đức với gì? Với quốc gia, với dân tộc. Cho nên những người nguyên thủ ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là nguyên thủ, tùy theo thể chế quốc gia. Có nơi thì gọi là tổng thống, có nơi thì gọi là thủ tướng, có nơi thì gọi là chủ tịch nước, có nước thì gọi là người cao nhất là tổng bí thư, tùy theo cái thể chế chính trị của các quốc gia đó. Thì chúng ta thấy những người đó đến giờ ăn có người phục vụ mang lên đến tận nơi, ăn xong một cái có người lấy tăm đưa lên tận gì, tận miệng,
Và ăn xong nữa thì có người gì dọn hết bát đũa và đi rửa bát, cho vào nơi sạch sẽ, bảo quản cho nó thanh tịnh. Đó là gì? Người có phước mới được như thế. Còn những người kém phước như chúng ta, chúng ta gì cứ ngồi ở trên cái bàn mà ớ tay hôm nay tại sao đói, nó chả thấy cơm đâu nhỉ, không thấy ai mang đến nhỉ. Chúng ta có ngồi có kêu đến gì, kêu khản cổ mỏi họng thì không có ai mang đến không? Không có. Mà thậm chí họ còn cười, họ còn bảo chúng ta là gì, có vấn đề về thần kinh. Vì chúng ta gì kém phước mà cứ đòi gì, đòi những người có phúc, những người nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết muốn được những nguyên thủ quốc gia họ phải mất gì, bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nhân tích đức. Và đời này kiếp này họ cũng gì, tu nhân tích đức và chăm chỉ học tập, gắng làm việc thiện, toàn tâm toàn ý lo cho dân tộc, cho đất nước thì mới được như vậy. Nếu mà còn lên đó mà không lo được á, cho đất nước á, lợi dụng chức quyền đó thì dân cũng sẽ gì, xô dẹp cái ghế của họ và gì, đẩy họ xuống dưới gì, bùn đen các quý vị. Có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Anh gieo nhân nào thì sẽ được hưởng quả đó. Nay chúng ta tu nhân lành cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi được vãng sinh về đó rồi trở thành một vị Bồ Tát, trở thành bậc thường thiện nhân, phúc báo còn gì, còn hơn cả vua của quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là vua, một vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phúc báo còn hơn cả vua quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp so với tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật nói là gì? Chưa ăn thua. Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ dù 80 vạn đại kiếp nhưng vẫn còn có con túc số, đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc là gì? Tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm được. Đó, cho nên cái phúc báo ở mỗi cõi, mỗi cảnh giới nó có khác nhau. Thọ mạng, phúc báo có khác nhau. Và do cái phúc báo chúng ta thấy, vì phúc báo khác nhau cho nên thức ăn cũng gì? Cũng khác nhau. Chúng ta thấy thức ăn của con người chúng ta do phúc báo làm người. Khác nhau với phúc báo của súc sinh không các quý vị? Phúc báo của chúng ta khác nhau với con lợn không? Các quý vị, thức ăn chúng ta khác với con lợn không? Thức ăn chúng ta khác với con chó không? Con chó, phúc báo của nó cũng khá tốt, nó là súc sinh, nhưng mà do gì? Do có phúc báo hơn một số loại súc sinh khác, nó được ở gần con người chúng ta, cho nên nó cũng được ăn cơm với con người chúng ta. Nhưng ăn cơm rồi, nó còn ăn thêm cái gì? Ăn thêm cái gì các quý vị? Nó ăn cơm ngon như vậy, nhưng mà nó đi ra ngoài ruộng, nó ra nhìn thấy cái đống phân của đứa trẻ con hoặc là một người nào đó bậy ra ngoài ruộng á, thì nó coi cái đó là thức ăn và nó tiếp tục nó ăn cái đống phân đó. Nhưng con người chúng ta có ăn không? Không, con người chúng ta không ăn. Vì cái phúc báo, chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết lo cái đồ bẩn thỉu, hôi thối, nhơ bẩn, chất thải của con người chúng ta thải ra, ai chúng ta đi ăn lại? Do có trí tuệ nhận biết được. Những con chó nó có nhận biết được không? Không nhận biết được, không đủ trí tuệ nhận biết. Mặc dù sống gần con người, được con người chăm sóc, được con người dạy dỗ, nhưng khi ra khỏi nó nhìn gì? Vì cái ngu si, cái chướng, một chút chướng trọng của nó, chướng si của nó, cho nên nhìn thấy đống phân nó liền chạy lại nó ăn. Chúng ta có đuổi nó thì gì? Nó cũng vẫn cứ gì? Chạy lại nó ăn. Chúng ta cho nó là bẩn, nhưng nó cho là ngon, cho nên nó mới cứ cố tình nó chạy là nó ăn. Đuổi nó, đánh nó chạy đi rồi, được một tí chúng ta lãng quên, nó lại chạy sang, ngửi thấy cái mùi nó thèm quá, nó chạy sang để nó gì? Nó ăn. Đó, cho nên phúc báo có khác nhau ở chỗ đó. Đây tôi phải dẫn chứng giải rộng thêm như vậy để cho chúng ta thấy được rằng, chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, có phúc báo thì chúng ta sẽ hưởng thụ được những cái năng lượng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta. Cho nên uống cốc nước đó có thể khỏi bệnh là như thế, có thể tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Cho nên cái này chúng ta làm tốt cho chúng ta thôi. Tôi bảo các quý vị thọ trì đọc tụng thì cứ tin tưởng mà thọ trì đọc tụng. Vì sao? Vì Phật dạy như thế, chứ không phải là tôi dạy như thế. Phật dạy mới quý các quý vị, tôi dạy cũng hơi hơi quý rồi, nhưng Phật dạy mới thực sự là quý báu. Vì Phật không có dối người. Tôi có thể gì? Còn lời nói được, lời nói chưa được.
Có những lúc nói nhanh quá không suy nghĩ được, còn nói gì, còn nói sai đôi chỗ. Nhưng Phật thì không bao giờ nói sai chỗ nào nữa, vì trí tuệ của Phật là gọi là lậu tận trí. Ngài đã chứng được cái trí tuệ là cao tột nhất, cho nên á, thông suốt trong từng sát na, không có lúc nào nhầm lẫn. Nhưng tôi á, thì gì, còn đang ở trên bước đường cầu đạo, cho nên có những lúc là gì, tôi quên. Có những lúc các vị thấy tôi phải nghĩ mãi mà gì mới ra được một cái danh từ nào đó, hoặc một cái gì, một cái địa danh nào đó, một cái câu chuyện nào đó. Nhưng có những lúc thì nghĩ mãi cũng vẫn không ra được, mà phải để khất các quý vị. Đó là sao? Trí tuệ của tôi chưa được thông sỏ, chưa được thông tỏ như Phật, chứ Bồ Tát đó. Nhưng như vậy là cũng quý rồi. Nhân tu bao đời bao kiếp được như thế này là cũng phải trân trọng rồi. Bây giờ chúng ta cứ thử xem, ngồi trước đại chúng nói khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ xem họ có nghe không, và nói hết ngày này đến ngày khác họ có nghe không. Điều quan trọng là chỗ đó. Chúng ta có thể nói rời nói đất, nói nhăng nói cuội được, nhưng mà lên ngồi trước hàng ngàn con người, hàng vài trăm con người mà nói mà họ cứ đứng dậy họ bỏ đi hết á, đó là xem xét lại lời nói của mình có chuẩn không, hoặc là lời nói của mình có đủ công đức để cho họ nghe không. Đó. Chứ còn nói thì có thể nhiều người nói được. Chúng ta biết nhiều người họ làm giảng viên ở ngoài đời, họ học Phật Pháp, đọc Phật Pháp khoảng độ tầm một vài tháng hoặc một vài năm, họ có thể nói rất hay, nói rất chuẩn trong cái danh từ Phật học, nhưng mà không cảm hóa được, không cảm hóa được đông người, không cảm hóa được số đông. Vì sao? Vì cái đức độ và nhân tu của họ, và giới đức của họ nó còn gì? Nó còn khuyết thiếu. Mới chỉ có trí tuệ thôi, còn công đức chưa có, cho nên người nghe họ vẫn gì? Vẫn hay chán. Đến nghe một hai lần thôi, chứ bảo đến nghe suốt thì họ gì? Họ chán. Còn Phật đó thì chúng ta nghe mãi không có chán. Người có duyên với Phật đó, tụng kinh Phật mãi không có chán. Chúng tôi chưa bao giờ chán tụng kinh Phật cả. Không có thời gian để đọc tụng thôi, chứ còn đọc tụng không bao giờ chán. Vì sao? Mình kết được cái duyên rất tốt với Ngài rồi, cho nên không bao giờ chán. Còn Phật tử chúng ta đọc kinh mà còn thấy chán á, thì có nghĩa là gì? Cái duyên và cái phúc của chúng ta gieo với Đức Phật nó còn gì? Lúc thì nó còn nhiều, nhiều cái lỗ hổng lắm. Mà cứ đến nào, đến cái chỗ nào đấy cái lỗ hổng đó, tự nhiên chúng ta thấy chán. Ví dụ như là đến nghe các thầy giảng như thế này, chúng ta ham thích và muốn đọc kinh lắm, nhưng về được 27-21 ngày, sau đó một cái là gì? Chúng ta lại thích ngồi xem tivi hơn, xít xem phim hơn, nhất là xem những bộ phim dài tập Lâm Ly Bi Đát của Hàn Quốc hay của Ấn Độ hay là như của Trung Quốc nữa chẳng hạn, thì chúng ta lại gì? Lại càng khó dứt ra để đi tụng kinh niệm Phật. Cho nên cái phương pháp tốt nhất đối với các cụ, các Phật tử, nhất là các cụ Phật tử lớn tuổi bây giờ, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ rồi thì thôi bỏ đi. Tôi 3-4-5 năm nay tôi bỏ cả tivi, tôi có xem nữa đâu. Các vị thấy tôi có xem tivi đâu. Mọi người đòi đến cúng tôi bảo thôi, chùa bận lắm không có thời gian, không có xem nữa. Nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không mà không có xem tivi. Xem tivi thứ nhất nó làm mình loạn tâm, thứ hai nữa là nó khiến cho mình không thể chú tâm có thời gian để tụng kinh niệm Phật, để nghiên cứu giáo lý của Phật được. Đó. Cho nên chúng ta học Phật cũng nên thế. Bây giờ nhất tâm muốn cầu thoát ly sinh tử một đời, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ở một đời này, thì nên gì? Bỏ đi. Cái đó là cái chuyện nhảm nhí ở thế gian. Nó cũng tăng cho mình một chút kiến thức, trí tuệ của thế gian đó, giúp cho mình giải trí được, khuây khỏa được nỗi buồn một chút đó các quý vị. Nhưng mà nó có giúp được mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Giúp mình thoát khổ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Mà thậm chí nó còn gì? Ngăn ngừa và chướng đạo, ngăn cái sự vãng sinh của mình bằng cái sự gì? Khi chúng ta không may mà gì? Cần tử nghiệm nó đến, đang khỏe mạnh như thế này đó, mà đùng một cái lăn đùng ra ốm, chúng ta không niệm được Phật, mà cái gì? Cái bộ phim nó cứ hiện lên trong đầu, trong tâm tư của chúng ta, trong tâm can của chúng ta, trong a lại gia thức của chúng ta. Mà thậm chí là gì? Chúng ta ngồi, người đại chúng đến niệm Phật trợ duyên cho chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ là gì? Không biết cái nhân vật trong bộ phim nó như thế nào, hôm nay nó ra sao rồi. Mà mọi người thì ngồi quanh chúng ta để niệm Phật, để trợ niệm. Còn chúng ta thì cứ nghĩ không biết là cái nhân vật trong bộ phim như thế nào. Mình thương thế, mình yêu cái đứa trẻ trong cái bộ phim đó, thế nó khổ thế, không biết nó hết khổ chưa. Hay là cái đôi nam nữ kia nó yêu nhau, nó lấy được nhau chưa.
hoặc là gì, cái ông cụ kia đã gì, đã được đứa con đó gì, nó thương trở lại chưa, cái bà cụ đã được tìm được đứa con đã về, quay được về nhà chưa, trong bộ phim đó chưa, vân vân. Cho nên cơ hội vãng sinh đã tụt khỏi tầm tay trong một kiếp. Vì vậy mà tuổi cao sức yếu rồi thì phải lo cho cái vấn đề tương lai của mình, đó là gì? Quyết định phải một đời vãng sinh được. Tu tập là chúng ta muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất đối với chúng ta, đó là gì? Cầu sinh tịnh độ. Thế còn ở lại thế giới này mà tu chứng quả, dần dần tu đà hoàn, tức đà hàm, an hàm, A-la-hán và nhập niết bàn đó, xin thưa các quý vị, không phải dễ đâu. Các quý vị có thể ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đã khó rồi, nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ để cho tâm không bị tạp loạn, để chứng nhập được sơ thiền, từ cảnh giới sơ thiền xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ cảnh giới nhị thiền xuất nhị thiền nhập tam thiền, từ cảnh giới tam thiền xuất tam thiền nhập tứ thiền, từ cảnh giới tứ thiền xuất ra và nhập vào gì? Nhập vào các cảnh giới an định của chư thiên quái sắc, và từ cái cảnh giới đó lại xả cái thiền định của chư thiên quái sắc đó, nhập vào cảnh giới cao nhất của chúng chư thiên, đó lại gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đạt được cái định đó. Vạn vạn vị sư bây giờ ngồi thiền chưa chắc đã được 2-3 người nhập được cảnh định đó các quý vị. Mà Đức Phật nói cái định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới là cảnh giới của gì? Của dục giới thôi. Tứ thiền mới chỉ là cảnh giới của dục giới thôi. Các quý vị ạ, sau đó vượt qua nó, nhập vào các cảnh giới thiền định cao hơn của cõi trời sắc giới, rồi á, vượt qua hơn, đó là cõi đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ định, đó là cảnh giới của cõi trời vô sắc giới. Sau đó xả nó thì bắt đầu mới nhập vào các định của gì? Của Đức Phật đã dạy. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Mà ngồi thiền không có thầy dạy cho mình, chúng ta dễ lầm vào đường tà lớn lắm. Chúng tôi biết cái rất nhiều và xử lý cũng khá nhiều cái trường hợp những người mà tự ngồi thiền, hoặc là ngồi thiền do các quý thầy dạy không đúng cách, cho nên mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Quay lại chúng tôi phải xử lý cho họ. May mà ngày xưa chúng tôi cũng mất cũng có 5-6 năm là chuyên tu về thiền định. Có thể là nhiều đời nhiều kiếp chúng tôi cũng đã tu tập nữa, nhưng đặc biệt là trước đây khi xuất gia đang học trung cấp, chúng tôi cũng có 6 năm trời chuyên tu về thiền định, cũng chuyên hay ngồi thiền, cho nên cũng mới xử lý được cái đó, mới có một chút kinh nghiệm. Đấy là một chút thôi, chứ còn những vị thiền sư họ ngồi thiền cả đời ấy, thì tất nhiên kinh nghiệm hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng đấy, đấy là nói với các quý vị, các pháp môn tu của Phật, pháp nào cũng tốt, nhưng mà mình xem cái nhân tu của mình á, công đức và trí tuệ của mình có đủ để theo không? À, có đủ để theo không? Nếu đủ theo chúng ta cứ theo không sao. Kể cả chúng ta đang tu tịnh độ quay sang tu thiền cũng không sao, tôi không cấm. Tăng ni Phật tử ở trong chùa của tôi, nếu mà vị nào không muốn tu tịnh độ nữa, muốn tu thiền, giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hoặc là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng không cấm. Tốt thôi, không sao cả. Miễn các quý vị vẫn giữ được trọn niềm tin tu ở trong Phật Pháp. Một vài người dân không hiểu cái ý nghĩa của mục đích của việc xây dựng sử dụng của mình, và họ nói rằng không dám sang chùa Khai Nguyên vì nhiều ban thờ quá, vì sang không đủ tiền để đặt mỗi ban một tờ, cho nên không dám đi. Phật nào bảo như thế? Mà tôi đâu cũng có bảo như vậy, đệ tử của tôi đâu cũng có dạy như thế đâu. Không có. Chúng ta trước đây đi lễ, vì sao mà chúng ta lại nghĩ như vậy, nói như vậy? Vì chúng ta không hiểu pháp, không hiểu đạo. Chúng ta nghĩ là đi lễ chùa chỉ là để gì ạ? Để cầu xin. Mà cầu xin á, thì đương nhiên người mà đi lễ chùa chỉ có cầu xin á, thì người đó mới khởi ra cái tâm như vậy. Giống như ngày xưa tôi còn tu ở trong chùa Hương, làm chú tiểu trong chùa Hương, có một bà đồng bóng, bà đi lễ. Bà đi, bà bỏ ngày xưa, bỏ cái tờ gọi là
200 đồng, cái tờ 200 đồng, cái năm đó là bỏ 200 đồng là cũng phải thuộc dạng là người khá rồi, có điều kiện mới bỏ được tờ 200 đồng, năm 94 đó, 95 đó, đấy khá rồi mới bỏ được tờ 200 đồng. Bà đi và bỏ hết các ban, cụ Phật nào á bà xin chạy cả vào trong hậu cung luôn, để bà cụ nào mà ngồi gặp thấp thấp ở dưới là bà cố vén lên, với lên bà đặt một cái đồng tiền vào trong tay của cụ Phật á, của cụ Bồ Tát á, bà đi hết vào vòng bà lễ xong bắt đầu bà quay lại, bà quay lại bắt đầu bà nhìn thấy bà nói ôi chết rồi, chị quên, thế bảo là chị á em bé quá cho nên chị không nhìn thấy em. Hóa ra nhìn thấy thế là bắt đầu chị quên, thôi tha lỗi cho chị quên, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy, cho nên là bà lại tút cái tờ ra, bà bảo thôi bây giờ chị quên, chị cho em nhiều hơn. Thế bà rút cái tờ 500.000, à, xin lỗi 500 đồng. Bình thường các cụ Phật, các cụ Bồ Tát, các ông hộ pháp thì được 200 đồng, còn cái em mà chị quên đó thì đem 500 đồng, 500 đồng cho vào trong cái pho tượng. Chúng ta biết pho tượng đó gì, pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh ở trong tòa Cửu Long á. Bà ấy nhìn thấy là gì, là hình dáng của một em bé, cho nên bà ôi rồi chị quên, chị không nhìn thấy em vì em bé quá chị quên, cho nên là chị gì đây, chị cho em thêm. Thế là rút được cái tờ 500 đặt lên trên tay, đây chị để tận tay cho em này đó. Và xong một cái bắt đầu bà xuống, bà khấn, bà quay ra bà ngồi bà khấn phải đến 30 phút. Bà khấn tôi cũng không hiểu rằng cái trí tuệ của người ta kiểu gì mà người ta thuộc nhiều như thế. Chắc là người ta phải mất vài năm người ta mới học xong cái bài khấn đó. Một cái bài khấn 30 phút không có vấp một câu nào các quý vị. Mà đọc nhanh, đọc luyến thoáng đi, đọc nhanh mà đọc kể từ thời tiết cho đến gì, đến cái cảnh quan của chùa như thế nào vân vân, nó hay lắm. Phải nói là nghe hay vô cùng, tôi chưa bao giờ thấy ai khấn hay như thế. 30 phút đọc không có vấp một câu nào. Tôi nghĩ là có khi nó phải học thuộc đến mất mấy năm nó mới học thuộc cái bài khấn không có vấp một câu nào. Đó, và nói chung quy lại thì cũng chỉ đều cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình nhà mình, cầu xin cho mình ấy, được phúc, được lộc, được thọ vân vân, mọi cái gia đình nhà mình, cái gì cũng gia mình nhà mình gì được cho thật hết. Cho nên ấy, từ đó mà tôi nhìn ra một vài người mà đi chùa mà cứ phải gì đi đến từng ban thờ và bỏ từng đồng tiền lên trên tay của Phật á, hoặc là trên gì, trên cái mâm lễ của Phật á, xong rồi mới cầu nguyện tất á, thì những người như thế gọi là chưa hiểu Phật pháp. Đi lễ như thế gọi là vẫn lễ theo kiểu mong cầu theo cái pháp của thế gian thôi. Thậm chí có người các quý vị đi lễ đầu xuân năm mới có 100.000 đồng, nhưng mà gì nghĩ rằng mang 100.000 đồng này, mình trong tâm vẫn nghĩ là gì? Nhất định mang cái 100.000 này để đến để cúng cái ngôi chùa đó, nhưng mà không, trong tâm thì vẫn là bảo cúng hết rồi, nhưng mà bảo là nếu mà đặt vào một chỗ thì những chỗ khác liệu không có được không. Cho nên mình cầu có phải cầu một chỗ đâu, chỗ này cầu một tí này, chỗ nọ cầu chỗ kia. Ví dụ như đức ông thì cầu cho gì, cho con cái à. Hoặc là hộ pháp thì cầu cho ngài bảo hộ cho gia đình nhà mình, còn Phật thì cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên vân vân này nọ, mỗi ban cầu một tí. Vậy bây giờ mình chỉ cầm một tờ 100.000 này, mình đặt một chỗ vào giữa tam bảo, bỏ hòm công đức hoặc ghi giấy công đức một cái, thế là hết sạch rồi, đi đến chỗ kia sợ các cụ không chứng cho. Cho nên nó phải đổi, đem đổi thành tiền lẻ, 100 ăn gì, ăn 70, hoặc 100 năm gì, ăn 80. Và mình cầm một cái tập tiền lẻ đi là thoải mái, mà bỏ mỗi ban, mỗi tay, mỗi cụ Phật một cái, một đồng. Đây là một cách hiểu sai lầm về Phật pháp đó các quý vị. Cách hiểu sai lầm. Phật đó, Bồ Tát đó, thì không cần chúng ta làm cái điều đó. Ngài cần cái tâm gì, hướng thiện của chúng ta. Cái tâm thành kính, cung kính, hướng thiện của chúng ta. Còn có để làm Phật sự thì là tốt, có để trợ duyên để xây dựng chùa chiền, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường cây cối để xây dựng làm cho đẹp cảnh quan của chùa, đó là gì? Đó là tốt, đó là gọi là tu phúc thì tốt. Còn không có, chúng ta cứ đi chùa vô tư không có sao. Đặc biệt là ở đây, hôm cụ Phật tử nói với tôi rằng mấy Phật tử, mấy người dân nói là không dám sang chùa
vì không có đủ tiền để đi lễ ở các ban. Nói như vậy tức là không hiểu cái gì cả, không chịu đi học, không chịu nghe giảng, hoặc là đi học, đi đến đây nhưng mà gì, ngồi toàn nói chuyện buôn dê lê với nhau, hoặc là chỉ ngồi đi quanh quanh ở bên ngoài, không chịu vào ngồi trong hội trường để nghe giảng, để tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Quen như ngày xưa gọi là đi chùa chỉ cầu nguyện thôi, đi chùa để phẩm oản quả chuối thôi. Lễ xong một cái là ra khỏi cửa Tam Bảo, thậm chí còn ngồi ngay trong Tam Bảo tranh nhau cái oản của bà tại sao nó dài cao, oản của tôi tại sao nó gì, nó bé, nó bẹp xuống. Cái quả chuối của bà tại sao lại đẹp thế, quả chuối của tôi thì nó xanh, nó chưa chín hoặc nó nhỏ hơn. Đi lễ Phật chỉ cái kiểu như thế thì muôn đời không có hiểu Phật được một chút nào cả các quý vị. Tại sao cứ bảo là tôi cũng đi chùa lễ Phật, nhưng mà người ta thì hiểu được còn mình không hiểu được, vì mình không tiếp thu về giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật chúng ta biết là một cái nền giáo dục, chứ đạo Phật không phải là dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu cúng mê tín dị đoan. Cái phương pháp cầu cúng vân vân chỉ là phương pháp gọi là trợ duyên thôi, gọi là phương tiện, gọi là trợ duyên để cho chúng ta gì vào đạo học đạo mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói, kể cả cái việc chúng ta cầu gì, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu đảo bệnh, cầu nam nữ gì, con trai chưa lấy được vợ, cầu cho nó lấy vợ, con gái chưa lấy được chồng, cầu nó lấy chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau chưa có con thì cầu cho nó có con. Phật Bồ Tát cũng có thể đáp ứng được cái điều đó, nhưng đó chỉ là phương tiện. Mục đích tối thượng của Phật Pháp đó là hướng cho chúng sinh giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên ở đây nếu có cái mấy Phật tử ở Sơn Đông này về cũng nói lại, biết có vài Phật tử nào mà nói rằng không dám sang chùa vì không có đủ tiền để lễ các ban, bảo họ không có phải cái việc đó, mà không có đồng nào đến chùa khai nguyên vẫn được mà. Kể cả những ngày lại đại lễ như mùng 1 ngày rằm hoặc là những ngày pháp hội, không có tiền đến lễ chùa khai nguyên vẫn được mà. Đến khi mọi người đi ăn cơm, mình vẫn đi ăn cơm bình thường như mọi người. Có ai nói rằng bà không có tiền không được ăn cơm đâu, hoặc bà không có tiền không được vào trong hội trường để ngồi nghe giảng đâu. Không có. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa khai nguyên hoặc tất cả những hệ thống chùa mà tôi chủ trì để hoằng pháp không bao giờ có cái điều đó. Chúng ta thấy đến ngôi chùa này viết lá sớ cũng bình đẳng như nhau, ai công đức, ai thành tâm bao nhiêu thì tùy duyên, mà không thành tâm cũng không sao, các Phật tử vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ với chúng ta, các sư vẫn vui cười, vẫn nồng hậu đón tiếp chúng ta. Hay kể cả gia đình chúng ta có đám cúng 35, 49, thất thất trai tuần chẳng hạn, đến chùa có bao giờ các vị nghe thấy các sư trong chùa bảo một đám cúng phải bao nhiêu tiền không? Không có. Các chùa khác có thể có đám cúng 35, 49, có thể phải 5 triệu, 10 triệu, vài triệu vân vân, nhưng mà đến chùa khai nguyên chúng ta không bao giờ có cái trường hợp đó. Cho nên mục đích của chúng tôi xây chùa để là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng sinh, phục vụ cái công việc hoằng pháp. Tất cả các công việc khác ngoài ra đều là phương tiện, ai có như thế nào thì tùy duyên, không nặng nề cái chuyện đó. Cho nên nói rằng đi sang chùa khai nguyên thấy nhiều ban thờ quá, nhiều nơi thờ quá, không dám đến vì không có tiền lẻ để bỏ vào tay của Phật, của tượng ở các ban, ở các hòm công đức, thì nói như vậy là không hiểu gì về Phật Pháp. Mà thậm chí có thể họ vì một cái lý do nào đó họ muốn bôi nhọ nhà chùa, như vậy là cũng không nên. Đã đây nói thêm như vậy để chúng ta biết, gọi là cúng dường, thầy đang nói về cúng dường. Cúng dường thanh tịnh nhất đó là chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành là thế nào? Phật dạy chúng ta là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng ta nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đó là phương pháp cúng dường tối thượng nhất. Sau đó mới đến cái phương pháp cúng dường gì? Cúng dường như là cúng dường một pho tượng chẳng hạn, Bồ Tạng, Bồ Tát Địa Tạng hay pho tượng Phật, hoặc là cúng dường một bao xi, túi cát, xẻng cát, hoàn gạch chẳng hạn, vân vân, ngày công chẳng hạn, mới đến cái vấn đề đó là cái thứ yếu thứ hai.
Còn cái cúng dường tối cao nhất đó là y giáo phụng hành. Nghe lời Phật dạy chúng ta tin theo, Phật bảo chúng ta thọ trì đọc tụng thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng, đó gọi là như pháp cúng dường. Không làm trái với bản ý của Phật, không phải làm trái với bản ý lời dạy của Phật tổ, đó gọi là chân thực cúng dường. Pháp cúng dường tối cao nhất, tối thượng nhất, tuyệt đối nhất. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn những cái cúng dường khác là cái trợ duyên thôi, tu phúc thôi. Đó. Còn cái cúng dường chúng ta y giáo phụng hành, đọc kinh, chỉ kinh đó gọi là tu cả phúc lẫn tuệ, phúc tuệ viên dung. Đó. Còn cái kia gì? Cúng dường cái kia chỉ ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông gọi là tu phúc, thì chúng ta chỉ được phúc báo thôi. Còn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển, y theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân, tất cả những cái đó là trợ duyên thêm cho cái vấn đề chúng ta đọc tụng kinh điển, hiểu lời Phật dạy và áp dụng ra cuộc sống, thì đó là phúc trí nhị nghiêm. Cả phúc và cả trí đều viên mãn. Đó là một phương pháp tu cao tột nhất mà Đức Phật hoan hỷ nhất khi thấy chúng ta tu như vậy. Ở đây nói là gì? Hoặc là luôn cúng dường nhấn đến đắp, vẽ, sơn, thép, chạm khắc hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rất tốt. Một phương pháp cúng dường chúng ta thấy chúng ta làm nó cũng không có tốn kém gì cả. Ngoài thọ trì đọc tụng kinh điển ra, chúng ta hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén gọi là thất thánh tài đó, để dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng dường xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng, uống cái nước đó rất là tốt. Rất tốt. Hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt, thậm chí là ma quỷ phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. Đó. Giống như hôm trước ở trên sân Tây có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm, xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất và gì, xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết đi. Cô con dâu và anh con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng, chúng ta hay đọc kinh Địa Tạng, nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo, không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó. Và đưa cho bảo vệ, bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay. Không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là gì? Cái nước đó là nước cúng gì, cúng Phật, cúng Bồ Tát. Nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó. Nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng, vì sao lại nước lại làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút. Ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng, ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học biện chứng đó các quý vị nhé, nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước như thế này, mà múc được cái cốc và cốc thủy tinh cơ, hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì, một cái giếng, và cùng một cái gầu múc nước ấy, để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau, hai cốc nước trong sạch như nhau, cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ, làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết, đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy ấy, gọi là gì, viết cái chữ ố, một cái tờ giấy ấy, viết cái gì, chữ ái,
Chữ ái á, có nghĩa là gì? Chữ ái từ Trung, chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản á, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì? Yêu thương. Từ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Từ ố á, có nghĩa là gì? Là ghét, là căm thù, là ghét bỏ, vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học và nghiên cứu, họ xoay trong nước á, xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh, nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu, có hình thù nó như mắt gì, mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì, của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, ngài nói là gì? Trong một bài kệ ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem mà trong một bát nước có đến 84.000 con gì? Con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó. Mà con vi trùng nó gì? Có vi trùng trong đó, có nghĩa là nó gì? Có sự thấy, nghe, hay, biết. Nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái kính hiển vi khoa học chuyên để nghiên cứu đó, nhìn thấy cái kết tủa của nước đẹp như những bông tuyết. Ngược lại, cái chữ ố thì nhìn như mặt quỷ, nhìn như hình trái chám, xù xì, gai góc, đáng sợ biết bao. Rồi nữa, ngài tiếp theo nghiên cứu thêm nữa, viết cái vừa một cái chữ dài hơn đó, để viết ví dụ viết cái chữ là một cái cốc, viết cái chữ gì? Tôi yêu bạn, thì cái sự kết tủa, kết tinh của nước hoàn toàn khác nhau. Nó không độc lập những chữ ái nữa, mà hai cái gì, những cái hoa tuyết đó, nó lại đan chéo vào nhau, ví dụ hai cái nó đan vào nhau. À, còn viết hơn nữa, nhiều hơn nữa là gì? Gia đình tôi yêu gia đình bạn, tức là gì? Nó tăng thêm gì? Cái sự kết nối giữa con người và cái bát nước đó. Đầu tiên là chữ ái, thì mình là tôi gì? Yêu bạn thôi. Thì cái bông tuyết nó cho cái gì? Cái kết tinh của nước là một mình, một kiểu, một bông tuyết thôi. Nhưng khi nói là gì? Tôi yêu bạn, thì tất nhiên là gì? Nó lại là tôi yêu bạn, thì đương nhiên bạn cũng sẽ yêu tôi. Và hai cái kết tinh, kết tủa của nước đó, nó đan xen vào nhau. Đan xen vào nhau, giống như cái chữ song hỷ ấy. Các vị thấy cái chữ đám cưới hoặc cái chữ song hỷ, hai cái nó viết gì? Viết đan xen vào nhau, nhìn rất là đẹp. Và khi nói là gì? Chúng tôi yêu các bạn, hoặc là gia đình tôi yêu gia đình bạn, thì nó có rất nhiều những cái, nó có sự kết nối, rất nhiều những cái kiểu như cái bông tuyết đó, nó kết vào nhau rất là đẹp. Ngược lại, viết một cái tờ giấy, nói là gì? Chúng tôi căm thù gì? Căm thù bạn. Hay là gì? Tao, chúng tao căm thù mày, vân vân. Thì tôi lấy một cái ví dụ như thế, cái kết tinh của cái cốc nước đó, nó lại rất nhiều những cái, những cái bông hoa, hoa nước ấy, ở trong nước mình, giống như những bông hoa tuyết, nhưng mà nó ghê rợn, như là nhiều những cái mắt quỷ, nhiều những cái mắt quỷ, hình thù khác lạ, kỳ dị và ghê rợn, nó nổi lên ở trong cái nghiên cứu ở trong cái cốc nước đó. Các quý vị về có thể đi vào mạng á, vào các con nó vào trong Google, nó search cái gọi là tra những cái gì, những cái nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, kết quả khoa học nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các quý vị sẽ thấy cái kết quả mà cho thấy khoa học Nhật Bản nhé. Ngài là người Nhật Bản mà ngài đã đi gì, đi sang cả Mỹ để chứng minh cái
cái nghiên cứu khoa học của mình về nước, mà các vị tiến sĩ rồi các nhà khoa học trên cả thế giới đều phải gì, phải công nhận sau khi kết luận của nghiên cứu và nhiều năm, cũng như kết luận của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nước cũng gì có tình. Cho nên vì sao mà một cái cốc nước mình dâng lên cúng Phật cúng Bồ Tát xong rồi mình uống mà khỏi bệnh? Đấy, vì sao mình nói toàn những lời yêu thương, những lời chân lý mà Phật đã dạy trong khi mình tụng kinh, cả ba quyển kinh Thượng Trung và Hạ, tụng hết cả một bộ như vậy. Những cái kết tinh của nước toàn là đẹp, toàn là nó thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên á, nói gì, nó tốt, nó lành. Vì vậy mà uống vào nó có cái công năng là gì? Giải trừ nghiệp trước, thậm chí nó còn gì, chữa được các bệnh nữa. Có trường hợp bệnh điên điên khùng khùng, các vị biết không? Điên điên khùng khùng loạn tâm, tôi lấy một cốc nước và đưa cho uống, uống xong một cái khỏi ngay tại chỗ luôn. Đó là sao? Đó là do gì? Tôi có năng lực, tôi có công đức ở không? Mà do gì? Do cái sự thọ trì đọc tụng kinh điển của chư tăng, của các sư ở hàng ngày, của các Phật tử chúng ta hàng ngày, mà cái nước cúng Phật đó nó gì? Nó có công đức. Ở Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ai mà xem cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, giảng giải về nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy có công năng là chữa bệnh, có công năng là khiến cho thân thể không bị già nua vân vân, gọi là có 8 loại, 8 công đức lớn. Vì vậy á, mà tôi nói với các quý vị là khi cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, khi tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà đó, chúng ta nên gì, một cái không thể không có, có nghĩa là bắt buộc phải có, đó là 3 chén nước hoặc 7 chén nước. Tùy theo ban thờ nhỏ thì 3 chén cũng được, ban thờ lớn thì 7 chén. 7 chén thì chúng ta có nhiều nước để uống, để xin lộc, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà thường là một chén ở giữa, chúng ta cung kính tôn trọng thần linh thổ địa và gia tiên chúng ta. Chúng ta đem một chén ở giữa đó để ra một cái cốc riêng. Cứ xong chúng ta lại gì, vẩy hết từ trên phòng thờ xuống các phòng nhà ở và xuống dưới đất chúng ta, đến đâu chúng ta cầm cái cành lá hoặc cành hoa chúng ta vẩy đến đó, để cho gì, với cái ý nghĩa mát mẻ. Mỗi cái vẩy như vậy chúng ta lại niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta vẩy một cái như vậy thì cái nước nó đến đâu, nó có cái năng lực từ bi, năng lượng từ bi ở trong nước do thấm nhuần cái lời kinh tiếng kệ của Phật. Cho nên các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng hoan hỷ, và các vị vong linh ở trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng sẽ sớm gì, họ chưa được siêu thoát thì họ sẽ được siêu thoát khi được công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát đã gì, đã chiếu vào trong gì, độ những chúng sinh ở trong chén nước, trong bát nước đó. Trong bát nước đó có gì, tuy chúng ta nhìn mắt thường là tịnh thủy, tức là nước sạch đó, nhưng mà nhìn bằng kính hiển vi á, có vô số những con trùng ở trong đó, đúng không? Vì Đức Phật nói trong một bát nước có đến 84.000 con vi trùng cơ mà. Đấy là nói về ước lượng thôi, mà nước bẩn như bây giờ, ô nhiễm như bây giờ, có phải thì gấp 10 lần cái 84.000 con vi trùng, chứ đừng nói là nước. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, nước đa số là nước sạch, còn nước bây giờ chúng ta đa số là ô nhiễm môi trường, cho nên cái vi trùng, nước ô nhiễm thì vi trùng thì càng nhiều hơn, không chỉ 84.000 mà có thể gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần như thế, tùy theo cái mức ô nhiễm của môi trường các quý vị. Nhưng khi đặt lên tụng niệm cho nó, thay đổi. Thay đổi không? Thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm một cái thí nghiệm lớn hơn trong một cốc nước. Đó là sao? Ngài dùng 50 người ra một cái hồ, một cái hồ ở gần cái khu vực, cái nơi mà công sở mà Ngài làm việc đó, có một cái hồ. Cái hồ đó thì cái nước không được thanh tịnh, không được sạch sẽ lắm, và nó thường hay bốc mùi hôi. Ngài dùng 50 người đó ra đều nói những lời yêu thương tốt đẹp với, đứng trên bờ hồ, đi quanh bờ hồ và nói những lời yêu thương tốt đẹp và niệm Phật cho nó. Và kết quả, trước khi chưa niệm Phật, Ngài múc một vài cốc nước lên để nghiên cứu, cho những cái kết quả, những cái thí nghiệm ở trong nước á, nó những cái kết tinh của nước á, rất xấu, rất xấu. Cho nên á, cái mùi hôi ở cái hồ đó thường thường vào buổi tối và buổi sáng sớm nó bốc mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng Ngài
lấy 50 người ra đó, nói những lời yêu thương và niệm Phật, đi niệm Phật, kinh hành ở trên quanh cái bờ hồ đó 3 ngày. Sau 3 ngày, Ngài múc cái nước đó lên và nghiên cứu, thì cái kết tinh, kết tủa của nước á, hoàn toàn khác, nó lại đẹp đẽ. Và cái mùi hôi mà hàng ngày, buổi sáng, buổi chiều nó nồng nặc đó, thì tự nhiên biến mất. Và Ngài làm thêm một cái nghiên cứu lớn nữa, mang tầm cỡ quốc gia nữa. Đó là ở Nhật Bản có một cái eo biển, cái tên là gì đó lâu lâu tôi quên rồi, các vị về muốn nghe thì nghe lại cái băng giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng Tịnh Không, có nói rõ về cái lần đó. Hoặc chúng ta có thể đánh thẳng vào Google để search, để tìm cái đó, có thể thấy được. Ngài đến một cái eo biển, Ngài dùng 300 người. Cái eo biển đó thì thường là bốc ra mùi hôi thối, mà chính phủ Nhật Bản dùng các loại hóa chất để khử mùi rồi, nhưng chỉ được vài hôm nó lại tiếp tục trở lại, nó lại hôi trở lại, vì nó đại ô nhiễm. Mà người Nhật Bản thì người ta, chúng ta biết rồi, người ta sạch lắm. Cái văn minh đô thị với lại môi trường sống chung quanh của họ là sạch lắm. Có người đi Nhật Bản về nói với tôi là đi ngoài đường cả đi cả ngày, chiếc áo trắng tinh về không có nhìn thấy bụi bám một chút nào. Cái giày của họ đi, cái giày đinh, giày da, đi bộ cả ngày về giày không phải đi đánh lại. Vì sao? Vì cái đường họ sạch vô cùng. Còn Việt Nam chúng ta đi ra xem, đi trong phố Hà Nội thôi đúng không? Áo trắng chỉ cần đi khoảng độ nửa ngày thôi, về thì về không giặt, không thể mặc lại được nữa. Vì sao? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Còn đất nước của họ nó văn minh, cho nên giao thông của họ, công viên của họ vân vân, không có cái chuyện bụi bặm như đất nước chúng ta. Và người ta ô nhiễm một cái người ta xử lý ngay, nhưng cái eo biển đó người ta xử lý không được. Chính phủ Nhật Bản đã dùng bao nhiêu tiền của công sức xử lý cái eo biển đó không được. Ngài lấy một cái thí nghiệm, tiến sĩ Giang Bẩn Thắng lấy một cái thí nghiệm, chọn 300 người ra đó và nói những lời yêu thương, rồi tụng kinh và niệm Phật ở trên cái eo biển đó một tuần. Sau một tuần, các vị biết không? Sau một tuần, trước một tuần, trước khi niệm thì cũng lấy những cái cốc nước này để thí nghiệm, thì cái kết tinh kết tủa của nước rất xấu, còn đặc biệt là cái mùi hôi thì rất khó chịu, rất khó chịu. Chính phủ đã mất bao tiền của ông xử lý được, nhưng khi dùng 300 người ra để nói những lời yêu thương, tụng kinh niệm Phật cho nó một tuần, các vị biết không, kết quả sau một tuần, khoảng 3-4 ngày sau, mùi hôi nó cứ giảm dần, và đúng một tuần sau mùi hôi hết sạch không còn nữa. Và đem thử những cái, lấy cái nước đó ở dưới cái vịnh đó thì mang lên, thì hoàn toàn cho một cái kết quả thí nghiệm khác. Kết tinh kết tủa của nước đẹp giống như những bông tuyết mà Ngài viết chữ ái để vào trong cốc nước vậy. Và đặc biệt là mùi hôi không còn nữa. Đấy là gì? Dùng tâm thức, dùng lòng từ bi và những gì, cái tâm tốt đẹp của mình á, để hồi hướng, để tác động tới gì, thế giới, môi trường sống xung quanh chúng ta. Đặc biệt là gì, tiến sĩ nghiên cứu về nước và có những cái sự là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này, trên thế gian này có những chuyện chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để mà nói được, mà giải thích được, không thể dùng ý chí lý luận bình thường, sở học bình thường ở trên ghế nhà trường của chúng ta mà lý luận được. Nếu tiến sĩ Giang Bản Thắng mà không thì không nghiên cứu ra cái đó, chúng ta chỉ giảng và nói với nhau á, thì có ai tin không? Họ không tin. Ông tin. Nhưng mà khi tiến sĩ nghiên cứu bằng khoa học, bằng khoa học các quý vị ạ, bằng khoa học biện chứng và phân tích hẳn hoi, thì khi đó các nhà giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ là gì? Mới phải gì? Cúi đầu và tiếp nhận cái nghiên cứu và chấp nhận cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nói là gì? Nước cũng có tình. Có nghĩa là nước cũng có tình, các quý vị. Vì sao mà bây giờ chúng ta, nước ở Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng thấy là ô nhiễm? Vì chính con người chúng ta sống không có tình với nó. Bao nhiêu những chất thải bẩn thỉu, đáng nhẽ chúng ta phải gì ạ? Phải qua xả thải rồi phải qua gì? Phải qua xử lý thì chúng ta mới xả ra để cho nó sạch sẽ. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có tình với nó. Nhưng cho chúng ta
từ người dân cho đến các doanh nghiệp, phần lớn là đều không có tình với nó. Ai cũng nghĩ là gì, mình bớt đi một chút cái tiền xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải, đó là gì, là tốt rồi. Ai mà tránh được cơ quan pháp luật thì cứ tránh, cơ quan nào tránh được pháp luật thì cứ tránh, kể cả nhà dân chúng ta ở quanh khu phố, có cái hồ chung quanh ở trước cửa nhà chúng ta rất là đẹp. Nhưng chúng ta gì, làm sao đó để cho đêm hôm đào trộm ra được cho một cái gì, cái ống thải bằng ống 34 hoặc 100 hoặc 70 hoặc 120 đó, tùy theo cái số lượng chúng ta dùng nước ở trong nhà, làm sao để chôn thật nhanh để cho ra nó đi sâu xuống chảy ra cái ao, và bao nhiêu nhà vệ sinh, nước vệ sinh, nước thải rửa chúng ta chảy hết xuống ao. Và cái tình của chúng ta gì, tình chúng ta có không? Không, mà chúng ta có cái mưu đồ xấu ở trong đó. Cho nên cái hồ nó phải tiếp nhận những tất cả những cái chất xả thải của quanh khu phố của chúng ta chung sống, hoặc quanh xóm làng chúng ta chung sống, xả thải xuống đó. Cho nên nó mới gì, là sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm đầu tiên chúng ta nói về khoa học là ô nhiễm môi trường, do chúng ta xả thải chất bẩn xuống. Nhưng nói về tâm lý, tức là chúng ta thì không dùng cái tâm tốt, tình tốt để đối xử với cái hồ, tức là cái bạn sống ở chung quanh chúng ta, cho nên nó cho chúng ta những mùi hôi thối nồng nặc và chúng ta khó chịu. Mà khó chịu thì lại nói là gì, mà chỉ biết trách thôi, chứ không biết xem lại mình. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để ý muốn nói với các quý vị rằng là gì, lúc cúng giàng múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ, trước tiên là cúng giàng Phật và Bồ Tát Địa Tạng, sau nữa là mình xin cái nước đó để uống. Nhưng trong khi mà uống, mà trong kinh nói là uống để chữa bệnh hay là uống để cho nó thông minh trí tuệ đó, tăng trưởng trí nhớ đó, thì chúng ta quay mặt về hướng Nam. Vì sao là quay mặt về hướng Nam? Về phương Nam chính là phương mà gì? Là đại bản doanh của Bồ Tát Địa Tạng. À, phương Nam chính là cái nơi mà Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là gì, cái nơi trụ xứ mà Bồ Tát Địa Tạng thường cư ngụ, thường cư trú để hóa độ chúng sinh. À, giống như gì, phương Tây thì là nơi gì, là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, phương Đông là quốc độ của Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó, thì phương Nam là nơi quốc độ, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân để giáo hóa. Hay các quý vị thấy như chùa Khai Nguyên này là gì, nơi mà tôi trụ trì. Các quý vị muốn gặp tôi thì đến chùa Khai Nguyên. Đến một lần không gặp thì hai lần không gặp, ba lần không gặp, 10 lần cũng phải gặp. Đúng không? Đó. Chứ còn đến những chùa khác có gặp không? Có khi đến đến 100 lần. Không phải là nơi tôi chủ trì, các vị đến có 100 lần, đến 1000 lần. Ngày nào cũng đến vài lần có gặp không? Cũng không gặp được, vì đấy không phải là nơi tôi chủ trì, nơi Hoằng Pháp, nơi tôi chịu trách nhiệm. Đó. Cho nên trong kinh nói là quay mặt về phương Nam mà uống cái nước đó. À, thì mà mình khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để uống, nó sẽ tốt hơn là uống bình thường. Đó, cái đấy là cũng trong kinh dạy thì chúng tôi cũng nói như vậy. Nhưng khuyên mọi người thì mọi người làm thì cũng có cái lợi ích nhất định. Họ kể lại với chúng tôi, có những người mà bị bệnh, gọi là bị cái bệnh gọi là bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt tức là cái chân á, chân tay nó teo tóp không đi được nữa mấy năm trời. Cái vị này về phát nguyện đọc tụng 49 ngày, ăn chay trường y như trong kinh dạy, không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. 49 ngày ăn chay trường và ngày tụng 3 thời sáng chiều và tối, xong rồi lấy nước đó cho cái người bị bại liệt kia uống. Người bại liệt kia là do nằm lâu ngày cho nên là mắt thì mờ, tai thì điếc. Nhưng khi uống đến 21 ngày, tụng kinh 21 ngày, cho uống cái nước này vào ấy, tự nhiên là gì, mắt của cái bệnh nhân đó sáng ra, tai là gì, lại thính lại, và mắt thì nhìn thấy được và tai thì nghe thấy được, nhưng mà vẫn chưa đi được. Thế Phật tử hôm rồi lên nói tôi bảo rằng, nhưng cái này đã là vi diệu rồi thầy, tuy rằng ấy bệnh nhân ở người nhà nhà con chưa đứng dậy đi được, nhưng mà cái mắt của bệnh nhân, cái người nhà nhà con ấy, nhìn thấy lại được rồi, và cái tai á nghe lại được rồi, và miệng gì, mắt thấy tai nghe thì đương nhiên miệng bây giờ cũng nói chuyện được rồi và niệm Phật được rồi thầy ạ. Cái điều mừng nhất là bệnh nhân người nhà nhà con đã niệm Phật được rồi, vì mắt thấy tai nghe cho nên nghe được con nói và bây giờ niệm Phật được rồi. Và con chỉ mong rằng
như thầy nói là hết 49 ngày, bệnh nhân người nhà nhà con có thể tập tĩnh và đứng lên tập đi và bước đi được từng bước ở trong nhà để cho gì? Cho gia đình con đỡ khổ. Thì tôi bảo ở cái này thì tôi không hứa được, vì tôi không phải là Phật, tôi không phải là Bồ Tát, tôi không phải là bác sĩ. Mà bây giờ vì em về cứ nhất tâm mà gì? Y giáo phụng hành. Nhất tâm để đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cầu Phật và cầu gì? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì cho. Vì đang đọc tụng kinh của Ngài mà. Đang đọc tụng kinh công đức nói về bản nguyện bản hạnh của Ngài mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói đâu có sai. Tin vào lời Phật cho nên cứ nhất tâm mà đọc tụng. Mắt sáng rồi, tai nghe được rồi, còn mỗi cái chân do mấy năm rồi thì bây giờ nó teo cơ rồi, nó khó thì nó phải từ từ. Phải từ từ. Nhưng mà mắt thấy, tai nghe và niệm Phật được rồi là tốt rồi. Đấy là quý rồi. Ra đi thì cho dù mệnh hết ra đi thì biết niệm Phật cũng không làm, không bị khổ ở đời sau rồi. Đó. Cho nên đấy là những cái công đức. Họ chỉ đọc tụng và lấy cái nước đó để cho bệnh nhân uống. Rất tốt. Đấy. Cho nên cúng già ngài thì có mất không? Không mất. Thậm chí các quý vị xin lỗi, các vị tôi nói hơi thật một tí. Chúng ta đem gì? Mua một cân hoa quả cúng lên, gọi là cúng ngài thì gọi là cúng bằng cái tâm thành kính dâng lên. Lên đó để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta với ngài thôi chứ. Mấy hôm sau chúng ta dâng xuống chúng ta vẫn gì? Cả nhà vẫn bổ ra để ăn với nhau cái đĩa hoa quả đó mà. Ví dụ chúng ta cúng 10 quả mà ngài ăn vẫn 9 quả, còn có 1 quả thì chúng ta mới sợ chứ. Đúng không? Nhưng đâu ngài có ăn quả nào đâu. Đây là ngài gì? Vì sao Đức Phật ngài không ăn quả nào chứ vì sao Phật bảo chúng ta cúng? Vì để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng ngài thiếu gì? Chư Phật Bồ Tát ngài thiếu gì? Muốn ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thường thiện nhân sinh về quái Tây Phương Cực Lạc, thế thì muốn ăn thì tự nhiên thức ăn liền đến. Đúng không? Liền hiện đến trước mắt. Ăn xong một cái thì tự nhiên là bao nhiêu cái đồ đạc, bát đũa chén chiếc vân vân đó tự nhiên là gì biến mất. Đó là do công đức của chúng ta vậy. Nói như vậy có người mới đến chùa lại bảo làm gì có chuyện đây, thầy nói chuyện tiếu lâm. Xin thưa các quý vị, tôi lấy nghe một cái ví dụ thế gian thôi. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ hoặc là ông tổng thống của một quốc gia, sau bao nhiêu năm phấn đấu học tập cũng như là cống hiến cho đất nước, cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, và khi mà ông đầy đủ uy tín được cả nhân dân, cả đất nước là gì? Bầu ông lên làm tổng thống hay là làm thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó, hoặc nước chúng ta như là tổng bí thư chẳng hạn vân vân, tức là những người đứng đầu của nhà nước, của một đất nước. Những người đó có cái chế độ đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đó là không phải đi xuống bếp để tự nấu cơm mới có ăn. Đúng không? Ăn xong cũng không phải đi rửa bát. Còn chúng ta, gia đình chúng ta nếu mà không xuống bếp nấu cơm, có cơm ăn không các quý vị? Có không? Nếu vợ chồng con cái cả nhà đều lười không xuống bếp, hàng xóm mà có mang cơm chúng ta ăn được không? Mang có thể một bữa, hai bữa thì được. Nhưng mà ai mang chúng ta suốt đời được? Mang chúng ta suốt năm, suốt tháng được? Không có. Nhưng mà chúng ta thấy những người họ bao nhiêu năm học tập và cống hiến cho đất nước, gọi là có gì? Có công đức. Có công và gì? Có đức với gì? Với quốc gia, với dân tộc. Cho nên những người nguyên thủ ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là nguyên thủ, tùy theo thể chế quốc gia, có nơi thì gọi là tổng thống, có nơi thì gọi là thủ tướng, có nơi thì gọi là chủ tịch nước, có nước thì gọi là người cao nhất là tổng bí thư, tùy theo cái thể chế chính trị của các quốc gia đó. Thì chúng ta thấy những người đó đến giờ ăn, có người phục vụ mang lên đến tận nơi, ăn xong một cái có người lấy tâm đưa lên tận gì? Tận miệng. Và ăn xong nữa thì có người gì? Dọn hết bát đũa và đi rửa bát, cho vào nơi sạch sẽ, bảo quản cho nó thanh tịnh. Đó là gì? Người có phước mới được như thế. Còn những người kém phước như chúng ta, chúng ta gì? Cứ ngồi ở trên cái bàn mà ớt tay, hôm nay tại sao đói nó chả thấy cơm đâu nhỉ? Không thấy ai mang đến nhỉ? Chúng ta có ngồi có kêu đến gì? Kêu khản cổ, mỏi họng thì không có ai mang đến không? Không có. Mà thậm chí họ còn cười, họ còn bảo chúng ta là gì? Có vấn đề về thần kinh. Vì chúng ta gì? Kém phước mà cứ đòi gì? Đòi những người có phúc như người nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết muốn được những nguyên thủ quốc gia họ phải mất gì? Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nhân tích đức. Và đời này kiếp này họ cũng gì? Tu nhân tích đức và
chăm chỉ học tập, gắng làm việc thiện, toàn tâm toàn ý lo cho dân tộc, cho đất nước thì mới được như vậy. Nếu mà lên đó mà không lo được á, cho đất nước á, lợi dụng chức quyền đó thì dân cũng sẽ gì, xô dẹp cái ghế của họ và gì, đẩy họ xuống dưới gì, bùn đen, các quý vị có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Anh gieo nhân nào thì được hưởng quả đó. Nay chúng ta tu nhân lành, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi được vãng sinh về đó rồi, trở thành một vị Bồ Tát, trở thành bậc thường thiện nhân, phúc báo còn gì, còn hơn cả vua của quái trời, phi tưởng phi tưởng xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là vua, một vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phúc báo còn hơn cả vua quái trời, phi tưởng phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất trong trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp so với tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật nói là gì? Chưa ăn thua. Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, dù 80 vạn đại kiếp nhưng vẫn còn có quan túc số, đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc là gì? Tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm được. Đó, cho nên cái phúc báo ở mỗi cõi, mỗi cảnh giới nó có khác nhau. Thọ mạng, phúc báo có khác nhau. Và do cái phúc báo, chúng ta thấy vì phúc báo khác nhau cho nên thức ăn cũng gì? Cũng khác nhau. Chúng ta thấy thức ăn của con người chúng ta do phúc báo làm người, khác nhau với phúc báo của súc sinh không các quý vị? Phúc báo của chúng ta khác nhau với con lợn không? Các quý vị, thức ăn chúng ta khác với con lợn không? Thức ăn chúng ta khác với con chó không? Con chó, phúc báo của nó cũng khá tốt, nó là súc sinh, nhưng mà do gì? Do có phúc báo hơn một số loài súc sinh khác, nó được ở gần con người chúng ta, cho nên nó cũng đi được ăn cơm với con người chúng ta. Nhưng ăn cơm rồi, nó còn ăn thêm cái gì? Ăn thêm cái gì các quý vị? Nó ăn cơm ngon như vậy, nhưng mà nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài ruộng, nó ra nhìn thấy cái đống phân, đống phân của đứa trẻ con hoặc là một người nào đó bậy ra ngoài ruộng á, thì nó đi, nó coi cái đó là thức ăn và nó tiếp tục nó ăn cái đống phân đó. Nhưng con người chúng ta có ăn không? Không, con người chúng ta không ăn. Vì cái phúc báo, chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết lo cái đồ bẩn thỉu, hôi thối, nhơ bẩn, chất thải của con người chúng ta thải ra, ai chúng ta đi ăn lại? Do có trí tuệ nhận biết được. Những con chó nó có nhận biết được không? Không nhận biết được, không đủ trí tuệ nhận biết. Mặc dù sống gần con người, được con người chăm sóc, được con người dạy dỗ, nhưng khi ra khỏi, nó nhìn gì? Vì cái ngu si, cái chướng, một chút chướng trọng của nó, chướng si của nó, cho nên nhìn thấy đống phân nó liền chạy lại nó ăn. Chúng ta có đuổi nó thì gì? Nó cũng vẫn cứ gì? Chạy lại nó ăn. Chúng ta cho nó là bẩn, nhưng nó cho rồi là ngon, cho nên nó mới cứ cố tình nó chạy là nó ăn. Đuổi nó, đánh nó chạy đi rồi, được một tí chúng ta lãng quên, nó lại chạy sang, ngửi thấy cái mùi nó thèm quá, nó chạy sang để nó gì? Nó ăn. Đó, cho nên phúc báo có khác nhau ở chỗ đó. Đây tôi phải dẫn chứng giải rộng thêm như vậy để cho chúng ta thấy được rằng, chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, có phúc báo thì chúng ta sẽ hưởng thụ được những cái năng lượng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta. Cho nên á, uống cốc nước đó có thể khỏi bệnh là như thế, có thể tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Cho nên cái này chúng ta làm tốt cho chúng ta thôi. Tôi bảo các quý vị thọ trì đọc tụng thì cứ tin tưởng mà thọ trì đọc tụng. Vì sao? Vì Phật dạy như thế, chứ không phải là tôi dạy như thế. Phật dạy mới quý các quý vị, tôi dạy cũng hơi hơi quý rồi, nhưng Phật dạy mới thực sự là quý báu. Vì Phật không có dối người. Tôi có thể gì? Còn lời nói được, lời nói chưa được. Có những lúc nói nhanh quá, không suy nghĩ được, còn nói gì? Còn nói sai đôi chỗ. Nhưng Phật thì không bao giờ nói sai chỗ nào nữa. Vì trí tuệ của Phật là gọi là lậu tận trí. Ngài đã chứng được cái trí tuệ là cao tột nhất. Cho nên á, thông suốt trong từng sát na, không có lúc nào nhầm lẫn. Nhưng tôi á, thì gì? Còn đang ở trên bước đường cầu đạo, cho nên có những lúc là gì? Tôi quên. Có những lúc các vị thấy tôi phải nghĩ mãi mà gì mới ra được một cái danh từ nào đó, hoặc một cái gì, một cái địa danh nào đó, một cái câu chuyện nào đó. Nhưng có những lúc thì nghĩ mãi cũng vẫn không ra được, mà phải để khất các quý vị. Đó là sao? Trí tuệ của tôi chưa được thông sỏ, chưa được thông tỏ như Phật, chứ Bồ Tát. Đó. Nhưng như vậy là cũng quý rồi.
nhân tu bao đời bao kiếp được như thế này là cũng phải trân trọng rồi. Bây giờ chúng ta cứ thử xem, ngồi trước đại chúng nói khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ xem họ có nghe không, và nói hết ngày này đến ngày khác họ có nghe không. Điều quan trọng là chỗ đó chúng ta có thể nói rời nói đất, nói nhăng nói cuội được, nhưng mà lên ngồi trước hàng ngàn con người, hàng vài trăm con người mà nói mà họ cứ đứng dậy họ bỏ đi hết á, đó là xem xét lại lời nói của mình có chuẩn không, hoặc là lời nói của mình có đủ công đức để cho họ nghe không. Đó, chứ còn nói thì có thể nhiều người nói được. Chúng ta biết nhiều người họ làm giảng viên ở ngoài đời, họ học Phật Pháp, đọc Phật Pháp khoảng độ tầm một vài tháng hoặc một vài năm, họ có thể nói rất hay, nói rất chuẩn trong cái danh từ Phật học, nhưng mà không cảm hóa được, không cảm hóa được đông người, không cảm hóa được số đông. Vì sao? Vì cái đức độ và nhân tu của họ, của giới đức của họ nó còn gì? Nó còn khuyết thiếu. Mới chỉ có trí tuệ thôi, còn công đức chưa có, cho nên người nghe họ vẫn gì? Vẫn hay chán. Đến nghe một hai lần thôi, chứ bảo đến nghe suốt thì họ gì? Họ chán. Còn Phật đó, thì chúng ta nghe mãi không có chán. Người có duyên với Phật đó, tụng kinh Phật mãi không có chán. Chúng tôi chưa bao giờ chán tụng kinh Phật cả. Không có thời gian để đọc tụng thôi, chứ còn đọc tụng không bao giờ chán. Vì sao? Mình kết được cái duyên rất tốt với Ngài rồi, cho nên không bao giờ chán. Còn Phật tử chúng ta đọc kinh mà còn thấy chán á, thì có nghĩa là gì? Cái duyên và cái phúc của chúng ta gieo với Đức Phật nó còn gì? Lúc thì nó còn nhiều, nhiều cái lỗ hổng lắm. Mà cứ đến nào, đến cái chỗ nào đấy, cái lỗ hổng đó tự nhiên chúng ta thấy chán. Ví dụ như là đến nghe các thầy giảng như thế này, chúng ta ham thích và muốn đọc kinh lắm, nhưng về được 27-21 ngày, sau đó một cái là chúng ta lại thích ngồi xem tivi hơn, xích xem phim hơn, nhất là xem những bộ phim dài tập Lâm Ly Bi Đát của Hàn Quốc hay của Ấn Độ hay là như của Trung Quốc nữa chẳng hạn, thì chúng ta lại gì? Lại càng khó dứt ra để đi tụng kinh niệm Phật. Cho nên là cái phương pháp tốt nhất đối với các cụ, các Phật tử, nhất là các cụ Phật tử lớn tuổi bây giờ, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ rồi thì thôi bỏ đi. Tôi 3-4-5 năm nay tôi bỏ cả tivi, tôi có xem nữa đâu. Các vị thấy tôi có xem tivi đâu. Mọi người đòi đến cúng tôi bảo thôi, chùa bận lắm không có thời gian, không có xem nữa. Nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không mà không có xem tivi. Xem tivi thứ nhất nó làm mình loạn tâm, thứ hai nữa là nó khiến cho mình không thể chú tâm có thời gian để tụng kinh niệm Phật, để nghiên cứu giáo lý của Phật được. Đó. Cho nên chúng ta học Phật cũng nên thế. Bây giờ nhất tâm muốn cầu thoát ly sinh tử một đời, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ở một đời này thì nên gì? Bỏ đi. Cái đó là cái chuyện nhảm nhí ở thế gian. Nó cũng tăng cho mình một chút kiến thức, trí tuệ của thế gian đó, giúp cho mình giải trí được, khuây khỏa được nỗi buồn một chút đó các quý vị. Nhưng mà nó có giúp được mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Giúp mình thoát khổ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Mà thậm chí nó còn gì? Ngăn ngừa và chướng đạo, ngăn cái sự vãng sinh của mình bằng cái sự gì? Khi chúng ta không may mà gì? Cần tử nghiệm nó đến, đang khỏe mạnh như thế này đó, mà đùng một cái lăn đùng ra ốm, chúng ta không niệm được Phật, mà cái gì? Cái bộ phim nó cứ hiện lên trong đầu, trong tâm tư của chúng ta, trong tâm can của chúng ta, trong a lại gia thức của chúng ta. Mà thậm chí là gì? Chúng ta ngồi, người đại chúng đến niệm Phật trợ duyên cho chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ là gì? Không biết cái nhân vật trong bộ phim nó như thế nào, hôm nay nó ra sao rồi. Mà mọi người thì ngồi quanh chúng ta để niệm Phật, để trợ niệm. Còn chúng ta thì cứ nghĩ không biết là cái nhân vật trong bộ phim như thế nào. Mình thương thế, mình yêu cái đứa trẻ trong cái bộ phim đó, thế nó khổ thế, không biết nó hết khổ chưa. Hay là cái đôi nam nữ kia nó yêu nhau, nó lấy được nhau chưa. Hoặc là gì, cái ông cụ kia đã gì, đã được đứa con đó gì, nó thương trở lại chưa. Cái bà cụ đã được tìm được đứa con, nó về quay được về nhà chưa, trong bộ phim đó chưa, vân vân. Cho nên cơ hội vãng sinh đã tụt khỏi tầm tay trong một kiếp. Vì vậy mà tuổi cao sức yếu rồi thì phải lo cho cái vấn đề tương lai của mình, đó là gì? Quyết định phải một đời vãng sinh được. Tu tập là chúng ta muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất đối với chúng ta, đó là gì? Cầu sinh tịnh độ. Chứ còn ở lại thế giới này mà tu chứng quả, dần dần tu đà hoàn, tức đà hàm, an hàm, A-la-hán và nhập niết bàn đó, xin thưa các quý vị, không phải dễ đâu. Các quý vị có thể ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đã khó rồi,
Nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ để cho tâm không bị tạp loạn, để chứng nhập được sơ thiền. Từ cảnh giới sơ thiền xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ cảnh giới nhị thiền xuất nhị thiền nhập tam thiền, từ cảnh giới tam thiền xuất tam thiền nhập tứ thiền, từ cảnh giới tứ thiền xuất ra và nhập vào gì? Nhập vào các cảnh giới an định của chư thiên quái sắc. Và từ cái cảnh giới đó lại xả cái thiền định của chư thiên quái sắc đó, nhập vào cảnh giới cao nhất của chúng chư thiên, đó lại gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đạt được cái định đó. Vạn vạn vị sư bây giờ ngồi thiền chưa chắc đã được 2-3 người nhập được cảnh định đó các quý vị. Mà Đức Phật nói cái định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới là cảnh giới của gì? Của dục giới thôi. Tứ thiền mới chỉ là cảnh giới của dục giới thôi. Các quý vị ạ, sau đó vượt qua nó, nhập vào các cảnh giới thiền định cao hơn của quái trời sắc giới, rồi vượt qua hơn, đó là quái đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ định, đó là cảnh giới của quái trời vô sắc giới. Sau đó xả nó thì bắt đầu mới nhập vào các định của gì? Của Đức Phật đã dạy. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Mà ngồi thiền không có thầy dạy cho mình, chúng ta dễ lầm vào đường tà lớn lắm. Chúng tôi biết cái rất nhiều và xử lý cũng khá nhiều cái trường hợp những người mà tự ngồi thiền, hoặc là ngồi thiền do các quý thầy dạy không đúng cách, cho nên mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Quay lại chúng tôi phải xử lý cho họ. May mà ngày xưa chúng tôi cũng mất cũng có 5-6 năm là chuyên tu về thiền định. Có thể là nhiều đời nhiều kiếp chúng tôi cũng đã tu tập nữa, nhưng đặc biệt là trước đây khi xuất gia đang học trung cấp, và chúng tôi cũng có 6 năm trời chuyên tu về thiền định, cũng chuyên hay ngồi thiền, cho nên cũng mới xử lý được cái đó, mới có một chút kinh nghiệm. Đấy là một chút thôi, chứ còn những vị thiền sư họ ngồi thiền cả đời ấy, thì tất nhiên kinh nghiệm hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng đấy, đây là nói với các quý vị, các pháp môn tu của Phật, pháp nào cũng tốt, nhưng mà mình xem cái nhân tu của mình á, công đức và trí tuệ của mình có đủ để theo không. Có đủ để theo không? Nếu đủ theo chúng ta cứ theo, không sao. Kể cả chúng ta đang tu tịnh độ quay sang tu thiền cũng không sao, tôi cũng không cấm. Tăng ni Phật tử ở trong chùa của tôi, nếu mà vị nào không muốn tu tịnh độ nữa, muốn tu thiền giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hoặc là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng không cấm. Tốt thôi, không sao cả. Miễn các quý vị vẫn giữ được trọn niềm tin tu ở trong Phật Pháp. Một vài người dân không hiểu cái ý nghĩa của mục đích của việc xây dựng sử dụng của mình, và họ nói rằng không dám sang chùa Khai Nguyên vì nhiều ban thờ quá, vì sang không đủ tiền để đặt mỗi ban một tờ, cho nên không dám đi. Phật nào bảo như thế? Mà tôi đâu cũng có bảo như vậy, đệ tử của tôi đâu cũng có dạy như thế đâu. Không có. Chúng ta trước đây đi lễ, vì sao mà chúng ta lại nghĩ như vậy, nói như vậy? Vì chúng ta không hiểu pháp, không hiểu đạo. Chúng ta nghĩ là đi lễ chùa chỉ là để gì ạ? Để cầu xin. Mà cầu xin thì đương nhiên, người mà đi lễ chùa chỉ có cầu xin thì người đó mới khởi ra cái tâm như vậy. Giống như ngày xưa tôi còn tu ở trong chùa Hương, làm chú tiểu trong chùa Hương, có một bà đồng bóng, bà đi lễ. Bà đi, bà bỏ ngày xưa bỏ cái tờ gọi là 200 đồng, cái tờ 200 đồng. Cái năm đó là bỏ 200 đồng là cũng phải thuộc dạng và người khá rồi, có điều kiện mới bỏ được tờ 200 đồng năm 94 đó, 95 đó. Đấy, khá rồi mới bỏ được tờ 200 đồng. Bà đi và bỏ hết các ban. Cụ Phật nào bà xin chạy cả vào trong hậu cung luôn. Để bà cụ nào mà ngồi gặp thấp thấp ở dưới là bà cố vén lên, với lên bà đặt một cái đồng tiền vào trong tay của cụ Phật, của cụ Bồ Tát. Bà đi hết vào vòng bà lễ. Xong bắt đầu bà quay lại. Bà quay lại bắt đầu bà nhìn thấy bà đó, ôi chết rồi, chị quên. Thế bảo là chị em bé quá cho nên chị không nhìn thấy em. Hóa ra nhìn thấy thế là bắt đầu chị quên.
Tôi tha lỗi cho chị quên, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy. Cho nên là bà lại tút cái tờ ra, bà bảo thôi bây giờ chị quên, chị cho em nhiều hơn. Thế bà rút cái tờ 500.000, à, xin lỗi 500 đồng. Bình thường các cụ Phật, các cụ Bồ Tát, các ông hộ pháp ấy, thì được 200 đồng. Còn cái em mà chị quên đó thì đem 500 đồng. 500 đồng cho vào trong cái pho tượng, chúng ta biết pho tượng đó gì? Pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh ở trong tòa Cửu Long á. Bà ấy nhìn thấy là gì? Là hình dáng của một em bé. Cho nên bà ôi giời chị quên, chị không nhìn thấy em vì em bé quá, chị quên. Cho nên là chị gì? Đây chị cho em thêm, thế là rút được cái tờ 500 đặt lên trên tay đây chị để tận tay cho em này. Đó. Và xong một cái bắt đầu bà xuống bà khấn. Bà quay ra bà ngồi bà khấn phải đến 30 phút. Bà khấn tôi cũng không hiểu rằng cái trí tuệ của người ta kiểu gì mà người ta thuộc nhiều như thế. Chắc là người ta phải mất vài năm người ta mới học xong cái bài khấn đó. Một cái bài khấn 30 phút không có vấp một câu nào các quý vị. Mà đọc nhanh, đọc luyến thoáng đi, đọc nhanh mà đọc kể từ thời tiết cho đến gì, đến cái cảnh quan của chùa như thế nào vân vân, nó hay lắm. Phải nói là nghe hay vô cùng, tôi chưa bao giờ thấy ai khấn hay như thế. 30 phút đọc không có vấp một câu nào. Tôi nghĩ là có khi nó phải học thuộc đến mất mấy năm nó mới học thuộc cái bài khấn không có vấp một câu nào. Đó, và nói chung quy lại thì cũng chỉ đều cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình nhà mình, cầu xin cho mình ấy, được phúc, được lộc, được thọ vân vân, mọi cái gia đình nhà mình, cái gì cũng gia mình nhà mình gì được cho thật hết. Cho nên ấy, từ đó mà tôi nhìn ra một vài người mà đi chùa mà cứ phải gì, đi đến từng ban thờ và bỏ từng đồng tiền lên trên tay của Phật á, hoặc là trên gì, trên cái mâm lễ của Phật á, xong rồi mới cầu nguyện tất tất á, thì những người như thế gọi là chưa hiểu Phật pháp. Đi lễ như thế gọi là vẫn lễ theo kiểu mong cầu theo cái pháp của thế gian thôi. Thậm chí có người các quý vị đi lễ đầu xuân năm mới có 100.000 đồng, nhưng mà gì, nghĩ rằng mang 100.000 đồng này, mình trong tâm vẫn nghĩ là gì? Nhất định mang cái 100.000 này để đến để cúng cái ngôi chùa đó. Nhưng mà không, trong tâm thì vẫn là bảo cúng hết rồi, nhưng mà bảo là nếu mà đặt vào một chỗ thì những chỗ khác liệu không có được không. Cho nên mình cầu có phải cầu một chỗ đâu, chỗ này cầu một tí này, chỗ nọ cầu chỗ kia. Ví dụ như Đức Ông thì cầu cho gì, cho con cái à. Hoặc là hộ pháp thì cầu cho ngài bảo hộ cho gia đình nhà mình, còn Phật thì cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên vân vân này nọ, mỗi ban cầu một tí. Vậy bây giờ mình chỉ cầm một tờ 100.000 này, mình đặt một chỗ vào giữa tam bảo, bỏ hòm công đức hoặc ghi giấy công đức một cái, thế là hết sạch rồi. Đi đến chỗ kia sợ các cụ không chứng cho, cho nên nó phải đổi, đem đổi thành tiền lẻ. 100 ăn gì, ăn 70, khoảng 100 năm gì, ăn 80. Và mình cầm một cái tập tiền lẻ đi là thoải mái, mà bỏ mỗi ban, mỗi tay, mỗi cụ Phật một cái, một đồng. Đấy là một cách hiểu sai lầm về Phật pháp đó các quý vị. Cách hiểu sai lầm. Phật đó, Bồ Tát đó, thì không cần chúng ta làm cái điều đó. Ngài cần cái tâm gì, hướng thiện của chúng ta. Cái tâm thành kính, cung kính, hướng thiện của chúng ta. Còn có để làm Phật sự thì là tốt, có để trợ duyên để xây dựng chùa chiền, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường cây cối để xây dựng làm cho đẹp cảnh quan của chùa, đó là gì? Đó là tốt, đó là gọi là tu phúc thì tốt. Còn không có, chúng ta cứ đi chùa vô tư không có sao. Đặc biệt là ở đây, hôm cụ Phật tử nói với tôi rằng mấy Phật tử với mấy người dân nói là không dám sang chùa vì không có đủ tiền để đi lễ ở các ban. Nói như vậy tức là không hiểu cái gì cả, không chịu đi học, không chịu nghe giảng. Hoặc là đi học, đi đến đây nhưng mà gì, ngồi toàn nói chuyện buôn dê lê với nhau, hoặc là chỉ ngồi đi quanh quanh ở bên ngoài, không chịu vào ngồi trong hội trường để nghe giảng, để tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Quen như ngày xưa gọi là đi chùa chỉ cầu nguyện thôi, đi chùa để phẩm oản quả chuối thôi. Lễ xong một cái là ra khỏi cửa tam bảo, thậm chí còn ngồi ngay trong tam bảo tranh nhau cái oản của bà tại sao nó dài cao, oản của tôi tại sao nó gì, nó bé, nó bẹp xuống. Cái quả chuối của bà tại sao lại đẹp thế, quả chuối của tôi thì nó xanh, nó chưa chín hoặc nó nhỏ hơn. À,
đi lễ Phật chỉ cái kiểu như thế thì muôn đời không có hiểu Phật được một chút nào cả các quý vị. Tại sao cứ bảo là tôi cũng đi chùa lễ Phật nhưng mà người ta thì hiểu được còn mình không hiểu được, vì mình không tiếp thu vậy giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật chúng ta biết là một cái nền giáo dục, chứ đạo Phật không phải là dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu cúng mê tín dị đoan. Cái phương pháp cầu cúng vân vân chỉ là phương pháp gọi là trợ duyên thôi, gọi là phương tiện, gọi là trợ duyên để cho chúng ta gì vào đạo học đạo mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói, kể cả cái việc chúng ta cầu gì, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu đảo bệnh, cầu nam nữ gì, con trai chưa lấy được vợ, cầu cho nó lấy vợ, con gái chưa lấy được chồng, cầu nó lấy chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau chưa có con thì cầu cho nó có con. Phật Bồ Tát cũng có thể đáp ứng được cái điều đó, nhưng đó chỉ là phương tiện. Mục đích tối thượng của Phật Pháp đó là hướng cho chúng sinh giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên ở đây nếu có cái mấy Phật tử ở sân Đông này về cũng nói lại, biết có vài Phật tử nào mà nói rằng không dám sang chùa vì không có đủ tiền để lễ các ban, bảo họ không có phải cái việc đó, mà không có đồng nào đến chùa khai nguyên vẫn được mà. Kể cả những ngày lại đại lễ như mùng 1 ngày rằm hoặc là những ngày pháp hội, không có tiền đến lễ chùa khai nguyên vẫn được mà. Đến khi mọi người đi ăn cơm, mình vẫn đi ăn cơm bình thường như mọi người. Có ai nói là bà không có tiền không được ăn cơm đâu, hoặc bà không có tiền không được vào trong hội trường để ngồi nghe giảng đâu. Không có. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa khai nguyên hoặc tất cả những hệ thống chùa mà tôi chủ trì để hoằng pháp không bao giờ có cái điều đó. Chúng ta thấy đến ngôi chùa này viết lá sớ cũng bình đẳng như nhau. Ai công đức, ai thành tâm bao nhiêu thì tùy duyên, mà không thành tâm cũng không sao. Các Phật tử vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ với chúng ta. Các sư vẫn vui cười, vẫn nồng hậu đón tiếp chúng ta. Hay kể cả gia đình chúng ta có đám cúng 35, 49, thất thất trai tuần chẳng hạn, đến chùa, có bao giờ các vị nghe thấy các sư trong chùa bảo một đám cúng phải bao nhiêu tiền không? Không có. Các chùa khác có thể có. Đám cúng 35, 49 có thể phải 5 triệu, 10 triệu, vài triệu vân vân. Nhưng mà đến chùa khai nguyên chúng ta không bao giờ có cái trường hợp đó. Cho nên mục đích của chúng tôi xây chùa để là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng sinh, phục vụ cái công việc hoằng pháp. Tất cả các công việc khác ngoài ra đều là phương tiện, ai có như thế nào thì tùy duyên, không nặng nề cái chuyện đó. Cho nên nói rằng đi sang chùa khai nguyên thấy nhiều ban thờ quá, nhiều nơi thờ quá, không dám đến vì không có tiền lẻ để bỏ vào tay của Phật, của tượng ở các ban, ở các hòm công đức, thì nói như vậy là không hiểu gì về Phật Pháp. Mà thậm chí có thể họ vì một cái lý do nào đó họ muốn bôi nhọ nhà chùa, như vậy là cũng không nên. Đã đây nói thêm như vậy để chúng ta biết, gọi là cúng dường. Thầy đang nói về cúng dường. Cúng dường thanh tịnh nhất đó là chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành là thế nào? Phật dạy chúng ta là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng ta nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đó là phương pháp cúng dường tối thượng nhất. Sau đó mới đến cái phương pháp cúng dường gì? Cúng dường như là cúng dường một pho tượng chẳng hạn, Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng hay pho tượng Phật, hoặc là cúng dường một bao xi, túi cát, xẻng cát, hoàn gạch chẳng hạn, vân vân, ngày công chẳng hạn, mới đến cái vấn đề đó là cái thứ yếu thứ hai. Còn cái cúng dường tối cao nhất đó là y giáo phụng hành, nghe lời Phật dạy chúng ta tin theo. Phật bảo chúng ta thọ trì đọc tụng thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng, đó gọi là như pháp cúng dường, không làm trái với bản ý của Phật, không phải làm trái với bản ý lời dạy của Phật tổ, đó gọi là chân thực cúng dường, pháp cúng dường tối cao nhất, tối thượng nhất, tuyệt đối nhất. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn những cái cúng dường khác là cái trợ duyên thôi, tu phúc thôi. À, còn cái cúng dường chúng ta y giáo phụng hành, đọc kinh, trì kinh đó gọi là tu cả phúc lẫn tuệ, phúc tuệ viên dung. À, còn cái kia gì? Cúng
cúng dường cái kia chỉ ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông gọi là tu phúc, thì chúng ta chỉ được phúc báo thôi. Còn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển, y theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân, tất cả những cái đó là trợ duyên thêm cho cái vấn đề chúng ta đọc tụng kinh điển, hiểu lời Phật dạy và áp dụng ra cuộc sống, thì đó là phúc trí nhị nghiêm, cả phúc và cả trí đều viên mãn. Đó là một phương pháp tu cao tột nhất mà Đức Phật hoan hỷ nhất khi thấy chúng ta tu như vậy. Ở đây nói là gì? Hoặc là luôn cúng dường nhấn đến đắp, vẽ, sơn, thép, chạm khắc, hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rất tốt. Một phương pháp cúng dường chúng ta thấy, chúng ta làm nó cũng không có tốn kém gì cả. Ngoài thọ trì đọc tụng kinh điển ra, chúng ta hàng ngày, phải hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày, nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng, gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén, gọi là thất thánh tài, đó, để dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng dường xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng, uống cái nước đó rất là tốt. Rất tốt. Hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt. Thậm chí là ma quỷ phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. Đó. Giống như hôm trước ở trên sân Tây, có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm. Xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất và gì, xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết đi. Cô con dâu và anh con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng, chúng ta hay đọc kinh Địa Tạng. Nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo. Không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ, mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó. Và đưa cho bảo vệ, bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay. Không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là gì? Cái nước đó là nước cúng thì cúng Phật, cúng Bồ Tát. Nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng. Vì sao lại nước lại làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút. Ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng, ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học biện chứng đó các quý vị nhé. Nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước như thế này, mà múc là cái cốc và cốc thủy tinh cơ. Hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì? Một cái giếng. Và một cái gầu múc nước ấy, để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau. Hai cốc nước trong sạch như nhau. Cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ, làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết. Đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy ấy, gọi là gì, viết cái chữ ố, một cái tờ giấy ấy, viết cái gì, chữ ái ấy, có nghĩa là gì, chữ ái từ chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản ấy, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì, yêu thương. Từ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Từ ố có nghĩa là gì? Là ghét, là căm thù, là ghét bỏ vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học và nghiên cứu họ xoay trong nước á. Xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á,
rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu. Có hình thù nó như mắt gì, mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì, của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài nói là gì? Trong một bài kệ Ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem mà trong một bát nước có đến 84.000 con gì? Con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó. Mà con vi trùng nó gì? Có vi trùng trong đó. Có nghĩa là nó gì? Có sự thấy, nghe, hay, biết. Nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái kính hiển vi khoa học chuyên để nghiên cứu đó, nhìn thấy cái kết tủa của nước đẹp như những bông tuyết. Ngược lại, cái chữ ố thì nhìn như mặt quỷ, nhìn như hình trái chám, xù xì, gai góc, đáng sợ biết bao. Rồi nữa, Ngài tiếp theo nghiên cứu thêm nữa, viết cái vừa một cái chữ dài hơn đó, để viết ví dụ viết cái chữ là một cái cốc, viết cái chữ gì? Tôi yêu bạn. Thì cái sự kết tủa, kết tinh của nước hoàn toàn khác nhau. Nó không độc lập những chữ ái nữa, mà hai cái gì? Những cái hoa tuyết đó, nó lại đan chéo vào nhau. Ví dụ hai cái nó đan vào nhau à. Còn viết hơn nữa, nhiều hơn nữa là gì? Gia đình tôi yêu gia đình bạn. Tức là gì? Nó tăng thêm gì? Cái sự kết nối giữa con người và cái bát nước đó. Đầu tiên là chữ ái, thì mình là tôi gì? Yêu bạn thôi. Thì cái bông tuyết nó cho cái gì? Cái kết tinh của nước là một mình, một kiểu một bông tuyết thôi. Nhưng khi nói là gì? Tôi yêu bạn, thì tất nhiên là gì? Nó lại là tôi yêu bạn, thì đương nhiên bạn cũng sẽ yêu tôi. Và hai cái kết tinh, kết tủa của nước đó, nó đan xen vào nhau. Đan xen vào nhau giống như cái chữ song hỷ ấy. Các vị thấy cái chữ đám cưới hoặc cái chữ song hỷ, hai cái nó viết gì? Viết đan xen vào nhau, nhìn rất là đẹp. Và khi nói là gì? Chúng tôi yêu các bạn, hoặc là gia đình tôi yêu gia đình bạn, thì nó có rất nhiều những cái, nó có sự kết nối, rất nhiều những cái kiểu như cái bông tuyết đó, nó kết vào nhau rất là đẹp. Ngược lại, viết một cái tờ giấy nói là gì? Chúng tôi căm thù gì? Căm thù bạn. Hay là gì? Tao, chúng tao căm thù mày, vân vân. Thì lấy một cái ví dụ như thế, cái kết tinh của cái cốc nước đó nó lại rất nhiều những cái, những cái bông hoa, hoa nước ấy, ở trong nước mình giống như những bông hoa tuyết, nhưng mà nó ghê rợn, như là nhiều những cái mắt quỷ, nhiều những cái mắt quỷ hình thù khác lạ, kỳ dị và ghê rợn, nó nổi lên ở trong cái nghiên cứu ở trong cái cốc nước đó. Các quý vị về có thể đi vào mạng á, bảo các con nó vào trong Google, nó search cái gọi là tra những cái gì, những cái nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, kết quả khoa học nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các quý vị sẽ thấy cái kết quả mà cho thấy khoa học Nhật Bản nhé. Ngài là người ở Nhật Bản, mà Ngài đã đi gì? Đi sang cả Mỹ để chứng minh cái nghiên cứu khoa học của mình về nước. Mà các vị tiến sĩ rồi các nhà khoa học trên cả thế giới đều phải gì? Phải công nhận sau khi kết luận của nghiên cứu và nhiều năm, cũng như kết luận của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nước cũng gì? Có tình. Cho nên vì sao mà một cái cốc nước mình dâng lên cúng Phật, cúng Bồ Tát, xong rồi mình uống mà khỏi bệnh? Đấy, vì sao? Mình nói toàn những lời yêu thương, những lời chân lý mà Phật đã dạy, trong khi mình tụng kinh, cả ba quyển kinh Thượng, Trung và Hạ, tụng hết cả một bộ như vậy. Những cái kết tinh của nước toàn là đẹp, toàn là nó thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên á, nó gì? Nó tốt, nó lành,
Vì vậy mà uống vào nó có cái công năng là gì? Giải trừ nghiệp trước. Thậm chí nó còn gì? Chữa được các bệnh nữa. Có trường hợp bệnh điên điên khùng khùng, các vị biết không? Điên điên khùng khùng loạn tâm. Tôi lấy một cốc nước và đưa cho uống, uống xong một cái khỏi, khỏi ngay tại chỗ luôn. Đó là sao? Đó là do gì? Tôi có năng lực, tôi có công đức ở không? Mà do gì? Do cái sự thọ trì đọc tụng kinh điển của chư tăng, của các sư ở hàng ngày, của các Phật tử chúng ta hàng ngày, mà cái nước cúng Phật đó nó gì? Nó có công đức. Ở Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ai mà xem cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, giảng giải về nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy có công năng là chữa bệnh, có công năng là khiến cho thân thể không bị già nua vân vân, gọi là có 8 loại, 8 công đức lớn. Vì vậy á, mà tôi nói với các quý vị là khi cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, khi tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà đó, chúng ta nên gì? Một cái không thể không có, có nghĩa là bắt buộc phải có, đó là 3 chén nước hoặc 7 chén nước. Tùy theo ban thờ nhỏ thì 3 chén cũng được, ban thờ lớn thì 7 chén. 7 chén thì chúng ta có nhiều nước để uống, để xin lộc, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà thường là một chén ở giữa, chúng ta cung kính tôn trọng thần linh thổ địa và gia tiên chúng ta. Chúng ta đem một chén ở giữa đó để ra một cái cốc riêng. Cứ xong chúng ta lại gì? Vẩy hết từ trên phòng thờ xuống các phòng nhà ở và xuống dưới đất chúng ta, đến đâu chúng ta cầm cái cành lá hoặc cành hoa chúng ta vẩy đến đó, để cho gì? Với cái ý nghĩa mát mẻ. Mỗi cái vẩy như vậy chúng ta lại niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta vẩy một cái như vậy thì cái nước nó đến đâu? Nó có cái năng lực từ bi, năng lượng từ bi ở trong nước, do thấm nhuần cái lời kinh tiếng kệ của Phật. Cho nên các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng hoan hỷ, và các vị vong linh ở trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng sẽ sớm gì? Họ chưa được siêu thoát thì họ sẽ được siêu thoát khi được công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát đã gì? Đã chiếu vào trong gì? Độ những chúng sinh ở trong chén nước, trong bát nước đó. Trong bát nước đó có gì? Tuy chúng ta nhìn mắt thường là tịnh thủy, tức là nước sạch đó, nhưng mà nhìn bằng kính hiển vi á, có vô số những con trùng ở trong đó, đúng không? Vì Đức Phật nói trong một bát nước có đến 84.000 con vi trùng cơ mà. Đấy là nói về ước lượng thôi. Mà nước bẩn như bây giờ, ô nhiễm như bây giờ, có phải thì gấp 10 lần cái 84.000 con vi trùng, chứ đừng nói là nước. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, nước đa số là nước sạch, còn nước bây giờ chúng ta đa số là ô nhiễm môi trường. Cho nên cái vi trùng, nước ô nhiễm thì vi trùng thì càng nhiều hơn. Không chỉ 84.000 mà có thể gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần như thế, tùy theo cái mức ô nhiễm của môi trường các quý vị. Nhưng khi đặt lên tụng niệm cho nó, thay đổi. Thay đổi không? Thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm một cái thí nghiệm lớn hơn trong một cốc nước. Đó là sao? Ngài dùng 50 người ra một cái hồ. Một cái hồ ở gần cái khu vực, cái nơi mà công sở mà ngài làm việc đó, có một cái hồ. Cái hồ đó thì cái nước không được thanh tịnh, không được sạch sẽ lắm, và nó thường hay bốc mùi hôi. Ngài dùng 50 người đó ra đều nói những lời yêu thương tốt đẹp với, đứng trên bờ hồ, đi quanh bờ hồ và nói những lời yêu thương tốt đẹp và niệm Phật cho nó. Và kết quả, trước khi chưa niệm Phật, ngài múc một vài cốc nước lên để nghiên cứu, cho những cái kết quả, những cái thí nghiệm ở trong nước á, nó những cái kết tinh của nước á, rất xấu, rất xấu. Cho nên á, cái mùi hôi ở cái hồ đó thường thường vào buổi tối và buổi sáng sớm nó bốc mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng ngài lấy 50 người ra đó, nói những lời yêu thương và niệm Phật, đi niệm Phật kinh hành ở trên quanh cái bờ hồ đó 3 ngày. Sau 3 ngày, ngài múc cái nước đó lên và nghiên cứu, thì cái kết tinh, kết tủa của nước á, hoàn toàn khác, nó lại đẹp đẽ. Và cái mùi hôi mà hàng ngày buổi sáng, buổi chiều nó nồng nặc đó thì tự nhiên biến mất. Và ngài làm thêm một cái nghiên cứu lớn nữa, mang tầm cỡ quốc gia nữa. Đó là ở Nhật Bản có một cái eo biển, cái tên là gì đó lâu lâu tôi quên rồi. Các vị về muốn nghe thì nghe lại cái băng giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng Tịnh Không, có nói rõ về cái lần đó. Hoặc chúng ta có thể đánh thẳng vào Google để search, để tìm cái đó, có thể thấy được.
Ngài đến vào cái eo biển, Ngài dùng 300 người. Cái eo biển đó thì thường là bốc ra mùi hôi thối, mà chính phủ Nhật Bản đó, dùng các loại hóa chất để khử mùi rồi, nhưng chỉ được vài hôm nó lại tiếp tục trở lại, nó lại hôi trở lại vì nó đại ô nhiễm. Mà người Nhật Bản đó thì người ta, chúng ta biết rồi, người ta sạch lắm. Cái văn minh đô thị với lại môi trường sống chung quanh của họ là sạch lắm. Có người đi Nhật Bản về nói với tôi rằng đi ngoài đường cả đi cả ngày, chiếc áo trắng tinh về không có nhìn thấy bụi bám một chút nào. Cái giày của họ đi, cái giày đinh, giày da, đi bộ cả ngày về giày không phải đi đánh lại. Vì sao? Vì cái đường họ sạch vô cùng. Còn Việt Nam chúng ta đi ra xem, đi trong phố Hà Nội thôi đúng không? Áo trắng chỉ cần đi khoảng độ nửa ngày thôi, về thì về không giặt, không thể mặc lại được nữa. Vì sao? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Còn đất nước của họ nó văn minh, cho nên giao thông của họ, công viên của họ vân vân, không có cái chuyện bụi bặm như đất nước chúng ta. Và người ta ô nhiễm một cái người ta xử lý ngay, nhưng cái eo biển đó người ta xử lý không được. Chính phủ Nhật Bản đã dùng bao nhiêu tiền của công sức xử lý cái eo biển đó không được. Ngài lấy một cái thí nghiệm, tiến sĩ Giang Bẩn Thắng lấy một cái thí nghiệm, chọn 300 người ra đó và nói những lời yêu thương, rồi tụng kinh và niệm Phật ở trên cái eo biển đó một tuần. Sau một tuần, các vị biết không? Sau một tuần, trước một tuần, trước khi niệm thì cũng lấy những cái cốc nước này để thí nghiệm, thì cái kết tinh, kết tủa của nước rất xấu. Còn đặc biệt là cái mùi hôi thì rất khó chịu, rất khó chịu. Chính phủ đã mất bao tiền của ông xử lý được. Nhưng khi dùng 300 người ra để nói những lời yêu thương, tụng kinh niệm Phật cho nó một tuần, các vị biết không? Kết quả sau một tuần, khoảng 3-4 ngày sau, mùi hôi nó cứ giảm dần, và đúng một tuần sau, mùi hôi hết sạch không còn nữa. Và đem thử những cái, lấy cái nước đó ở dưới cái vịnh đó thì mang lên, thì hoàn toàn cho một cái kết quả thí nghiệm khác. Kết tinh, kết tủa của nước đẹp giống như những bông tuyết mà Ngài viết chữ ái để vào trong cốc nước vậy. Và đặc biệt là mùi hôi không còn nữa. Đấy là gì? Dùng tâm thức, dùng lòng từ bi và những gì? Cái tâm tốt đẹp của mình để hồi hướng, để tác động tới gì? Thế giới, môi trường sống xung quanh chúng ta. Đặc biệt là gì? Tiến sĩ nghiên cứu về nước và có những cái sự là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này, trên thế gian này có những chuyện chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để mà nói được, mà giải thích được. Không thể dùng ý chí lý luận bình thường, sở học bình thường ở trên ghế nhà trường của chúng ta mà lý luận được. Nếu tiến sĩ Giang Bản Thắng mà không gì, không nghiên cứu ra cái đó, chúng ta chỉ giảng và nói với nhau á, thì có ai tin không? Họ không tin. Ông tin. Nhưng mà khi tiến sĩ nghiên cứu bằng khoa học, bằng khoa học các quý vị ạ, bằng khoa học, biện chứng, phân tích hẳn hoi, thì khi đó các nhà giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ là gì? Mới phải gì? Cúi đầu và tiếp nhận cái nghiên cứu và chấp nhận cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nói là gì? Nước cũng có tình. Có nghĩa là nước cũng có tình, các quý vị. Vì sao mà bây giờ chúng ta, nước ở Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng thấy là ô nhiễm? Vì chính con người chúng ta sống không có tình với nó. Bao nhiêu những chất thải bẩn thỉu, đáng nhẽ chúng ta phải gì ạ? Phải qua xả thải rồi phải qua gì? Phải qua xử lý thì chúng ta mới xả ra để cho nó sạch sẽ. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có tình với nó. Nhưng cho chúng ta, từ người dân cho đến các doanh nghiệp, phần lớn là đều không có tình với nó. Ai cũng nghĩ là gì? Mình bớt đi một chút cái tiền xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải. Đó là gì? Là tốt rồi. Ai mà tránh được cơ quan pháp luật thì cứ tránh. Cơ quan nào tránh được pháp luật thì cứ tránh, kể cả nhà dân chúng ta ở quanh khu phố. Có cái hồ chung quanh ở trước cửa nhà chúng ta rất là đẹp. Nhưng chúng ta gì? Làm sao đó để cho đêm hôm đào trộm ra được cho một cái gì? Cái ống thải bằng ống 34 hoặc 100 hoặc 70 hoặc 120 đó, tùy theo cái số lượng chúng ta dùng nước ở trong nhà. Làm sao để chôn thật nhanh để cho ra nó đi sâu xuống, chảy ra cái ao. Và bao nhiêu nhà vệ sinh, nước thải rửa chúng ta chảy hết xuống ao.
Và cái tình của chúng ta gì? Tình chúng ta có không? Không, mà chúng ta có cái mưu đồ xấu ở trong đó. Cho nên cái hồ nó phải tiếp nhận những tất cả những cái chất xả thải của quanh khu phố của chúng ta chung sống, hoặc quanh xóm làng chúng ta chung sống, xả thải xuống đó. Cho nên nó mới gì? Nó sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm đầu tiên chúng ta nói về khoa học đó là ô nhiễm môi trường, do chúng ta xả thải chất bẩn xuống. Nhưng nói về tâm lý, tức là chúng ta thì không dùng cái tâm tốt, tình tốt để đối xử với cái hồ, tức là cái bạn sống ở chung quanh chúng ta. Cho nên nó cho chúng ta những mùi hôi thối nồng nặc và chúng ta khó chịu. Mà khó chịu thì lại nói là gì? Mà chỉ biết trách thôi, chứ không biết xem lại mình. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để ý muốn nói với các quý vị rằng là gì? Lúc cúng giàng, múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ, trước tiên là cúng giàng Phật và Bồ Tát Địa Tạng, sau nữa là mình xin cái nước đó để uống. Nhưng trong khi mà uống, mà trong kinh nói uống để chữa bệnh hay là uống để cho nó thông minh trí tuệ đó, tăng trưởng trí nhớ đó, thì chúng ta quay mặt về hướng Nam. Vì sao là quay mặt về hướng Nam? Về phương Nam chính là phương mà gì? Là đại bản doanh của Bồ Tát Địa Tạng. À, phương Nam chính là cái nơi mà Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là gì? Cái nơi trụ xứ mà Bồ Tát Địa Tạng thường cư ngụ, thường cư trú để hóa độ chúng sinh. À, giống như gì? Phương Tây thì là nơi gì? Là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, phương Đông là quốc độ của Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì phương Nam là nơi quốc độ, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân để giáo hóa. Hay các quý vị thấy như chùa Khai Nguyên này là gì? Nơi mà tôi trụ trì. Các quý vị muốn gặp tôi thì đến chùa Khai Nguyên. Đến một lần không gặp thì hai lần không gặp, ba lần không gặp, 10 lần cũng phải gặp. Đúng không? Đó. Chứ còn đến những chùa khác có gặp không? Có khi đến đến 100 lần. Không phải là nơi tôi trụ trì, các vị đến có 100 lần, đến 1000 lần, ngày nào cũng đến vài lần có gặp không? Cũng không gặp được, vì đấy không phải là nơi tôi trụ trì, nơi hoằng pháp, nơi tôi chịu trách nhiệm. Đó, cho nên trong kinh nói là quay mặt về phương Nam mà uống cái nước đó. Đó. Thì mà mình khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để uống nó sẽ tốt hơn là uống bình thường. Đó, cái đấy là cũng trong kinh dạy thì chúng tôi cũng nói như vậy. Nhưng khuyên mọi người thì mọi người làm thì cũng có cái lợi ích nhất định. Họ kể lại với chúng tôi, có những người mà bị bệnh, gọi là bị cái bệnh gọi là bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt tức là cái chân á, chân tay nó teo tóp không đi được nữa, mấy năm trời. Cái vị này về phát nguyện đọc tụng 49 ngày, ăn chay trường, y như trong kinh dạy, không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. 49 ngày ăn chay trường và ngày tụng 3 thời sáng, chiều và tối. Xong rồi lấy nước đó cho cái người bị bại liệt kia uống. Người bại liệt kia là do nằm lâu ngày cho nên là mắt thì mờ, tai thì điếc. Nhưng khi uống đến 21 ngày, tụng kinh 21 ngày, cho uống cái nước này vào ấy, tự nhiên là gì? Mắt của cái bệnh nhân đó sáng ra, tai là gì? Lại thính lại. Và mắt thì nhìn thấy được, và tai thì nghe thấy được, nhưng mà vẫn chưa đi được. Thế Phật tử hôm rồi lên nói tôi bảo rằng, nhưng cái này đã là vi diệu rồi thầy. Tuy rằng ấy, bệnh nhân ở người nhà nhà con chưa đứng dậy đi được, nhưng mà cái mắt của bệnh nhân, cái người nhà nhà con ấy, nhìn thấy lại được rồi. Và cái tai ấy, nghe lại được rồi. Và miệng gì? Mắt thấy, tai nghe thì đương nhiên miệng bây giờ cũng nói chuyện được rồi. Và niệm Phật được rồi thầy ạ. Cái điều mừng nhất là bệnh nhân người nhà nhà con đã niệm Phật được rồi. Vì mắt thấy tai nghe cho nên nghe được con nói và bây giờ niệm Phật được rồi. Và con chỉ mong rằng như thầy nói là hết 49 ngày bệnh nhân người nhà nhà con có thể tập tễnh và đứng lên tập đi và bước đi được từng bước ở trong nhà để cho gì? Cho gia đình con đỡ khổ. Thì tôi bảo ở cái này thì tôi không hứa được, vì tôi không phải là Phật, tôi không phải là Bồ Tát, tôi không phải là bác sĩ. Mà bây giờ vì về cứ nhất tâm mà gì? Y giáo phụng hành, nhất tâm để đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cầu Phật và cầu gì? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì cho. Vì đang đọc tụng kinh của ngài mà, đang đọc tụng kinh công đức nói về bản nguyện bản hạnh của ngài mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói đâu có sai, tin vào lời Phật cho nên cứ nhất tâm mà đọc tụng. Mắt sáng rồi, tai nghe được rồi, còn mỗi cái chân
do mấy năm rồi thì bây giờ nó teo cơ rồi, nó khó thì nó phải từ từ, phải từ từ. Nhưng mà mắt thấy, tai nghe và niệm Phật được rồi là tốt rồi, đấy là quý rồi. Ra đi thì cho dù mệnh hết ra đi thì biết niệm Phật cũng không làm, không bị khổ ở đời sau rồi đó. Cho nên đấy là những cái công đức. Họ chỉ đọc tụng và lấy cái nước đó để cho bệnh nhân uống, rất tốt đấy. Cho nên cúng già ngài thì có mất không? Không mất. Thậm chí các quý vị, xin lỗi các quý vị, tôi nói hơi thật một tí, chúng ta đem gì, mua một cân hoa quả cúng lên, gọi là cúng ngài thì gọi là cúng bằng cái tâm thành kính dâng lên, lên đó để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta với ngài thôi, chứ mấy hôm sau chúng ta dâng xuống chúng ta vẫn gì, cả nhà vẫn bổ ra để ăn với nhau cái đĩa hoa quả đó mà. Ví dụ chúng ta cúng 10 quả mà ngài ăn mất 9 quả, còn một quả thì chúng ta mới sợ chứ, đúng không? Nhưng đâu ngài có ăn quả nào đâu. Đây là ngài gì, vì sao Đức Phật ngài không ăn quả nào, chứ vì sao Phật bảo chúng ta cúng? Vì để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng ngài thiếu gì? Chư Phật Bồ Tát ngài thiếu gì? Muốn ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thường thiện nhân sinh về quái Tây Phương Cực Lạc, thế thì muốn ăn thì tự nhiên thức ăn liền liền đến, đúng không? Liền hiện đến trước mắt. Ăn xong một cái thì tự nhiên là bao nhiêu cái đồ đạc, bát đũa chén chiếc vân vân đó tự nhiên là gì, biến mất. Đó là do công đức của chúng ta vậy. Nói như vậy có người mới đến chùa lại bảo làm gì có chuyện đây, thầy nói chuyện tiếu lâm. Xin thưa các quý vị, tôi lấy nghe một cái ví dụ thế gian thôi. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ hoặc là ông tổng thống của một quốc gia, sau bao nhiêu năm phấn đấu học tập cũng như là cống hiến cho đất nước, cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, và khi mà ông đầy đủ uy tín, được cả nhân dân, cả đất nước là gì, bầu ông lên làm tổng thống hay làm thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó, hoặc nước chúng ta như là tổng bí thư chẳng hạn vân vân, tức là những người đứng đầu của nhà nước, của một đất nước, những người đó có cái chế độ đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đó là không phải đi xuống bếp để tự nấu cơm mới có ăn, đúng không? Ăn xong cũng không phải đi rửa bát. Còn chúng ta, gia đình chúng ta nếu mà không xuống bếp nấu cơm, có cơm ăn không các quý vị? Có không? Nếu vợ chồng con cái cả nhà đều lười không xuống bếp, hàng xóm mà có mang cơm chúng ta ăn được không? Mang có thể một bữa, hai bữa thì được. Nhưng mà ai mang chúng ta suốt đời được? Mang chúng ta suốt năm, suốt tháng được? Không có. Nhưng mà chúng ta thấy những người họ bao nhiêu năm học tập và cống hiến cho đất nước, gọi là có gì? Có công đức. Có công và gì? Có đức với gì? Với quốc gia, với dân tộc. Cho nên những người nguyên thủ ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là nguyên thủ, tùy theo thể chế quốc gia. Có nơi thì gọi là tổng thống, có nơi thì gọi là thủ tướng, có nơi thì gọi là chủ tịch nước, có nước thì gọi là người cao nhất là tổng bí thư, tùy theo cái thể chế chính trị của các quốc gia đó. Thì chúng ta thấy những người đó đến giờ ăn, có người phục vụ mang lên đến tận nơi. Ăn xong một cái, có người lấy tâm đưa lên tận gì? Tận miệng. Và ăn xong nữa thì có người gì? Dọn hết bát đũa và đi rửa bát, cho vào nơi sạch sẽ, bảo quản cho nó thanh tịnh. Đó là gì? Người có phước mới được như thế. Còn những người kém phước như chúng ta, chúng ta gì? Cứ ngồi ở trên cái bàn mà hôm nay tại sao đói rồi chả thấy cơm đâu nhỉ? Không thấy ai mang đến nhỉ? Chúng ta có ngồi có kêu đến gì? Kêu khản cổ mỏi họng thì không có ai mang đến không? Không có. Mà thậm chí họ còn cười, họ còn bảo chúng ta là gì? Có vấn đề về thần kinh. Vì chúng ta gì? Kém phước mà cứ đòi gì? Đòi những người có phúc như người nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết muốn được những nguyên thủ quốc gia họ phải mất gì? Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nhân tích đức. Và đời này kiếp này họ cũng gì? Tu nhân tích đức và chăm chỉ học tập, gắng làm việc thiện, toàn tâm toàn ý lo cho dân tộc, cho đất nước thì mới được như vậy. Nếu mà lên đó mà không lo được á, cho đất nước á, lợi dụng chức quyền đó thì dân cũng sẽ gì? Xô dẹp cái ghế của họ và gì? Đẩy họ xuống dưới gì? Bùn đen các quý vị. Có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Anh gieo nhân nào thì sẽ được hưởng quả đó. Nay chúng ta tu nhân lành cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi được vãng sinh về đó rồi trở thành một vị Bồ Tát, trở thành bậc thường thiện nhân, phúc báo còn gì? Còn hơn cả vua của quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là vua
một vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phúc báo còn hơn cả vua quái trời phi tưởng phi tưởng chứ, tức là quái trời cao nhất trong trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp so với tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật nói là gì? Chưa ăn thua. Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, dù 80 vạn đại kiếp nhưng vẫn còn có con túc số, đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc là gì? Tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm được. Đó, cho nên cái phúc báo ở mỗi cõi mỗi cảnh giới nó có khác nhau, thọ mạng phúc báo có khác nhau. Và do cái phúc báo, chúng ta thấy vì phúc báo khác nhau cho nên thức ăn cũng gì cũng khác nhau. Chúng ta thấy thức ăn của con người chúng ta do phúc báo làm người khác nhau với phúc báo của súc sinh không các quý vị? Phúc báo của chúng ta khác nhau với con lợn không các quý vị? Thức ăn chúng ta khác với con lợn không? Thức ăn chúng ta khác với con chó không? Con chó phúc báo của nó cũng khá tốt, nó là súc sinh, nhưng mà do gì? Do có phúc báo hơn một số loại súc sinh khác, nó được ở gần con người chúng ta cho nên nó cũng đi được ăn cơm với con người chúng ta. Nhưng ăn cơm rồi nó còn ăn thêm cái gì? Ăn thêm cái gì các quý vị? Nó ăn cơm ngon như vậy nhưng mà nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài ruộng, nó ra nhìn thấy cái đống phân, đống phân của đứa trẻ con hoặc là một người nào đó bậy ra ngoài ruộng á, thì nó đi nó coi cái đó là thức ăn và nó tiếp tục nó ăn cái đống phân đó. Nhưng con người chúng ta có ăn không? Không, con người chúng ta không ăn. Vì cái phúc báo, chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết lo cái đồ bẩn thỉu, hôi thối, nhơ bẩn, chất thải của con người chúng ta thải ra, ai chúng ta đi ăn lại? Do có trí tuệ nhận biết được. Những con chó nó có nhận biết được không? Không nhận biết được, không đủ trí tuệ nhận biết. Mặc dù sống gần con người, được con người chăm sóc, được con người dạy dỗ, nhưng khi ra khỏi, nó nhìn gì? Vì cái ngu si, cái chướng, một chút chướng trọng của nó, chướng si của nó, cho nên nhìn thấy đống phân nó liền chạy lại nó ăn. Chúng ta có đuổi nó thì gì? Nó cũng vẫn cứ gì? Chạy lại nó ăn. Chúng ta cho nó là bẩn, nhưng nó cho rồi là ngon, cho nên nó mới cứ cố tình nó chạy là nó ăn. Đuổi nó, đánh nó chạy đi rồi, được một tí chúng ta lãng quên, nó lại chạy sang, ngửi thấy cái mùi nó thèm quá, nó chạy sang để nó gì? Nó ăn. Đó, cho nên phúc báo có khác nhau ở chỗ đó. Đây tôi phải dẫn chứng giải rộng thêm như vậy để cho chúng ta thấy được rằng, chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, có phúc báo thì chúng ta sẽ hưởng thụ được những cái năng lượng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta. Cho nên á, uống cốc nước đó có thể khỏi bệnh là như thế, có thể tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Cho nên cái này chúng ta làm tốt cho chúng ta thôi. Tôi bảo các quý vị thọ trì đọc tụng thì cứ tin tưởng mà thọ trì đọc tụng. Vì sao? Vì Phật dạy như thế, chứ không phải là tôi dạy như thế. Phật dạy mới quý các quý vị. Tôi dạy cũng hơi hơi quý rồi, nhưng Phật dạy mới thực sự là quý báu. Vì Phật không có dối người. Tôi có thể gì? Còn lời nói được, lời nói chưa được. Có những lúc nói nhanh quá không suy nghĩ được, còn nói gì? Còn nói sai đôi chỗ. Nhưng Phật thì không bao giờ nói sai chỗ nào nữa. Vì trí tuệ của Phật là gọi là lậu tận trí. Ngài đã chứng được cái trí tuệ là cao tột nhất. Cho nên á, thông suốt trong từng sát na, không có lúc nào nhầm lẫn. Nhưng tôi á thì gì? Còn đang ở trên bước đường cầu đạo, cho nên có những lúc là gì? Tôi quên. Có những lúc các vị thấy tôi phải nghĩ mãi mà gì mới ra được một cái danh từ nào đó, hoặc một cái gì, một cái địa danh nào đó, một cái câu chuyện nào đó. Nhưng có những lúc thì nghĩ mãi cũng vẫn không ra được, mà phải để khất các quý vị. Đó là sao? Trí tuệ của tôi chưa được thông sỏ, chưa được thông tỏ như Phật, chư Bồ Tát đó. Nhưng như vậy là cũng quý rồi. Nhân tu bao đời bao kiếp được như thế này là cũng phải trân trọng rồi. Bây giờ chúng ta cứ thử xem, ngồi trước đại chúng nói khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ xem họ có nghe không, và nói hết ngày này đến ngày khác họ có nghe không. Điều quan trọng là chỗ đó. Chúng ta có thể nói rời nói đất, nói nhăng nói cuội được, nhưng mà lên ngồi trước hàng ngàn con người, hàng vài trăm con người mà nói mà họ cứ đứng dậy họ bỏ đi hết á, đó là xem xét lại lời nói của mình có chuẩn không, hoặc là lời nói của mình có đủ công đức để cho họ nghe không. Đó, chứ còn nói thì có thể nhiều người nói được. Chúng ta biết nhiều người họ làm giảng viên ở ngoài đời, họ học Phật pháp, đọc Phật pháp khoảng độ tầm một vài tháng hoặc một vài năm, họ có thể nói rất hay, nói rất chuẩn trong cái danh từ Phật học.
nhưng mà không cảm hóa được, không cảm hóa được đông người, không cảm hóa được số đông. Vì sao? Vì cái đức độ và nhân tu của họ, của giới đức của họ nó còn gì? Nó còn khuyết thiếu, mới chỉ có trí tuệ thôi, còn công đức chưa có, cho nên người nghe họ vẫn gì? Vẫn hay chán. Đến nghe một hai lần thôi, chứ bảo đến nghe suốt thì họ gì? Họ chán. Còn Phật đó thì chúng ta nghe mãi không có chán. Người có duyên với Phật đó, tụng kinh Phật mãi không có chán. Chúng tôi chưa bao giờ chán tụng kinh Phật cả. Không có thời gian để đọc tụng thôi, chứ còn đọc tụng không bao giờ chán. Vì sao? Mình kết được cái duyên rất tốt với Ngài rồi, cho nên không bao giờ chán. Còn Phật tử chúng ta đọc kinh mà còn thấy chán á, thì có nghĩa là gì? Cái duyên và cái phúc của chúng ta gieo với Đức Phật nó còn gì? Lúc thì nó còn nhiều, nhiều cái lỗ hổng lắm. Mà cứ đến nào, đến cái chỗ nào đấy cái lỗ hổng đó, tự nhiên chúng ta thấy chán. Ví dụ như là đến nghe các thầy giảng như thế này, chúng ta ham thích và muốn đọc kinh lắm, nhưng về được 27-21 ngày, sau đó một cái là chúng ta lại thích ngồi xem tivi hơn, xếp xem phim hơn, nhất là xem những bộ phim dài tập Lâm Ly Bi Đát của Hàn Quốc hay của Ấn Độ hay là như của Trung Quốc nữa chẳng hạn, thì chúng ta lại gì? Lại càng khó dứt ra để đi tụng kinh niệm Phật. Cho nên là cái phương pháp tốt nhất đối với các cụ, các Phật tử, nhất là các cụ Phật tử lớn tuổi bây giờ, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ rồi thì thôi bỏ đi. Tôi 3-4-5 năm nay tôi bỏ cả tivi, tôi có xem nữa đâu. Các vị thấy tôi có xem tivi đâu. Mọi người đòi đến cúng tôi bảo thôi, chùa bận lắm không có thời gian, không có xem nữa. Nghe theo hòa thượng tịnh không mà không có xem tivi. Xem tivi thứ nhất nó làm mình loạn tâm, thứ hai nữa là nó khiến cho mình không thể chú tâm có thời gian để tụng kinh niệm Phật, để nghiên cứu giáo lý của Phật được đó. Cho nên chúng ta học Phật cũng nên thế. Bây giờ nhất tâm muốn cầu thoát ly sinh tử một đời, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ở một đời này, thì nên gì? Bỏ đi. Cái đó là cái chuyện nhảm nhí ở thế gian. Nó cũng tăng cho mình một chút kiến thức, trí tuệ của thế gian đó, giúp cho mình giải trí được, khuây khỏa được nỗi buồn một chút đó các quý vị. Nhưng mà nó có giúp được mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Giúp mình thoát khổ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Mà thậm chí nó còn gì? Ngăn ngừa và chướng đạo, ngăn cái sự vãng sinh của mình bằng cái sự gì? Khi chúng ta không may mà gì? Cần tử nghiệm nó đến, đang khỏe mạnh như thế này đó, mà đùng một cái lăn đùng ra ốm, chúng ta không niệm được Phật, mà cái gì? Cái bộ phim nó cứ hiện lên trong đầu, trong tâm tư của chúng ta, trong tâm can của chúng ta, trong a lại gia thức của chúng ta. Mà thậm chí là gì? Chúng ta ngồi, người đại chúng đến niệm Phật trợ duyên cho chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ là gì? Không biết cái nhân vật trong bộ phim nó như thế nào, hôm nay nó ra sao rồi. Mà mọi người thì ngồi quanh chúng ta để niệm Phật, để trợ niệm. Còn chúng ta thì cứ nghĩ không biết là cái nhân vật trong bộ phim như thế nào. Mình thương thế, mình yêu cái đứa trẻ trong cái bộ phim đó thế, nó khổ thế, không biết nó hết khổ chưa. Hay là cái đôi nam nữ kia nó yêu nhau, nó lấy được nhau chưa. Hoặc là gì, cái ông cụ kia đã gì, đã được đứa con đó gì, nó thương trở lại chưa. Cái bà cụ đã được tìm được đứa con, đã về, quay được về nhà chưa, trong bộ phim đó chưa, vân vân. Cho nên cơ hội vãng sinh đã tụt khỏi tầm tay trong một kiếp. Vì vậy mà tuổi cao sức yếu rồi thì phải lo cho cái vấn đề tương lai của mình, đó là gì? Quyết định phải một đời vãng sinh được. Tu tập là chúng ta muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất đối với chúng ta, đó là gì? Cầu sinh tịnh độ. Chứ còn ở lại thế giới này mà tu chứng quả, dần dần tu đà hoàn, tức đà hàm, an hàm, A-la-hán và nhập niết bàn đó, xin thưa các quý vị, không phải dễ đâu. Các quý vị có thể ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đã khó rồi, nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ để cho tâm không bị tạp loạn, để chứng nhập được sơ thiền, từ cảnh giới sơ thiền xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ cảnh giới nhị thiền xuất nhị thiền nhập tam thiền, từ cảnh giới tam thiền xuất tam thiền nhập tứ thiền, từ cảnh giới tứ thiền xuất ra và nhập vào gì? Nhập vào các cảnh giới an định của chư thiên quái sắc, và từ cái cảnh giới đó lại xả cái thiền định của chư thiên quái sắc đó, nhập vào cảnh giới cao nhất của chúng chư thiên, đó là gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, đạt được cái định đó. Vạn vạn vị sư bây giờ ngồi thiền chưa chắc đã được
hai ba người nhập được cảnh định đó các quý vị. Mà Đức Phật nói cái định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới là cảnh giới của gì? Của dục giới thôi. Tứ thiền mới chỉ là cảnh giới của dục giới thôi. Các quý vị ạ, sau đó vượt qua nó, nhập vào các cảnh giới thiền định cao hơn của cõi trời sắc giới, rồi vượt qua hơn, đó là cõi đạt được cái định gọi là phi tưởng xứ định, đó là cảnh giới của cõi trời vô sắc giới. Sau đó xả nó thì bắt đầu mới nhập vào các định của gì? Của Đức Phật đã dạy. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Nhưng mà ngồi thiền không có thầy dạy cho mình, chúng ta dễ lầm vào đường tà lớn lắm. Chúng tôi biết cái rất nhiều và xử lý cũng khá nhiều cái trường hợp những người mà tự ngồi thiền, hoặc là ngồi thiền do các quý thầy dạy không đúng cách, cho nên mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Quay lại chúng tôi phải xử lý cho họ. May mà ngày xưa chúng tôi cũng mất cũng có 5-6 năm là chuyên tu về thiền định. Có thể là nhiều đời nhiều kiếp chúng tôi cũng đã tu tập nữa, nhưng đặc biệt là trước đây khi xuất gia đang học trung cấp, chúng tôi cũng có 6 năm trời chuyên tu về thiền định, cũng chuyên hay ngồi thiền, cho nên cũng mới xử lý được cái đó, mới có một chút kinh nghiệm. Đấy là một chút thôi, chứ còn những vị thiền sư họ ngồi thiền cả đời ấy, thì tất nhiên kinh nghiệm hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng đấy là nói với các quý vị, các pháp môn tu của Phật, pháp nào cũng tốt, nhưng mà mình xem cái nhân tu của mình ấy, công đức và trí tuệ của mình có đủ để theo không? Có đủ để theo không? Nếu đủ theo chúng ta cứ theo không sao. Kể cả chúng ta đang tu tịnh độ quay sang tu thiền cũng không sao, tôi cũng cấm. Tăng ni Phật tử ở trong chùa của tôi, nếu mà vị nào không muốn tu tịnh độ nữa, muốn tu thiền giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hoặc là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng không cấm. Tốt thôi, không sao cả. Miễn các quý vị vẫn giữ được trọn niềm tin tu ở trong Phật Pháp. Một vài người dân không hiểu cái ý nghĩa của mục đích của việc xây dựng sử dụng của mình, và họ nói rằng không dám sang chùa Khai Nguyên vì nhiều ban thờ quá, vì sang không đủ tiền để đặt mỗi ban một tờ, cho nên không dám đi. Phật nào bảo như thế? Mà tôi đâu cũng có bảo như vậy, đệ tử của tôi đâu cũng có dạy như thế đâu. Không có. Chúng ta trước đây đi lễ, vì sao mà chúng ta lại nghĩ như vậy, nói như vậy? Vì chúng ta không hiểu pháp, không hiểu đạo. Chúng ta nghĩ là đi lễ chùa chỉ là để gì ạ? Để cầu xin. Mà cầu xin thì đương nhiên, người mà đi lễ chùa chỉ có cầu xin thì người đó mới khởi ra cái tâm như vậy. Giống như ngày xưa tôi còn tu ở trong chùa Hương, làm chú tiểu trong chùa Hương, có một bà đồng bóng, bà đi lễ. Bà đi, bà bỏ ngày xưa bỏ cái tờ gọi là 200 đồng, cái tờ 200 đồng. Cái năm đó là bỏ 200 đồng là cũng phải thuộc dạng là người khá rồi, có điều kiện mới bỏ được tờ 200 đồng. Năm 94 đó, 95 đó. Đấy, khá rồi mới bỏ được tờ 200 đồng. Bà đi và bỏ hết các ban. Cụ Phật nào bà xin chạy cả vào trong hậu cung luôn. Để bà cụ nào mà ngồi gặp thấp thấp ở dưới là bà cố vén lên, với lên bà đặt một cái đồng tiền vào trong tay của cụ Phật, của cụ Bồ Tát. Bà đi hết vào vòng bà lễ. Xong bắt đầu bà quay lại. Bà quay lại bắt đầu bà nhìn thấy bà nói, ôi chết rồi, chị quên. Thế bảo là chị em bé quá cho nên chị không nhìn thấy em. Hóa ra nhìn thấy thế là bắt đầu chị quên. Tôi tha lỗi cho chị quên, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy. Cho nên bà lại tút cái tờ ra, bà bảo thôi bây giờ chị quên, chị cho em nhiều hơn. Thế bà rút cái tờ 500.000, xin lỗi 500 đồng. Bình thường các cụ Phật, các cụ Bồ Tát, các ông hộ Pháp thì được 200 đồng. Còn cái em mà chị quên đó thì đem 500 đồng. 500 đồng cho vào trong cái pho tượng, chúng ta biết pho tượng đó gì? Pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh ở trong tòa Cửu Long á. Bà ấy nhìn thấy là gì? Là hình dáng của một em bé. Cho nên bà ôi giời chị quên, chị không nhìn thấy em vì em bé quá, chị quên. Cho nên là chị gì? Đây chị cho em thêm. Thế là rút được cái tờ 500 đặt lên trên tay. Đây chị để tận tay cho em này. Đó. Và xong một cái bắt đầu bà xuống, bà khấn. Bà quay ra, bà ngồi, bà khấn phải đến 30 phút.
bà khấn tôi cũng không hiểu rằng cái trí tuệ của người ta kiểu gì mà người ta thuộc nhiều như thế. Chắc là người ta phải mất vài năm người ta mới học xong cái bài khấn đó. Một cái bài khấn 30 phút không có vấp một câu nào các quý vị, mà đọc nhanh, đọc luyến thoáng đi, đọc nhanh mà đọc kể từ thời tiết cho đến gì, đến cái cảnh quan của chùa như thế nào vân vân, nó hay lắm. Phải nói là nghe hay vô cùng, tôi chưa bao giờ thấy ai khấn hay như thế. 30 phút đọc không có vấp một câu nào. Tôi nghĩ là có khi nó phải học thuộc đến mất mấy năm nó mới học thuộc cái bài khấn không có vấp một câu nào. Và nói chung quy lại thì cũng chỉ đều cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình nhà mình, cầu xin cho mình ấy, được phúc, được lộc, được thọ vân vân, mọi cái gia đình nhà mình, cái gì cũng gia mình nhà mình gì được cho thật hết. Cho nên ấy, từ đó mà tôi nhìn ra một vài người mà đi chùa mà cứ phải gì đi đến từng ban thờ và bỏ từng đồng tiền lên trên tay của Phật á, hoặc là trên gì, trên cái mâm lễ của Phật á, xong rồi mới cầu nguyện tất tất á, thì những người như thế gọi là chưa hiểu Phật pháp. Đi lễ như thế gọi là vẫn lễ theo kiểu mong cầu theo cái pháp của thế gian thôi. Thậm chí có người các quý vị đi lễ đầu xuân năm mới có 100.000 đồng, nhưng mà gì nghĩ rằng mang 100.000 đồng này, mình trong tâm vẫn nghĩ là gì? Nhất định mang cái 100.000 này để đến để cúng cái ngôi chùa đó. Nhưng mà không, trong tâm thì vẫn là bảo cúng hết rồi, nhưng mà bảo là nếu mà đặt vào một chỗ thì những chỗ khác liệu không có, có được không? Cho nên mình cầu có phải cầu một chỗ đâu, chỗ này cầu một tí này, chỗ nọ cầu chỗ kia. Ví dụ như Đức Ông thì cầu cho gì, cho con cái à. Hoặc là hộ pháp thì cầu cho ngài bảo hộ cho gia đình nhà mình, còn Phật thì cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên vân vân này nọ, mỗi ban cầu một tí. Vậy bây giờ mình chỉ cầm một tờ 100.000 này, mình đặt một chỗ vào giữa tam bảo, bỏ hòm công đức hoặc ghi giấy công đức một cái, thế là hết sạch rồi. Đi đến chỗ kia sợ các cụ không chứng cho, cho nên nó phải đổi, đem đổi thành tiền lẻ. 100 ăn gì ăn 70, hoặc 100 năm gì ăn 80. Và mình cầm một cái tập tiền lẻ đi là thoải mái, mà bỏ mỗi ban, mỗi tay, mỗi cụ Phật một cái, một đồng. Đây là một cách hiểu sai lầm về Phật pháp đó các quý vị. Cách hiểu sai lầm. Phật đó, Bồ Tát đó, thì không cần chúng ta làm cái điều đó. Ngài cần cái tâm gì, hướng thiện của chúng ta. Cái tâm thành kính, cung kính, hướng thiện của chúng ta. Còn có để làm Phật sự thì là tốt, có để trợ duyên để xây dựng chùa chiền, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường cây cối để xây dựng làm cho đẹp cảnh quan của chùa, đó là gì? Đó là tốt, đó là gọi là tu phúc thì tốt. Còn không có, chúng ta cứ đi chùa vô tư không có sao. Đặc biệt là ở đây, hôm cụ Phật tử nói với tôi rằng mấy Phật tử với mấy người dân nói là không dám sang chùa vì không có đủ tiền để đi lễ ở các ban. Nói như vậy tức là không hiểu cái gì cả, không chịu đi học, không chịu nghe giảng, hoặc là đi học, đi đến đây nhưng mà gì, ngồi toàn nói chuyện buôn dê lê với nhau, hoặc là chỉ ngồi đi quanh quanh ở bên ngoài, không chịu vào ngồi trong hội trường để nghe giảng, để tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Quen như ngày xưa gọi là đi chùa chỉ cầu nguyện thôi, đi chùa để phẩm oản quả chuối thôi. Lễ xong một cái là ra khỏi cửa tam bảo, thậm chí còn ngồi ngay trong tam bảo tranh nhau cái oản của bà tại sao nó dài cao, oản của tôi tại sao nó gì nó bé nó bẹp xuống, cái quả chuối của bà tại sao lại đẹp thế, quả chuối của tôi thì nó xanh, nó chưa chín hoặc nó nhỏ hơn. Đi lễ Phật chỉ cái kiểu như thế thì muôn đời không có hiểu Phật được một chút nào cả các quý vị. Tại sao cứ bảo là tôi cũng đi chùa lễ Phật, nhưng mà người ta thì hiểu được, còn mình không hiểu được vì mình không tiếp thu về giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật chúng ta biết là một cái nền giáo dục, chứ đạo Phật không phải là dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu cúng mê tín dị đoan. Cái phương pháp cầu cúng vân vân chỉ là phương pháp gọi là trợ duyên thôi, gọi là phương tiện, gọi là trợ duyên để cho chúng ta gì vào đạo, học đạo mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói, kể cả cái việc chúng ta cầu gì, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu đảo bệnh, cầu nam nữ gì, con trai chưa lấy được vợ,
cầu cho nó lấy vợ con gái chưa lấy được chồng, cầu nó lấy chồng con trai con gái, con dâu con rể, lấy nhau chưa có con thì cầu cho nó có con. Phật Bồ Tát cũng có thể đáp ứng được cái điều đó, nhưng đó chỉ là phương tiện. Mục đích tối thượng của Phật Pháp đó là hướng cho chúng sinh giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên ở đây nếu có cái mấy Phật tử ở Sơn Đông này về cũng nói lại, biết có vài Phật tử nào mà nói rằng không dám sang chùa vì không có đủ tiền để lễ các ba, bảo họ không có phải cái việc đó, mà không có đồng nào đến chùa khai nguyên vẫn được mà. Kể cả những ngày lại đại lễ như mùng 1 ngày rằm hoặc là những ngày pháp hội, không có tiền đến lễ chùa khai nguyên vẫn được mà. Đến khi mọi người đi ăn cơm, mình vẫn đi ăn cơm bình thường như mọi người. Có ai nói rằng bà không có tiền không được ăn cơm đâu, hoặc bà không có tiền không được vào trong hội trường để ngồi nghe giảng đâu. Không có. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa khai nguyên hoặc tất cả những hệ thống chùa mà tôi chủ trì để hoằng pháp không bao giờ có cái điều đó. Chúng ta thấy đến ngôi chùa này viết lá sớ cũng bình đẳng như nhau. Ai công đức, ai thành tâm bao nhiêu thì tùy duyên, mà không thành tâm cũng không sao. Các Phật tử vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ với chúng ta. Các sư vẫn vui cười, vẫn nồng hậu đón tiếp chúng ta. Hay kể cả gia đình chúng ta có đám cúng 35, 49, thất thất trai tuần chẳng hạn, đến chùa, có bao giờ các vị nghe thấy các sư trong chùa bảo một đám cúng phải bao nhiêu tiền không? Không có. Các chùa khác có thể có. Đám cúng 35, 49 có thể phải 5 triệu, 10 triệu, vài triệu vân vân. Nhưng mà đến chùa khai nguyên chúng ta không bao giờ có cái trường hợp đó. Cho nên mục đích của chúng tôi xây chùa để là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng sinh, phục vụ cái công việc hoằng pháp. Tất cả các công việc khác ngoài ra đều là phương tiện, ai có như thế nào thì tùy duyên, không nặng nề cái chuyện đó. Cho nên nói rằng đi sang chùa khai nguyên thấy nhiều ban thờ quá, nhiều nơi thờ quá, không dám đến vì không có tiền lẻ để bỏ vào tay của Phật, của tượng ở các ban, ở các hòm công đức, thì nói như vậy là không hiểu gì về Phật Pháp. Mà thậm chí có thể họ vì một cái lý do nào đó họ muốn bôi nhọ nhà chùa, như vậy là cũng không nên. Đó, đây nói thêm như vậy để chúng ta biết, gọi là cúng dàng. Thầy đang nói về cúng dàng. Cúng dàng thanh tịnh nhất đó là chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành là thế nào? Phật dạy chúng ta là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng ta nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đó là phương pháp cúng dàng tối thượng nhất. Sau đó mới đến cái phương pháp cúng dàng gì? Cúng dàng như là cúng dàng một pho tượng chẳng hạn, Bồ Tạng, Bồ Tát Địa Tạng hay pho tượng Phật, hoặc là cúng dàng một bao xi, túi cát, xẻng cát, hoàn gạch chẳng hạn, vân vân, ngày công chẳng hạn. Mới đến cái vấn đề đó là cái thứ yếu thứ hai. Còn cái cúng dàng tối cao nhất đó là y giáo phụng hành. Nghe lời Phật dạy chúng ta tin theo, Phật bảo chúng ta thọ trì đọc tụng thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng, đó gọi là như pháp cúng dường. Không làm trái với bản ý của Phật, không phải làm trái với bản ý lời dạy của Phật tổ, đó gọi là chân thực cúng dường. Pháp cúng dường tối cao nhất, tối thượng nhất, tuyệt đối nhất. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn những cái cúng dường khác là cái trợ duyên thôi, tu phúc thôi. À, còn cái cúng dường chúng ta y giáo phụng hành, đọc kinh, trì kinh, đó gọi là tu cả phúc lẫn tuệ, phúc tuệ viên dung. À, còn cái kia gì? Cúng dường cái kia chỉ ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông gọi là tu phúc, thì chúng ta chỉ được phúc báo thôi. Còn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển, y theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường vân vân, tất cả những cái đó là trợ duyên thêm cho cái vấn đề chúng ta đọc tụng kinh điển, hiểu lời Phật dạy và áp dụng ra cuộc sống, thì đó là phúc trí nhị nghiêm, cả phúc và cả trí đều viên mãn. Đó là một phương pháp tu cao tột nhất mà Đức Phật hoan hỷ nhất khi thấy chúng ta tu như vậy. Ở đây nói là gì? Hoặc là luôn cúng dường nhấn đến đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rất tốt.
Một phương pháp cúng dường, chúng ta thấy chúng ta làm nó cũng không có tốn kém gì cả. Ngoài thọ trì đọc tụng kinh điển ra, chúng ta hàng ngày, phải hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng, gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén, gọi là thất thánh tài, đó, để dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng dường xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng, uống cái nước đó rất là tốt, rất tốt. Hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt. Thậm chí là ma quỷ phải gì, phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. Đó. Giống như hôm trước ở trên sân Tây có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm, xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất và gì, xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết đi. Cô con dâu và anh con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng, chúng ta hay đọc kinh Địa Tạng, nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo, không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó, và đưa cho bảo vệ, bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay, không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là gì, cái nước đó là nước cúng gì, cúng Phật, cúng Bồ Tát, nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó, nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng. Vì sao lại nước làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút, ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng, ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học biện chứng đó các quý vị nhé, nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước như thế này, mà múc là cái cốc và cốc thủy tinh cơ, hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì, một cái giếng, và cùng một cái gầu múc nước ấy, để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau, hai cốc nước trong sạch như nhau, cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ, làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết. Đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy ấy, gọi là gì, viết cái chữ ố, một cái tờ giấy ấy, viết cái gì, chữ ái ấy, có nghĩa là gì, chữ ái từ chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản ấy, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì, yêu thương. Từ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Từ ố có nghĩa là gì? Là ghét, là căm thù, là ghét bỏ vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học và nghiên cứu, họ xoay trong nước á, xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh, nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu, có hình thù nó như mắt gì, mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì, của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài nói là gì? Trong một bài kệ Ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem ở trong một bát nước có đến 84.000 con gì,
con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó, mà con vi trùng nó gì, có vi trùng trong đó, có nghĩa là nó gì, có sự thấy, nghe, hay, biết. Nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc, 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái kính hiển vi khoa học chuyên để nghiên cứu đó, nhìn thấy cái kết tủa của nước đẹp như những bông tuyết. Ngược lại, cái chữ ố thì nhìn như mặt quỷ, nhìn như hình trái chám, xù xì, gai góc, đáng sợ biết bao. Rồi nữa, ngày tiếp theo nghiên cứu thêm nữa, viết cái vừa một cái chữ dài hơn đó, để viết ví dụ viết cái chữ là một cái cốc, viết cái chữ là tôi yêu bạn, thì cái sự kết tủa kết tinh của nước hoàn toàn khác nhau. Nó không độc lập như chữ ái nữa, mà hai cái gì, những cái hoa tuyết đó, nó lại đan chéo vào nhau, ví dụ hai cái nó đan vào nhau. À, còn viết hơn nữa, nhiều hơn nữa là gì, gia đình tôi yêu gia đình bạn, tức là gì, nó tăng thêm gì, cái sự kết nối giữa con người và cái bát nước đó. Đầu tiên là chữ ái, thì mình là tôi gì, yêu bạn thôi, thì cái bông tuyết nó cho cái gì, cái kết tinh của nước là một mình, một kiểu một bông tuyết thôi. Nhưng khi nói là gì, tôi yêu bạn, thì tất nhiên là gì, nó lại là tôi yêu bạn thì đương nhiên bạn cũng sẽ yêu tôi, và hai cái kết tinh kết tủa của nước đó, nó đan xen vào nhau, đan xen vào nhau, giống như cái chữ song hỷ ấy. Các vị thấy cái chữ đám cưới hoặc cái chữ song hỷ, hai cái nó viết gì, viết đan xen vào nhau, nhìn rất là đẹp. Và khi nói là gì, chúng tôi yêu các bạn, hoặc là gia đình tôi yêu gia đình bạn, thì nó có rất nhiều những cái, nó có sự kết nối, rất nhiều những cái kiểu như cái bông tuyết đó, nó kết vào nhau rất là đẹp. Ngược lại, viết một cái tờ giấy, nói là gì, chúng tôi căm thù gì, căm thù bạn, hay là gì, tao, chúng tao căm thù mày, vân vân, thì lấy một cái ví dụ như thế, cái kết tinh của cái cốc nước đó nó lại rất nhiều những cái bông hoa, hoa nước ấy, ở trong nước mình giống như những bông hoa tuyết, nhưng mà nó ghê rợn, như là nhiều những cái mắt quỷ, nhiều những cái mắt quỷ hình thù khác lạ, kỳ dị và ghê rợn, nó nổi lên ở trong cái nghiên cứu ở trong cái cốc nước đó. Các quý vị về có thể đi vào mạng á, bảo các con nó vào trong Google, nó search cái gọi là tra những cái gì, những cái nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, kết quả khoa học nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các quý vị sẽ thấy cái kết quả mà cho thấy khoa học Nhật Bản nhé. Ngài là người Nhật Bản mà ngài đã đi gì, đi sang cả Mỹ để chứng minh cái nghiên cứu khoa học của mình về nước. Mà các vị tiến sĩ rồi các nhà khoa học trên cả thế giới đều phải gì, phải công nhận sau khi kết luận của nghiên cứu và nhiều năm, cũng như kết luận của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nước cũng gì, có tình. Cho nên vì sao mà một cái cốc nước mình dâng lên cúng Phật, cúng Bồ Tát, xong rồi mình uống mà khỏi bệnh? Đấy, vì sao mình nói toàn những lời yêu thương, những lời chân lý mà Phật đã dạy, trong khi mình tụng kinh, cả ba quyển kinh Thượng, Trung và Hạ, tụng hết cả một bộ như vậy, những cái kết tinh của nước toàn là đẹp, toàn là nó thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên á, nói gì, nó tốt, nó lành. Vì vậy mà uống vào nó có cái công năng là gì, giải trừ nghiệp chướng, thậm chí nó còn gì, chữa được các bệnh nữa. Có trường hợp bệnh điên điên khùng khùng, các vị biết không, điên điên khùng khùng loạn tâm, tôi lấy một cốc nước và đưa cho uống, uống xong một cái khỏi ngay tại chỗ luôn. Đó là sao? Đó là do gì, tôi có năng lực, tôi có công đức được không, mà do gì, do cái sự thọ trì đọc tụng kinh điển của chư tăng, của các sư ở hàng ngày, của các Phật tử chúng ta hàng ngày, mà cái nước cúng Phật đó nó gì, nó có công đức. Ở Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ai mà xem cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, giảng giải về nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy có công năng là gì, chữa bệnh,
có công năng là khiến cho thân thể không bị già nua vân vân, gọi là có 8 loại, 8 công đức lớn. À. Vì vậy á, mà tôi nói với các quý vị là khi cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, khi tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà đó, chúng ta nên gì? Một cái không thể không có. Có nghĩa là bắt buộc phải có. Đó là 3 chén nước hoặc 7 chén nước. Tùy theo ban thờ nhỏ thì 3 chén cũng được, ban thờ lớn thì 7 chén. 7 chén thì chúng ta có nhiều nước để uống, để xin lộc, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà thường là một chén ở giữa, chúng ta cung kính tôn trọng thần linh thổ địa và gia tiên chúng ta. Chúng ta đem một chén ở giữa đó để ra một cái cốc riêng. Cứ xong chúng ta lại gì? Vẩy hết từ trên phòng thờ xuống các phòng nhà ở và xuống dưới đất chúng ta, đến đâu chúng ta cầm cái cành lá hoặc cành hoa chúng ta vẩy đến đó, để cho gì? Với cái ý nghĩa mát mẻ. Mỗi cái vẩy như vậy chúng ta lại niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta vẩy một cái như vậy thì cái nước nó đến đâu? Nó có cái năng lực từ bi, năng lượng từ bi ở trong nước do thấm nhuần cái lời kinh tiếng kệ của Phật, cho nên các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng hoan hỷ, và các vị vong linh ở trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng sẽ sớm gì, họ chưa được siêu thoát thì họ sẽ được siêu thoát khi được công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát đã gì, đã chiếu vào trong gì, độ những chúng sinh ở trong chén nước, trong bát nước đó. Trong bát nước đó có gì? Tuy chúng ta nhìn mắt thường là tịnh thủy, tức là nước sạch đó, nhưng mà nhìn bằng kính hiển vi á, có vô số những con trùng ở trong đó, đúng không? Vì Đức Phật nói trong một bát nước có đến 84,000 con vi trùng cơ mà. Đấy là nói về ước lượng thôi. Mà nước bẩn như bây giờ, ô nhiễm như bây giờ, có phải thì gấp 10 lần cái 84,000 con vi trùng, chứ đừng nói là nước. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, nước đa số là nước sạch, còn nước bây giờ chúng ta đa số là ô nhiễm môi trường, cho nên cái vi trùng, nước ô nhiễm thì vi trùng thì càng nhiều hơn. Không chỉ 84,000 mà có thể gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần như thế, tùy theo cái mức ô nhiễm của môi trường các quý vị. Nhưng khi đặt lên tụng niệm cho nó, thay đổi. Thay đổi không? Thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm một cái thí nghiệm lớn hơn trong một cốc nước. Đó là sao? Ngài dùng 50 người ra một cái hồ, một cái hồ ở gần cái khu vực, cái nơi mà công sở mà ngài làm việc đó, có một cái hồ. Cái hồ đó thì cái nước không được thanh tịnh, không được sạch sẽ lắm, và nó thường hay bốc mùi hôi. Ngài dùng 50 người đó ra đều nói những lời yêu thương tốt đẹp với, đứng trên bờ hồ, đi quanh bờ hồ và nói những lời yêu thương tốt đẹp và niệm Phật cho nó. Và kết quả, trước khi chưa niệm Phật, ngài múc một vài cốc nước lên để nghiên cứu, cho những cái kết quả, những cái thí nghiệm ở trong nước á, nó những cái kết tinh của nước á, rất xấu, rất xấu. Cho nên á, cái mùi hôi ở cái hồ đó thường thường vào buổi tối và buổi sáng sớm nó bốc mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng ngài lấy 50 người ra đó, nói những lời yêu thương và niệm Phật, đi niệm Phật kinh hành ở trên quanh cái bờ hồ đó 3 ngày. Sau 3 ngày, ngài múc cái nước đó lên và nghiên cứu, thì cái kết tinh, kết tủa của nước á, hoàn toàn khác, nó lại đẹp đẽ. Và cái mùi hôi mà hàng ngày, buổi sáng, buổi chiều nó nồng nặc đó thì tự nhiên biến mất. Và ngài làm thêm một cái nghiên cứu lớn nữa, mang tầm cỡ quốc gia nữa. Đó là ở Nhật Bản có một cái eo biển, cái tên là gì đó lâu lâu tôi quên rồi, các vị về muốn nghe thì nghe lại cái băng giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng Tịnh Không có nói rõ về cái lần đó, hoặc chúng ta có thể đánh thẳng vào Google để search, để tìm cái đó có thể thấy được. Ngài đến một cái eo biển, ngài dùng 300 người. Cái eo biển đó thì thường là bốc ra mùi hôi thối, mà chính phủ Nhật Bản á, dùng các loại hóa chất để khử mùi rồi, nhưng chỉ được vài hôm nó lại tiếp tục trở lại, nó lại hôi trở lại, vì nó đại ô nhiễm. Mà người Nhật Bản thì người ta, chúng ta biết rồi, người ta sạch lắm. Cái văn minh đô thị với lại môi trường sống chung quanh của họ là sạch lắm. Có người đi Nhật Bản về nói với tôi là đi ngoài đường cả đi cả ngày, chiếc áo trắng tinh về không có nhìn thấy bụi bám một chút nào. Cái giày của họ đi, cái giày đinh, giày da, đi bộ cả ngày về giày không phải đi đánh lại. Vì sao? Vì cái đường họ sạch vô cùng. Còn Việt Nam chúng ta đi ra xem, đi trong phố Hà Nội thôi đúng không,
áo trắng chỉ cần đi khoảng độ nửa ngày thôi, về thì về không giặt, không thể mặc lại được nữa. Vì sao? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Còn đất nước của họ nó văn minh, cho nên giao thông của họ, công viên của họ vân vân, không có cái chuyện bụi bặm như đất nước chúng ta. Và người ta ô nhiễm một cái người ta xử lý ngay, nhưng cái eo biển đó người ta xử lý không được. Chính phủ Nhật Bản đã dùng bao nhiêu tiền của công sức xử lý cái eo biển đó không được. Ngài lấy một cái thí nghiệm, tiến sĩ Giang Vận Thắng lấy một cái thí nghiệm, chọn 300 người ra đó và nói những lời yêu thương, rồi tụng kinh và niệm Phật ở trên cái eo biển đó một tuần. Sau một tuần, các vị biết không? Sau một tuần, trước một tuần, trước khi niệm thì cũng lấy những cái cốc nước này để thí nghiệm, thì cái kết tinh, kết tủa của nước rất xấu. Còn đặc biệt là cái mùi hôi thì rất khó chịu, rất khó chịu. Chính phủ đã mất bao tiền của ông xử lý được. Nhưng khi dùng 300 người ra để nói những lời yêu thương, tụng kinh niệm Phật cho nó một tuần, các vị biết không? Kết quả sau một tuần, khoảng 3-4 ngày sau, mùi hôi nó cứ giảm dần, và đúng một tuần sau, mùi hôi hết sạch không còn nữa. Và đem thử những cái, lấy cái nước đó ở dưới cái vịnh đó thì mang lên, thì hoàn toàn cho một cái kết quả thí nghiệm khác. Kết tinh, kết tủa của nước đẹp giống như những bông tuyết mà Ngài viết chữ ái để vào trong cốc nước vậy. Và đặc biệt là mùi hôi không còn nữa. Đấy là gì? Dùng tâm thức, dùng lòng từ bi và những gì? Cái tâm tốt đẹp của mình á, để hồi hướng, để tác động tới gì? Thế giới, môi trường sống xung quanh chúng ta. Đặc biệt là gì? Tiến sĩ nghiên cứu về nước và có những cái sự là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này, trên thế gian này, có những chuyện chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để mà nói được, mà giải thích được, không thể dùng ý chí lý luận bình thường, sở học bình thường ở trên ghế nhà trường của chúng ta mà lý luận được. Nếu tiến sĩ Giang Bản Thắng mà không thì không nghiên cứu ra cái đó, chúng ta chỉ giảng và nói với nhau á, thì có ai tin không? Họ không tin. Ông tin. Nhưng mà khi tiến sĩ nghiên cứu bằng khoa học, bằng khoa học các quý vị ạ, bằng khoa học biện chứng và phân tích hẳn hoi, thì khi đó các nhà giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ là gì? Mới phải gì? Cúi đầu và tiếp nhận cái nghiên cứu và chấp nhận cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nói là gì? Nước cũng có tình. Có nghĩa là nước cũng có tình, các quý vị. Vì sao mà bây giờ chúng ta, nước ở Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng thấy là ô nhiễm? Vì chính con người chúng ta sống không có tình với nó. Bao nhiêu những chất thải bẩn thỉu, đáng nhẽ chúng ta phải gì ạ? Phải qua xả thải rồi phải qua gì? Phải qua xử lý thì chúng ta mới xả ra để cho nó sạch sẽ. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có tình với nó. Nhưng cho chúng ta, từ người dân cho đến các doanh nghiệp, phần lớn là đều không có tình với nó. Ai cũng nghĩ là gì? Mình bớt đi một chút cái tiền xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải, đó là gì? Là tốt rồi. Ai mà tránh được cơ quan pháp luật thì cứ tránh. Cơ quan nào tránh được pháp luật thì cứ tránh. Kể cả nhà dân chúng ta ở quanh khu phố, có cái hồ chung quanh ở trước cửa nhà chúng ta rất là đẹp. Nhưng chúng ta thì làm sao đó để cho đêm hôm đào trộm ra được cho một cái gì? Cái ống thải bằng ống 34 hoặc 100 hoặc 70 hoặc 120 đó, tùy theo cái số lượng chúng ta dùng nước ở trong nhà. Làm sao để chôn thật nhanh để cho ra nó đi sâu xuống, chảy ra cái ao. Và bao nhiêu nhà vệ sinh, nước vệ sinh, nước thải rửa chúng ta chảy hết xuống ao. Và cái tình của chúng ta gì? Tình chúng ta có không? Không. Mà chúng ta có cái mưu đồ xấu ở trong đó. Cho nên cái hồ nó phải tiếp nhận những tất cả những cái chất xả thải của quanh khu phố của chúng ta chung sống, phải quanh xóm làng chúng ta chung sống, xả thải xuống đó. Cho nên nó mới gì? Nó sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm đầu tiên chúng ta nói về khoa học là ô nhiễm môi trường do chúng ta xả thải chất bẩn xuống. Nhưng nói về tâm lý, tức là chúng ta thì không dùng cái tâm tốt, tình tốt để đối xử với cái hồ, tức là cái bạn sống ở chung quanh chúng ta, cho nên nó cho chúng ta những mùi hôi thối nồng nặc và chúng ta khó chịu. Mà khó chịu thì lại nói là gì? Mà chỉ biết trách thôi, chứ không biết xem lại mình.
Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để ý muốn nói với các quý vị rằng là gì? Lúc cúng giảng, múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ, trước tiên là cúng giảng Phật và Bồ Tát Địa Tạng, sau nữa là mình xin cái nước đó để uống. Nhưng trong khi mà uống, mà trong kinh nói là uống để chữa bệnh hay là uống để cho nó thông minh trí tuệ đó, tăng trưởng trí nhớ đó, thì chúng ta quay mặt về hướng Nam. Vì sao là quay mặt về hướng Nam? Về phương Nam chính là phương mà gì? Là đại bản doanh của Bồ Tát Địa Tạng. À, phương Nam chính là cái nơi mà Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là gì? Cái nơi trụ xứ mà Bồ Tát Địa Tạng thường cư ngụ, thường cư trú để hóa độ chúng sinh. À, giống như gì? Phương Tây thì là nơi gì? Là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, phương Đông là quốc độ của Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì phương Nam là nơi quốc độ, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân để giáo hóa. Hay các quý vị thấy như chùa Khai Nguyên này là gì? Nơi mà tôi trụ trì. Các quý vị muốn gặp tôi thì đến chùa Khai Nguyên. Đến một lần không gặp thì hai lần không gặp, ba lần không gặp, 10 lần cũng phải gặp. Đúng không? Đó. Chứ còn đến chùa khác có gặp không? Có khi đến đến 100 lần. Không phải là nơi tôi trụ trì, các vị đến có 100 lần, đến 1000 lần, ngày nào cũng đến vài lần, có gặp không? Cũng không gặp được. Vì đấy không phải là nơi tôi trụ trì, nơi hoằng pháp, nơi tôi chịu trách nhiệm. Đó, cho nên trong kinh nói là quay mặt về phương Nam mà uống cái nước đó. Đó. Thì mà mình khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để uống nó sẽ tốt hơn là uống bình thường. Đó, cái đấy là cũng trong kinh dạy thì chúng tôi cũng nói như vậy. Nhưng khuyên mọi người thì mọi người làm thì cũng vậy, cũng có cái lợi ích nhất định. Họ kể lại với chúng tôi, có những người mà bị bệnh, gọi là bị cái bệnh gọi là bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt tức là cái chân á, chân tay nó teo tóp không đi được nữa, mấy năm trời. Cái vị này về phát nguyện đọc tụng 49 ngày, ăn chay trường, y như trong kinh dạy, không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. 49 ngày ăn chay trường và ngày tụng 3 thời sáng, chiều và tối. Xong rồi lấy nước đó cho cái người bị bại liệt kia uống. Người bại liệt kia là do nằm lâu ngày cho nên là mắt thì mờ, tai thì điếc. Nhưng khi uống đến 21 ngày, tụng kinh 21 ngày, cho uống cái nước này vào ấy, tự nhiên là gì? Mắt của cái bệnh nhân đó sáng ra. Tai là gì? Lại thính lại. Và mắt thì nhìn thấy được, và tai thì nghe thấy được, nhưng mà vẫn chưa đi được. Thế Phật tử hôm rồi lên nói tôi bảo rằng, nhưng cái này đã là vi diệu rồi thầy. Tuy rằng ấy, bệnh nhân ở người nhà nhà con chưa đứng dậy đi được, nhưng mà cái mắt của bệnh nhân, cái người nhà nhà con ấy, nhìn thấy lại được rồi. Và cái tai ấy, nghe lại được rồi. Và miệng gì? Mắt thấy, tai nghe thì đương nhiên miệng bây giờ cũng nói chuyện được rồi. Và niệm Phật được rồi thầy ạ. Cái điều mừng nhất là bệnh nhân người nhà nhà con đã niệm Phật được rồi. Vì mắt thấy tai nghe cho nên nghe được con nói và bây giờ niệm Phật được rồi. Và con chỉ mong rằng như thầy nói là hết 49 ngày bệnh nhân người nhà nhà con có thể tập tĩnh và đứng lên tập đi và bước đi được từng bước ở trong nhà để cho gì? Cho gia đình con đỡ khổ. Thì tôi bảo ở cái này thì tôi không hứa được, vì tôi không phải là Phật, tôi không phải là Bồ Tát, tôi không phải là bác sĩ. Mà bây giờ vì về cứ nhất tâm mà gì? Y giáo phụng hành, nhất tâm để đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cầu Phật và cầu gì? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng ngài gia trì cho, vì đang đọc tụng kinh của ngài mà, đang đọc tụng kinh công đức nói về bản nguyện bản hạnh của ngài mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói đâu có sai, tin vào lời Phật, cho nên cứ nhất tâm mà đọc tụng, mắt sáng rồi, tai nghe được rồi, còn mỗi cái chân do mấy năm rồi thì bây giờ nó teo cơ rồi, nó khó thì nó phải từ từ. Phải từ từ, nhưng mà mắt thấy, tai nghe và niệm Phật được rồi là tốt rồi. Đấy là quý rồi. Ra đi thì cho dù mệnh hết ra đi thì biết niệm Phật cũng không làm, không bị khổ ở đời sau rồi. Đó, cho nên đấy là những cái công đức. Họ chỉ đọc tụng và lấy cái nước đó để cho bệnh nhân uống. Rất tốt. Đấy, cho nên cúng giảng ngài thì có mất không? Không mất. Thậm chí các quý vị, xin lỗi các quý vị, tôi nói hơi thật một tí. Chúng ta đem gì? Mua 1 cân hoa quả cúng lên, gọi là cúng ngài thì gọi là cúng bằng cái tâm thành kính dâng lên. Lên đó để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta với ngài thôi chứ. Mấy hôm sau chúng ta dâng xuống, chúng ta vẫn gì? Cả nhà vẫn bổ ra để ăn với nhau cái đĩa hoa quả đó mà.
Ví dụ chúng ta cúng 10 quả mà ngài ăn mất 9 quả, còn một quả thì chúng ta mới sợ chứ, đúng không? Nhưng đâu ngài có ăn quả nào đâu. Đây là ngài gì? Vì sao Đức Phật ngài không ăn quả nào, chứ vì sao Phật bảo chúng ta cúng? Vì để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng ngài thiếu gì? Chư Phật Bồ Tát ngài thiếu gì? Muốn ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thường thiện nhân sinh về quái Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn ăn thì tự nhiên thức ăn liền đến, đúng không? Liền hiện đến trước mắt. Ăn xong một cái thì tự nhiên là bao nhiêu cái đồ đạc, bát đũa chén chiếc vân vân đó tự nhiên là gì, biến mất. Đó là do công đức của chúng ta vậy. Nói như vậy có người mới đến chùa lại bảo làm gì có chuyện đây, thầy nói chuyện tiếu lâm. Xin thưa các quý vị, tôi lấy nghe một cái ví dụ thế gian thôi. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ hoặc là ông tổng thống của một quốc gia, sau bao nhiêu năm phấn đấu học tập cũng như là cống hiến cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, và khi mà ông đầy đủ uy tín, được cả nhân dân, cả đất nước là gì, bầu ông lên làm tổng thống hay làm thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó, hoặc nước chúng ta như là tổng bí thư chẳng hạn vân vân, tức là những người đứng đầu của nhà nước, của một đất nước, những người đó có cái chế độ đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đó là không phải đi xuống bếp để tự nấu cơm mới có ăn, đúng không? Ăn xong cũng không phải đi rửa bát. Còn chúng ta, gia đình chúng ta nếu mà không xuống bếp nấu cơm, có cơm ăn không các quý vị? Có không? Nếu vợ chồng con cái cả nhà đều lười không xuống bếp, hàng xóm mà có mang cơm chúng ta ăn được không? Mang có thể một bữa, hai bữa thì được. Nhưng mà ai mang chúng ta suốt đời được? Mang chúng ta suốt năm, suốt tháng được? Không có. Nhưng mà chúng ta thấy những người họ bao nhiêu năm học tập và cống hiến cho đất nước, gọi là có gì? Có công đức. Có công và gì? Có đức với gì? Với quốc gia, với dân tộc. Cho nên những người nguyên thủ ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là nguyên thủ, tùy theo thể chế quốc gia. Có nơi thì gọi là tổng thống, có nơi thì gọi là thủ tướng, có nơi thì gọi là chủ tịch nước, có nước thì gọi là người cao nhất là tổng bí thư, tùy theo cái thể chế chính trị của các quốc gia đó. Thì chúng ta thấy những người đó đến giờ ăn, có người phục vụ mang lên đến tận nơi. Ăn xong một cái, có người lấy tâm đưa lên tận gì? Tận miệng. Và ăn xong nữa thì có người gì? Dọn hết bát đũa và đi rửa bát, cho vào nơi sạch sẽ, bảo quản cho nó thanh tịnh. Đó là gì? Người có phước mới được như thế. Còn những người kém phước như chúng ta, chúng ta gì? Cứ ngồi ở trên cái bàn mà hôm nay tại sao đói nó chả thấy cơm đâu nhỉ? Không thấy ai mang đến nhỉ? Chúng ta có ngồi có kêu đến gì? Kêu khản cổ mỏi họng thì không có ai mang đến không? Không có. Mà thậm chí họ còn cười, họ còn bảo chúng ta là gì? Có vấn đề về thần kinh. Vì chúng ta gì? Kém phước mà cứ đòi gì? Đòi những người có phúc như người nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết muốn được những nguyên thủ quốc gia họ phải mất gì? Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nhân tích đức. Và đời này kiếp này họ cũng gì? Tu nhân tích đức và chăm chỉ học tập, gắng làm việc thiện, toàn tâm toàn ý lo cho dân tộc, cho đất nước thì mới được như vậy. Nếu còn lên đó mà không lo được á, cho đất nước á, lợi dụng chức quyền đó thì dân cũng sẽ gì? Xô dẹp cái ghế của họ và gì? Đẩy họ xuống dưới gì? Bùn đen các quý vị. Có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Anh gieo nhân nào thì được hưởng quả đó. Nay chúng ta tu nhân lành cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi được vãng sinh về đó rồi trở thành một vị Bồ Tát, trở thành bậc thường thiện nhân, phúc báo còn gì? Còn hơn cả vua của quái trời phi tưởng xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là vua, một vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phúc báo còn hơn cả vua quái trời phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp so với tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật nói là gì? Chưa ăn thua. Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng xứ dù 80 vạn đại kiếp nhưng vẫn còn có con túc số, đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc là gì? Tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm được. Đó, cho nên cái phúc báo ở mỗi cõi, mỗi cảnh giới nó có khác nhau. Thọ mạng, phúc báo có khác nhau. Và do cái phúc báo chúng ta thấy, vì phúc báo khác nhau cho nên thức ăn cũng gì? Cũng khác nhau.
Chúng ta thấy thức ăn của con người chúng ta do phúc báo làm người. Khác nhau với phúc báo của súc sinh không các quý vị? Phúc báo của chúng ta khác nhau với con lợn không? Các quý vị, thức ăn chúng ta khác với con lợn không? Thức ăn chúng ta khác với con chó không? Con chó, phúc báo của nó cũng khá tốt. Nó là súc sinh. Nhưng mà do gì? Do có phúc báo hơn một số loại súc sinh khác. Nó được ở gần con người chúng ta. Cho nên nó cũng để được ăn cơm với con người chúng ta. Nhưng ăn cơm rồi, nó còn ăn thêm cái gì? Ăn thêm cái gì các quý vị? Nó ăn cơm ngon như vậy nhưng mà nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài ruộng, nó ra nhìn thấy cái đống phân. Đống phân của đứa trẻ con hoặc là một người nào đó bậy ra ngoài ruộng á, thì nó đi, nó coi cái đó là thức ăn và nó tiếp tục nó ăn cái đống phân đó. Nhưng con người chúng ta có ăn không? Không, con người chúng ta không ăn. Vì cái phúc báo, chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết lo cái đồ bẩn thỉu, hôi thối, nhơ bẩn, chất thải của con người chúng ta thải ra, ai chúng ta đi ăn lại? Do có trí tuệ nhận biết được. Nhưng con chó nó có nhận biết được không? Không nhận biết được, không đủ trí tuệ nhận biết. Mặc dù sống gần con người, được con người chăm sóc, được con người dạy dỗ, nhưng khi ra khỏi, nó nhìn gì? Vì cái ngu si, cái chướng, một chút chướng trọng của nó, chướng si của nó, cho nên nhìn thấy đống phân nó liền chạy lại nó ăn. Chúng ta có đuổi nó thì gì? Nó cũng vẫn cứ gì? Chạy lại nó ăn. Chúng ta cho nó là bẩn, nhưng nó cho là ngon, cho nên nó mới cứ cố tình nó chạy là nó ăn. Đuổi nó, đánh nó chạy đi rồi, được một tí chúng ta lãng quên, nó lại chạy sang, ngửi thấy cái mùi nó thèm quá, nó chạy sang để nó gì? Nó ăn. Đó, cho nên phúc báo có khác nhau ở chỗ đó. Đây tôi phải dẫn chứng giải rộng thêm như vậy để cho chúng ta thấy được rằng, chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, có phúc báo thì chúng ta sẽ hưởng thụ được những cái năng lượng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta. Cho nên uống cốc nước đó có thể khỏi bệnh là như thế, có thể tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Cho nên cái này chúng ta làm tốt cho chúng ta thôi. Tôi bảo các quý vị thọ trì đọc tụng thì cứ tin tưởng mà thọ trì đọc tụng. Vì sao? Vì Phật dạy như thế, chứ không phải là tôi dạy như thế. Phật dạy mới quý các quý vị. Tôi dạy cũng hơi hơi quý rồi, nhưng Phật dạy mới thực sự là quý báu. Vì Phật không có dối người. Tôi có thể gì? Còn lời nói được, lời nói chưa được. Có những lúc nói nhanh quá không suy nghĩ được, còn nói gì? Còn nói sai đôi chỗ. Nhưng Phật thì không bao giờ nói sai chỗ nào nữa. Vì trí tuệ của Phật là gọi là lậu tận trí. Ngài đã chứng được cái trí tuệ là cao tột nhất. Cho nên á, thông suốt trong từng sát na, không có lúc nào nhầm lẫn. Nhưng tôi á thì gì? Còn đang ở trên bước đường cầu đạo, cho nên có những lúc là gì? Tôi quên. Có những lúc các vị thấy tôi phải nghĩ mãi mà gì mới ra được một cái danh từ nào đó, hoặc một cái gì, một cái địa danh nào đó, một cái câu chuyện nào đó. Nhưng có những lúc thì nghĩ mãi cũng vẫn không ra được, mà phải để khất các quý vị. Đó là sao? Trí tuệ của tôi chưa được thông sỏ, chưa được thông tỏ như Phật, chư Bồ Tát đó. Nhưng như vậy là cũng quý rồi. Nhân tu bao đời bao kiếp được như thế này là cũng phải trân trọng rồi. Bây giờ chúng ta cứ thử xem, ngồi trước đại chúng nói khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ xem họ có nghe không, và nói hết ngày này đến ngày khác họ có nghe không. Điều quan trọng là chỗ đó. Chúng ta có thể nói rời nói đất, nói nhăng nói cuội được, nhưng mà lên ngồi trước hàng ngàn con người, hàng vài trăm con người mà nói mà họ cứ đứng dậy họ bỏ đi hết á, đó là xem xét lại lời nói của mình có chuẩn không, hoặc là lời nói của mình có đủ công đức để cho họ nghe không. Đó. Chứ còn nói thì có thể nhiều người nói được. Chúng ta biết nhiều người họ làm giảng viên ở ngoài đời, họ học Phật Pháp, đọc Phật Pháp khoảng độ tầm một vài tháng, một vài năm, họ có thể nói rất hay, nói rất chuẩn trong cái danh từ Phật học. Nhưng mà không cảm hóa được, không cảm hóa được đông người, không cảm hóa được số đông. Vì sao? Vì cái đức độ và nhân tu của họ, của giới đức của họ nó còn gì? Nó còn khuyết thiếu. Mới chỉ có trí tuệ thôi, còn công đức chưa có, cho nên người nghe họ vẫn gì? Vẫn hay chán. Đến nghe một hai lần thôi, chứ bảo đến nghe suốt thì họ gì? Họ chán. Còn Phật đó, thì chúng ta nghe mãi không có chán. Người có duyên với Phật đó, tụng kinh Phật mãi không có chán. Chúng tôi chưa bao giờ chán tụng kinh Phật cả. Không có thời gian để đọc tụng thôi, chứ còn đọc tụng không bao giờ chán. Vì sao? Mình kết được cái duyên rất tốt với Ngài rồi, cho nên không bao giờ chán. Còn Phật tử chúng ta đọc kinh mà còn thấy chán á, thì có nghĩa là gì?
cái duyên và cái phúc của chúng ta gieo với Đức Phật nó còn gì? Lúc thì nó còn nhiều cái lỗ hổng lắm. Mà cứ đến nào, đến cái chỗ nào đến cái lỗ hổng đó, tự nhiên chúng ta thấy chán. Ví dụ như là đến nghe các thầy giảng như thế này, chúng ta ham thích và muốn đọc kinh lắm, nhưng về được 27-21 ngày, sau đó một cái là chúng ta lại thích ngồi xem tivi hơn, xem phim hơn, nhất là xem những bộ phim dài tập Lâm Ly Bi Đát của Hàn Quốc hay của Ấn Độ hay là như của Trung Quốc nữa chẳng hạn, thì chúng ta lại gì, lại càng khó dứt ra để đi tụng kinh niệm Phật. Cho nên là cái phương pháp tốt nhất đối với các cụ, các Phật tử, nhất là các cụ Phật tử lớn tuổi bây giờ, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ rồi thì thôi bỏ đi. Tôi 3-4-5 năm nay tôi bỏ cả tivi, tôi có xem nữa đâu, các vị thấy tôi có xem tivi đâu. Mọi người đòi đến cúng tôi bảo thôi, chùa bận lắm không có thời gian, không có xem nữa. Nghe theo hòa thượng tịnh không mà không có xem tivi. Xem tivi thứ nhất nó làm mình loạn tâm, thứ hai nữa là nó khiến cho mình không thể chú tâm có thời gian để tụng kinh niệm Phật, để nghiên cứu giáo lý của Phật được đó. Cho nên chúng ta học Phật cũng nên thế. Bây giờ nhất tâm muốn cầu thoát ly sinh tử một đời, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ở một đời này, thì nên gì? Bỏ đi. Cái đó là cái chuyện nhảm nhí ở thế gian. Nó cũng tăng cho mình một chút kiến thức, trí tuệ của thế gian đó, giúp cho mình giải trí được, khuây khỏa được nỗi buồn một chút đó các quý vị. Nhưng mà nó có giúp được mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Giúp mình thoát khổ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Mà thậm chí nó còn gì? Ngăn ngừa và chướng đạo, ngăn cái sự vãng sinh của mình bằng cái sự gì? Khi chúng ta không may mà gì? Cần tử nghiệm nó đến, đang khỏe mạnh như thế này đó, mà đùng một cái lăn đùng ra ốm, chúng ta không niệm được Phật, mà cái gì? Cái bộ phim nó cứ hiện lên trong đầu, trong tâm tư của chúng ta, trong tâm can của chúng ta, trong a lại gia thức của chúng ta. Mà thậm chí là gì? Chúng ta ngồi, người đại chúng đến niệm Phật trợ duyên cho chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ là gì? Không biết cái nhân vật trong bộ phim nó như thế nào, hôm nay nó ra sao rồi. Mà mọi người thì ngồi quanh chúng ta để niệm Phật, để trợ niệm. Còn chúng ta thì cứ nghĩ không biết là cái nhân vật trong bộ phim như thế nào. Mình thương thế, mình yêu cái đứa trẻ trong cái bộ phim đó, thế nó khổ thế, không biết nó hết khổ chưa. Hay là cái đôi nam nữ kia nó yêu nhau, nó lấy được nhau chưa. Hoặc là gì, cái ông cụ kia đã gì, đã được đứa con đó gì, nó thương trở lại chưa. Cái bà cụ đã được tìm được đứa con, đã về, quay được về nhà chưa, trong bộ phim đó chưa, vân vân. Cho nên cơ hội vãng sinh đã tụt khỏi tầm tay trong một kiếp. Vì vậy mà tuổi cao sức yếu rồi thì phải lo cho cái vấn đề tương lai của mình, đó là gì? Quyết định phải một đời vãng sinh được. Tu tập là chúng ta muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất đối với chúng ta, đó là gì? Cầu sinh tịnh độ. Chứ còn ở lại thế giới này mà tu chứng quả, dần dần tu đà hoàn, tức đà hàm, an hàm, A-la-hán và nhập niết bàn đó, xin thưa các quý vị, không phải dễ đâu. Các quý vị có thể ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đã khó rồi, nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ để cho tâm không bị tạp loạn, để chứng nhập được sơ thiền, từ cảnh giới sơ thiền xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ cảnh giới nhị thiền xuất nhị thiền nhập tam thiền, từ cảnh giới tam thiền xuất tam thiền nhập tứ thiền, từ cảnh giới tứ thiền xuất ra và nhập vào gì? Nhập vào các cảnh giới an định của chư thiên quái sắc, và từ cái cảnh giới đó lại xả cái thiền định của chư thiên quái sắc đó, nhập vào cảnh giới cao nhất của chúng chư thiên, đó là gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đạt được cái định đó. Vạn vạn vị sư bây giờ ngồi thiền chưa chắc đã được 2-3 người nhập được cảnh định đó các quý vị. Mà Đức Phật nói cái định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới là cảnh giới của gì? Của dục giới thôi. Tứ thiền mới chỉ là cảnh giới của dục giới thôi. Các quý vị ạ, sau đó vượt qua nó, nhập vào các cảnh giới thiền định cao hơn của cõi trời sắc giới, rồi vượt qua hơn, đó là cõi đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đó là cảnh giới của cõi trời vô sắc giới. Sau đó xả nó thì bắt đầu mới nhập vào các định của gì? Của Đức Phật đã dạy. Không phải đơn giản, không phải đơn giản.
mà ngồi thiền không có thầy dạy cho mình, chúng ta dễ lầm vào đường tà lớn lắm. Chúng tôi biết cái rất nhiều và xử lý cũng khá nhiều cái trường hợp những người mà tự ngồi thiền hoặc là ngồi thiền do các quý thầy dạy không đúng cách, cho nên mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Quay lại chúng tôi phải xử lý cho họ. May mà ngày xưa chúng tôi cũng mất cũng có 5-6 năm là chuyên tu về thiền định. Có thể là nhiều đời nhiều kiếp chúng tôi cũng đã tu tập nữa, nhưng đặc biệt là trước đây khi xuất gia đang học trung cấp, chúng tôi cũng có 6 năm trời chuyên tu về thiền định, cũng chuyên hay ngồi thiền, cho nên cũng mới xử lý được cái đó, mới có một chút kinh nghiệm. Đấy là một chút thôi, chứ còn những vị thiền sư họ ngồi thiền cả đời thì tất nhiên kinh nghiệm hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng đấy, đấy là nói với các quý vị, các pháp môn tu của Phật, pháp nào cũng tốt, nhưng mà mình xem cái nhân tu của mình á, công đức và trí tuệ của mình có đủ để theo không, có đủ để theo không. Nếu đủ theo chúng ta cứ theo không sao, kể cả chúng ta đang tu tịnh độ quay sang tu thiền cũng không sao, tôi cũng cấm. Tăng ni Phật tử ở trong chùa của tôi, nếu mà vị nào không muốn tu tịnh độ nữa, muốn tu thiền giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma hoặc là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng không cấm. Tốt thôi, không sao cả, miễn các quý vị vẫn giữ được trọn niềm tin tu ở trong Phật pháp. Một vài người dân không hiểu cái ý nghĩa của mục đích của việc xây dựng sử dụng của mình, và họ nói rằng không dám sang chùa Khai Nguyên vì nhiều ban thờ quá, vì sang không đủ tiền để đặt mỗi ban một tờ, cho nên không dám đi. Phật nào bảo như thế? Mà tôi đâu cũng có bảo như vậy, đệ tử của tôi đâu cũng có dạy như thế đâu. Không có. Chúng ta trước đây đi lễ, vì sao mà chúng ta lại nghĩ như vậy, nói như vậy? Vì chúng ta không hiểu pháp, không hiểu đạo. Chúng ta nghĩ là đi lễ chùa chỉ là để gì ạ? Để cầu xin. Mà cầu xin á thì đương nhiên, người mà đi lễ chùa chỉ có cầu xin á thì người đó mới khởi ra cái tâm như vậy. Giống như ngày xưa tôi còn tu ở trong chùa Hương, làm chú tiểu trong chùa Hương, có một bà đồng bóng, bà đi lễ. Bà đi, bà bỏ ngày xưa bỏ cái tờ gọi là 200 đồng, cái tờ 200 đồng. Cái năm đó là bỏ 200 đồng là cũng phải thuộc dạng là người khá rồi, có điều kiện mới bỏ được tờ 200 đồng. Năm 94 đó, 95 đó. Đấy, khá rồi mới bỏ được tờ 200 đồng. Bà đi và bỏ hết các ban. Cụ Phật nào á, bà xin chạy cả vào trong hậu cung luôn. Để bà cụ nào mà ngồi gặp thấp thấp ở dưới là bà cố vén lên, với lên bà đặt một cái đồng tiền vào trong tay của cụ Phật á, của cụ Bồ Tát á. Bà đi hết vào vòng bà lễ. Xong bắt đầu bà quay lại. Bà quay lại bắt đầu bà nhìn thấy bà nói, ôi chết rồi, chị quên. Thế bảo là chị á, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy em. Hóa ra nhìn thấy thế là bắt đầu chị quên. Tôi tha lỗi cho chị quên, em bé quá cho nên chị không nhìn thấy. Cho nên là bà lại tút cái tờ ra, bà bảo thôi bây giờ chị quên, chị cho em nhiều hơn. Thế bà rút cái tờ 500.000, xin lỗi 500 đồng. Bình thường các cụ Phật, các cụ Bồ Tát, các ông hộ pháp thì được 200 đồng. Còn cái em mà chị quên đó thì đem 500 đồng. 500 đồng cho vào trong cái pho tượng, chúng ta biết pho tượng đó gì? Pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh ở trong tòa Cửu Long á. Bà ấy nhìn thấy là gì? Là hình dáng của một em bé. Cho nên bà ôi giời chị quên, chị không nhìn thấy em vì em bé quá, chị quên. Cho nên là chị gì? Đây chị cho em thêm. Thế là rút được cái tờ 500 đặt lên trên tay. Đây chị để tận tay cho em này. Đó. Và xong một cái bắt đầu bà xuống, bà khấn. Bà quay ra bà ngồi bà khấn phải đến 30 phút. Bà khấn, tôi cũng không hiểu rằng cái trí tuệ của người ta kiểu gì mà người ta thuộc nhiều như thế. Chắc là người ta phải mất vài năm người ta mới học xong cái bài khấn đó. Một cái bài khấn 30 phút không có vấp một câu nào các quý vị. Mà đọc nhanh, đọc luyến thoáng đi, đọc nhanh mà đọc kể từ thời tiết cho đến gì, đến cái cảnh quan của chùa như thế nào vân vân, nó hay lắm. Phải nói là nghe hay vô cùng. Tôi chưa bao giờ thấy ai khấn hay như thế. 30 phút đọc không có vấp một câu nào. Tôi nghĩ là có khi nó phải học thuộc đến mất mấy năm nó mới học thuộc cái bài khấn không có vấp một câu nào. Và nói chung quy lại thì cũng chỉ đều cầu xin cho bản thân, cầu xin cho gia đình nhà mình, cầu xin cho mình
được phúc, được lộc, được thọ, vân vân, mọi cái gia đình nhà mình, cái gì cũng gia mình nhà mình gì đều được cho thật hết. Cho nên từ đó mà tôi nhìn ra một vài người mà đi chùa mà cứ phải gì đi đến từng ban thờ và bỏ từng đồng tiền lên trên tay của Phật á, hoặc là trên gì, trên cái mâm lễ của Phật á, xong rồi mới cầu nguyện tất tất á, thì những người như thế gọi là chưa hiểu Phật pháp. Đi lễ như thế gọi là vẫn lễ theo kiểu mong cầu theo cái pháp của thế gian thôi. Thậm chí có người, các quý vị đi lễ đầu xuân năm mới có 100.000 đồng, nhưng mà gì nghĩ rằng mang 100.000 đồng này, mình trong tâm vẫn nghĩ là nhất định mang cái 100.000 này để đến để cúng cái ngôi chùa đó, nhưng mà không, trong tâm thì vẫn là bảo cúng hết rồi, nhưng mà bảo là nếu mà đặt vào một chỗ thì những chỗ khác liệu không có, có được không. Cho nên mình cầu có phải cầu một chỗ đâu, chỗ này cầu một tí này, chỗ nọ cầu chỗ kia. Ví dụ như Đức Ông thì cầu cho gì, cho con cái à. Hoặc là hộ pháp thì cầu cho ngài bảo hộ cho gia đình nhà mình, còn Phật thì cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên, vân vân này nọ, mỗi ban cầu một tí. Vậy bây giờ mình chỉ cầm một tờ 100.000 này, mình đặt một chỗ vào giữa tam bảo, bỏ hòm công đức hoặc ghi giấy công đức một cái, thế là hết sạch rồi. Đi đến chỗ kia sợ các cụ không chứng cho, cho nên nó phải đổi, đem đổi thành tiền lẻ. 100 ăn gì, ăn 70, hoặc 100 năm gì, ăn 80. Và mình cầm một cái tập tiền lẻ đi là thoải mái, mà bỏ mỗi ban, mỗi tay, mỗi cụ Phật một cái, một đồng. Đây là một cách hiểu sai lầm về Phật pháp đó các quý vị. Cách hiểu sai lầm. Phật đó, Bồ Tát đó, thì không cần chúng ta làm cái điều đó. Ngài cần cái tâm gì, hướng thiện của chúng ta. Cái tâm thành kính, cung kính, hướng thiện của chúng ta. Còn có để làm Phật sự thì là tốt, có để trợ duyên để xây dựng chùa chiền, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường cây cối để xây dựng làm cho đẹp cảnh quan của chùa, đó là gì? Đó là tốt, đó là gọi là tu phúc thì tốt. Còn không có, chúng ta cứ đi chùa vô tư không có sao. Đặc biệt là ở đây, hôm cụ Phật tử nói với tôi rằng mấy Phật tử, mấy người dân nói là không dám sang chùa vì không có đủ tiền để đi lễ ở các ban. Nói như vậy tức là không hiểu cái gì cả, không chịu đi học, không chịu nghe giảng, hoặc là đi học, đi đến đây nhưng mà gì, ngồi tiểu toàn nói chuyện buôn dê lê với nhau, hoặc là chỉ ngồi đi quanh quanh ở bên ngoài, không chịu vào ngồi trong hội trường để nghe giảng, để tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Quen như ngày xưa gọi là đi chùa chỉ cầu nguyện thôi, đi chùa để phẩm oản quả chuối thôi. Lễ xong một cái là ra khỏi cửa tam bảo, thậm chí còn ngồi ngay trong tam bảo tranh nhau cái oản của bà tại sao nó dài cao, oản của tôi tại sao nó gì, nó bé, nó bẹp xuống, cái quả chuối của bà tại sao lại đẹp thế, quả chuối của tôi thì nó xanh, nó chưa chín hoặc nó nhỏ hơn. Đi lễ Phật chỉ cái kiểu như thế thì muôn đời không có hiểu Phật được một chút nào cả các quý vị. Tại sao cứ bảo là tôi cũng đi chùa lễ Phật, nhưng mà người ta thì hiểu được, còn mình không hiểu được, vì mình không tiếp thu về giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật chúng ta biết là một cái nền giáo dục, chứ đạo Phật không phải là dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu cúng mê tín dị đoan. Cái phương pháp cầu cúng vân vân chỉ là phương pháp gọi là trợ duyên thôi, gọi là phương tiện, gọi là trợ duyên để cho chúng ta gì vào đạo, học đạo mà thôi. Như hôm qua chúng tôi nói, kể cả cái việc chúng ta cầu gì, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu đảo bệnh, cầu nam nữ gì, con trai chưa lấy được vợ, cầu cho nó lấy vợ, con gái chưa lấy được chồng, cầu nó lấy chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau chưa có con thì cầu cho nó có con. Phật Bồ Tát cũng có thể đáp ứng được cái điều đó, nhưng đó chỉ là phương tiện. Mục đích tối thượng của Phật pháp đó là hướng cho chúng sinh giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên ở đây nếu có cái mấy Phật tử ở sân Đông này về cũng nói lại, biết có vài Phật tử nào mà nói rằng không dám sang chùa vì không có đủ tiền để lễ các ban, bảo họ không có phải cái việc đó, mà không có đồng nào đến chùa khai nguyên vẫn được mà. Kể cả những ngày lại đại lễ như mùng 1 ngày rằm hoặc là những ngày pháp hội, không có tiền đến lễ chùa khai nguyên vẫn được mà.
Đến khi mọi người đi ăn cơm, mình vẫn đi ăn cơm bình thường như mọi người. Có ai nói rằng bà không có tiền không được ăn cơm đâu, hoặc bà không có tiền không được vào trong hội trường để ngồi nghe giảng đâu? Không có. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa Khai Nguyên hoặc tất cả những hệ thống chùa mà tôi chủ trì để hoằng pháp không bao giờ có cái điều đó. Chúng ta thấy đến ngôi chùa này viết lá sớ cũng bình đẳng như nhau. Ai công đức, ai thành tâm bao nhiêu thì tùy duyên, mà không thành tâm cũng không sao. Các Phật tử vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ với chúng ta. Các sư vẫn vui cười, vẫn nồng hậu đón tiếp chúng ta. Hay kể cả gia đình chúng ta có đám cúng 35, 49, thất thất trai tuần chẳng hạn, đến chùa, có bao giờ các vị nghe thấy các sư trong chùa bảo một đám cúng phải bao nhiêu tiền không? Không có. Các chùa khác có thể có. Đám cúng 35, 49 có thể phải 5 triệu, 10 triệu, vài triệu vân vân. Nhưng mà đến chùa Khai Nguyên chúng ta không bao giờ có cái trường hợp đó. Cho nên mục đích của chúng tôi xây chùa để là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ chúng sinh, phục vụ cái công việc hoằng pháp. Tất cả các công việc khác ngoài ra đều là phương tiện, ai có như thế nào thì tùy duyên, không nặng nề cái chuyện đó. Cho nên nói rằng đi sang chùa Khai Nguyên thấy nhiều ban thờ quá, nhiều nơi thờ quá, không dám đến vì không có tiền lẻ để bỏ vào tay của Phật, của tượng ở các ban, ở các hòm công đức, thì nói như vậy là không hiểu gì về Phật pháp. Mà thậm chí có thể họ vì một cái lý do nào đó họ muốn bôi nhọ nhà chùa, như vậy là cũng không nên. Đã đây nói thêm như vậy để chúng ta biết, gọi là cúng giàng. Thầy đang nói về cúng giàng. Cúng giàng thanh tịnh nhất đó là chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành là thế nào? Phật dạy chúng ta là gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì chúng ta nhất tâm chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đó là phương pháp cúng giàng tối thượng nhất. Sau đó mới đến cái phương pháp cúng giàng gì? Cúng giàng như là cúng giàng một pho tượng chẳng hạn, Bồ Tạng, Bồ Tát Địa Tạng hay pho tượng Phật, hoặc là cúng giàng một bao xi, túi cát, xẻng cát, hoàn gạch chẳng hạn, vân vân, ngày công chẳng hạn, mới đến cái vấn đề đó là cái thứ yếu thứ hai. Còn cái cúng giàng tối cao nhất đó là y giáo phụng hành, nghe lời Phật dạy chúng ta tin theo. Phật bảo chúng ta thọ trì đọc tụng thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng, đó gọi là như pháp cúng giảng. Không làm trái với bản ý của Phật, không phải làm trái với bản ý lời dạy của Phật tổ, đó gọi là chân thực cúng giảng. Pháp cúng giảng tối cao nhất, tối thượng nhất, tuyệt đối nhất. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn những cái cúng giảng khác là cái trợ duyên thôi, tu phúc thôi. À, còn cái cúng giàng chúng ta y giáo phụng hành, đọc kinh, chỉ kinh, đó gọi là tu cả phúc lẫn tuệ, phúc tuệ viên dung. À, còn cái kia gì? Cúng giàng cái kia chỉ ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông gọi là tu phúc, thì chúng ta chỉ được phúc báo thôi. Còn chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển, y theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng giảng vân vân, tất cả những cái đó là trợ duyên thêm cho cái vấn đề chúng ta đọc tụng kinh điển, hiểu lời Phật dạy và áp dụng ra cuộc sống, thì đó là phúc trí nhị nghiêm, cả phúc và cả trí đều gì, đều viên mãn. Đó là một phương pháp tu cao tột nhất mà Đức Phật hoan hỷ nhất khi thấy chúng ta tu như vậy. Ở đây nói là gì? Hoặc là luôn cúng giảng nhấn đến đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, rất tốt. Một phương pháp cúng giàng chúng ta thấy chúng ta làm nó cũng không có tốn kém gì cả. Ngoài thọ trì đọc tụng kinh điển ra, chúng ta hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng giàng Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén gọi là thất thánh tài. Đó. Để dâng lên cúng giàng Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng giàng xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng uống cái nước đó rất là tốt. Đó. Rất tốt.
hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt, thậm chí là ma quỷ phải gì, phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. À, giống như hôm trước ở trên sân Tây có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm, xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất và gì, xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết đi. Cô con dâu và anh con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng, chúng ta hay đọc Kinh Địa Tạng, nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo, không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó, và đưa cho bảo vệ, bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay, không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là gì, cái nước đó là nước cúng gì, cúng Phật, cúng Bồ Tát, nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó, nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng. Vì sao lại nước làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút, ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng, ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng, miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học biện chứng đó các quý vị nhé, nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước như thế này, mà múc là cái cốc và cốc thủy tinh cơ, hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì, một cái giếng, và cùng một cái gầu múc nước ấy, để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau, hai cốc nước trong sạch như nhau, cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ, làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết, đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy ấy, gọi là gì, viết cái chữ ố, một cái tờ giấy ấy, viết cái gì, chữ ái ấy, có nghĩa là gì, chữ ái từ Trung, chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản ấy, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì, yêu thương. Từ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Từ ố ấy, có nghĩa là gì, là ghét, là căm thù, là ghét bỏ, vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học và nghiên cứu, họ xoay trong nước á, xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh, nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu, có hình thù nó như mắt gì, mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì, của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài nói là gì? Trong một bài kệ Ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem ở trong một bát nước có đến 84.000 con gì? Con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó. Mà con vi trùng nó gì? Có vi trùng trong đó, có nghĩa là nó gì? Có sự thấy, nghe, hay, biết. Nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái